Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Ngày xưa có một thanh giáo được phong ấn trong hang động sâu thăm thẳm, và mỗi khi nhắc đến tên quái thương con người ta lại nhớ đến hai câu nói. Tiêu diệt bóng tối cùng thanh tẩy nhân gian, bộ phim tôi đem đến cho anh em ngày hôm nay sẽ xoay quanh thứ vũ khí thần thoại này. Tại một ngôi đền với lịch sử hơn 500 năm thờ cúng biết bao linh hồn người đã khuất, chủ trì đang cố gắng tra truyền con nối mỗi ngày đều kể những câu chuyện về yêu quái cho Ushio thằng con trai của ông nghe. Thế nhưng nhìn mà xem, nó cứ ngồi đớp cơm có thèm quan tâm ông già đang nói cái gì đâu. Trong cơn tức giận, ông phang luôn cái nồi cơm vào đầu thằng con. Không kiêng nể ai hết kể cả cha mình, cậu đứng dậy nộ long cước vào mồm trả thù ổng rồi cảnh cáo già rồi nên biết tự lượng sức mình. Ông cũng không cam tâm đáp trả bằng một cú đạp giữa đầu, Ushio đứng dậy solo Coco bằng đủ thể loại võ công mà cậu biết để xem ai hơn ai. Cuối cùng vẫn như mọi khi, người chiến thắng luôn là ông bố. Bón hành thằng con xong, ông ngồi cặm cụi soạn hành lý vì có việc phải ra ngoài ít hôm. Trước khi đi, ông có dặn Ushio liệu mà trông đền cho cẩn thận. Ushio biết tin sắp được giải thoát khỏi ổng liền mừng rỡ hết nấc đẩy ổng đi càng nhanh càng tốt. Trước khi đi, cậu được dặn dò là phải dọn dẹp nhà kho nên lại phải mò vào cái nơi bừa bộn bụi mù bắt tay vào làm. Trong lúc bê đống sách ra ngoài, cậu vấp phải thứ gì đó ngã dập mặt xuống đất đau điếng người, nhưng cũng nhờ đó mà cậu phát hiện được một cánh cửa bí mật ngay dưới sàn. Đương nhiên đã thấy là phải mở ra xem thử, cậu gồng cơ đít hít cơ mong vận nội công kéo nát cả cánh cửa tự mình hại mình ngã xuống dưới. Quay lại sau lưng, cậu thấy nguyên một con yêu quái với đôi mắt trắng xóa cùng thân hình to lớn. Đang yên đang lành gặp phải cảnh này ai mà chẳng hoảng sợ, tất nhiên Ushio cũng không ngoại lệ. Nghe nó nói cái gì đó mà bị nhốt 500 năm, rồi cây thương chỉ có con người mới rút được. Cậu tự nhủ chẳng phải đó là cây thương ông già hay kể sao. Nó yêu cầu Ushio rút cây thương này ra ngay lập tức rồi sau đó nó sẽ biến nơi đây thành địa ngục như hồi xưa. Hình như nó nghĩ ma nhà ta ngu lắm hay sao ấy nhỉ? Ushio lao tới đạp liên tục vào cán thương cho nó đau đến phát khóc chứ ở đó mà rút, càng gào cái mồm lên cậu càng đạp mặt để xem láo được bao lâu. Thế mà nó vẫn còn cố gắng cào một nhát ngay trán cậu để ra oai. Ushio tức giận đổi sang dùng tay ấn thật mạnh đâm thật sâu, rồi chuồn lên phía bên trên và hứa 500 năm sau sẽ trở lại giải thoát cho đủ 1000 năm. Nó rén lên cầu xin cậu dừng bước, đổi cách xưng hô sang cậu tớ và năn nỉ sẽ làm mọi thứ mà cậu nói. Ushio giả vờ điếc tiếp tục leo lên đóng cửa cái rầm khóa chặt lại, sau đó vùng vằng đi vào bếp lấy cái bánh bao ra đớp cho bõ tức về cái việc ông già dám giấu nguyên con quái vật dưới hầm. Sáng hôm sau, Ushio ra ngoài quốc bộ đến trường, tình cơ gặp Inoue với Naka nên cả ba vừa đi vừa tám phét với nhau tiện thể nhắc nhở cậu chiều sẽ qua lấy vở về. Ở trên trường, Ushio là một học sinh đam mê bộ môn vẽ nhưng lại siêu giỏi về khía cạnh chơi thể thao. Bao lần bạn bè khuyên chuyển sới qua thể thao đi nhưng câu trả lời vẫn là không. Chiều hôm đó như đã nói, hai đứa bạn của Ushio ghé qua nhà cậu để lấy vở. Thế nhưng vừa mới mở cửa ra đập vào mắt cậu là một nùi thứ dị hợm bay lơ lửng xung quanh không khí. Cậu khua tay khua chân đuổi chúng nó đi vô tình chạm vào khu vực cấm của Inoue, Saka thấy thế liền giáng ngay một đấm trừng phạt cái tội dê sồm. Ushio bật dậy chạy thật nhanh vào nhà kho, mở cửa ngó xuống hỏi tội tên quái vật đã làm gì với đôi mắt của mình. Nó cười điên cười khùng chửi cậu ngu như bò, ai biểu mở cửa ra để âm khí tích tụ 500 năm qua bay ra ngoài thu hút lũ tiểu yêu bu đến. Thêm nữa do cậu gặp được đại yêu là Toza nên mới mở được âm dương nhãn nhìn thấy được những con yêu quái khác. Thêm nữa lũ tiểu yêu thì rất thích tấn công con người cho nên nó khuyên cậu rút cây thương ra rồi từ từ nói chuyện tiếp. Ushio nhảy xuống yêu cầu giết sạch bọn tiểu yêu bên trên, tiếp theo đó cậu tiến tới gồng hết lực rút quái thương ra giúp đại yêu. Được giải thoát một cái là Toza lộ bản chất thật liền, nãy giờ diễn lừa cậu mệt gần chết. Ushio phẫn nộ cầm cây thương đứng dậy hút hết tất cả âm khí trong phạm vi một cây số vào cơ thể. Tóc cậu dần dài ra kèm áp bức kinh người tỏa ra từ quái thương dọa nó sợ phát khiếp. Khí thế này khác gì vị anh hùng 500 năm trước đã giam cầm nó đâu. Ushio trạng thái hợp thể với quái thương đã xuất hiện, nó run rẩy nhanh chóng chạy bạt mạng tránh xa cậu. Trên đường chạy còn tiện thể giết bớt lũ tiểu yêu dùng nhưng đừng nghĩ thế mà được tha thứ. Ushio dí sát ngay phía sau đâm chọt đủ đường có mà chạy đằng trời. Cơ mà trừng phạt có lẽ phải để sau vì bây giờ phải ưu tiên cứu hai người bạn đang bị bao vây bên trong nhà. Ushio chạy lên kêu nó tấn công trước rồi cậu sẽ dứt điểm sau. Nó nghe lời răm rắp liền phi tới chỗ quân địch cào một nhát cấu nửa cây máu rồi nhường đất diễn cho Ushio thể hiện. Cậu phóng theo ngay sát đằng sau dùng thường chặt cơ thể yêu quái ra làm đôi sau đó clear map trong chớp mắt. Xử xong đám quái cũng là lúc Ushio về trạng thái bình thường, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bị lép vế so với nó. Còn quái thương trong tay là nó sẽ còn phải lo sợ không dám bật lại.
Nói chung từ giờ cậu muốn nó đi cùng cậu bất kể mọi lúc mọi nơi và đặt cho nó cái tên Toja. Sáng hôm sau Ushio đang say giấc nồng thì tự dưng bị tiếng ồn ở dưới nhà làm tỉnh dậy. Cậu tức tốc chạy xuống nhà xem tưởng động đất nhưng không phải. Là do Toja nó vừa mới đập nát cái tivi duy nhất ở trong nhà nên mới ầm ĩ như vậy. Rồi giờ lấy gì mà xem, nó là con báo chứ quái vật yêu ma gì. Mang tâm trạng bực dọc đến trường, Ushio lẩm bẩm chửi Toja sao cứ ngồi trên đầu trên cổ mình hoài. Đang chửi dở thì bỗng có trái bóng bàn bay tới với tốc độ cao rồi tự nổ tung trước khi chạm vào người cậu. Mọi người xung quanh đứng hình nhìn chằm chằm vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến Toja ngượng ngùng. Cậu vừa chạy trốn vừa cầu xin Toja làm ơn sau đừng làm vậy nữa. Đại yêu không chấp nhận bị cậu ra lệnh như thế nên cúi xuống nhắc cho cậu nhớ rằng nó đang ám cậu chứ không phải làm đầy tớ. Đừng ỷ có cây thương mà ra vẻ ta đây mạnh lắm, Ushio nói ít làm nhiều dùng thương đập ngay một phát vào đầu cho bớt nói lại. Thấy có hai đứa bạn bước tới cậu thuận tay đẩy nó ra chỗ khác chơi để tập trung buôn chuyện. Chúng nó tìm Ushio là để nhờ đá giúp trận bóng sắp tới tại mấy anh năm ba bận hết rồi. Ushio lấy lý do bận ở câu lạc bộ vẽ để từ chối khiến hai đứa nó khóc lóc ỉ ôi kêu cậu dẹp cái vẽ vời qua một bên. Vẽ xấu mà cứ cố làm gì trong khi chơi thể thao hay đến như thế. Nói có sách mách có chứng, bức tranh ngôi nhà với một cái cây mà Ushio vẽ thành cái tháp Toyo, rồi tranh phác thảo của nghệ sĩ lại hóa thành một con người tuyết. Ushio sôi máu chửi chúng nó lo chuyện bao đồng thì lại bị hai cô bạn thân trông thấy và kêu cậu bớt chầu che lại. Chửi cho đã mồm rồi lại còn khuyến mãi thêm một chậu hoa vào đầu nữa thì ăn đủ combo rồi đó. Chưa hết, hai khứa được dựa đứng bên cạnh không bằng lòng chuyện thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào nên hợp sức cào cấu bóp cổ cậu đến chết thì thôi. Lại thêm Toja nãy giờ cứ hỏi cậu thích em nào để còn biết đường ba chấm. Ushio nổi quạo combat ngay tại chỗ trước ánh mắt kỳ thị của hàng chục con người xung quanh vì họ chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu chứ không thấy Toja. Giờ ra chơi hôm ấy Asako cùng nhóm con gái được giao nhiệm vụ dọn dẹp xung quanh khu bỏ hoang của trường học. Nhưng nhìn mà xem, xung quanh liên tục toát lên vẻ đáng sợ khó tả đặc biệt là với bức tượng đá trước mắt. Cơ mà sợ thì cũng phải bắt tay vào làm thôi chả nhẽ giờ chạy về kêu em không làm nữa. Cùng lúc đó Ushio ngồi trong lớp chống cằm tỏ vẻ buồn chán vì thầy giảng bài hay đến mức ngáp liên tục. Trái ngược với cậu, Toja lại đang rất chăm chú nghe giảng. Cũng dễ hiểu thôi vì nó bị nhốt trong cái kho suốt 500 năm trời, giờ nghe được kể về lịch sử trong suốt thời gian qua lại chẳng háo hức quá. Đang yên đang lành đột nhiên quái thương phát ra tiếng động chói tai như đang cố báo hiệu có yêu quái ở gần. Ushio lập tức cầm thương phi thật nhanh xuống dưới trong khi vẫn còn chưa hết tiết. Chạy đến chỗ cầu thang, Ushio bắt gặp một cô bạn bị hóa đá nửa thân dưới đang ngồi kêu cứu. Cảm thấy có điểm chẳng lành, cậu liền tăng tốc vừa chạy vừa gào thét gọi Asako với Inoue. Cảnh sát rất nhanh đã có mặt tại hiện trường và dĩ nhiên sẽ có cả phóng viên túc trực 24/24. Ushio lúc bấy giờ đang núp gần đó để xem xét tình hình, cậu yêu cầu Toja biết cái gì mau phun hết ra đừng để anh phải lóng. Toja bướng bỉnh nhất quyết kín miệng có đánh chết cũng không nói, yêu quái không giúp đồng loại thì thôi chứ ai lại đi giúp con người. Ushio lập tức hợp nhất với quái thương ép nó phải nói ra cho bằng được, Toja phản ứng siêu nhanh lách qua một bên né chiêu sau đó cào một nhát đau điếng người rồi nắm đầu cậu lại. Ushio cũng 1-9-1-10 đập cán thương vào mặt đẩy nó ra, tiếp đến đâm thẳng xuống tay phải của nó rồi giữ nguyên hiện trường khiến nó khóc thét. Thấy nó rên rỉ thảm thương quá Ushio mới rút thương ra biến lại thành người. Toja ngoan ngoãn cung cấp thông tin rằng hiện tượng hóa đá là dấu hiệu nhận biết của thạch khẩu. Loại yêu quái này rất mạnh, một mình nó dư sức biến cả đội quân thành đá rồi từ từ tận hưởng hương vị chiến thắng. Cùng lúc đó Asako với Inoue đang cật lực vùng vẫy trong kết giới của thạch khẩu cầu cứu mấy anh cảnh sát tiến vào điều tra hiện trường. Nhưng chẳng một viên cảnh sát nào nghe thấy được mà cứ thế kéo nhau ra bên ngoài. Thạch khẩu từ khi nào không hay đã đứng ngay đằng sau hù cho cả hai đã sợ lại còn thêm sợ. Nó phóng ra hàng chục con quái nhỏ bu vào cắn Asako để kích hoạt hiệu ứng hóa đá cô trong chớp mắt. Ushio phía bên ngoài đã đánh mất bình tĩnh mà chạy thẳng vào bên trong, theo sự chỉ dẫn của Toja cậu dùng thương chém cái kết giới làm đôi. Thạch khẩu biết nên đứng rút kiếm ra đợi vào cái là chém. Ushio đưa thương lên đỡ cú chém như trời giáng rồi nhảy qua người nó đâm một nhát xuyên tim. Toja thấy ngứa mắt quá lỡ mồm kêu đấy không phải thạch khẩu đâu mặc dù không muốn theo phe Ushio. Lỡ đi sai một nước cờ thôi mà cậu bị thạch khẩu đánh cho túi bụi nằm bẹp dí dưới đất. Hình dạng của thạch khẩu là hai con rết phía dưới chân của tượng đá chứ không phải phần bên trên. Đúng lúc này, cửa kết giới dần đóng lại dọa Toja sợ lùi ngay ra bên ngoài. Nó cảnh báo Ushio nếu kẹt trong kết giới thì 90% là đờ ai đai không ai cứu nổi đâu. Cậu cũng muốn ra lắm nhưng cây thương nằm tít bên kia thì sao vũng vẫy mà thoát được. Đã thế nó lại còn không cho cậu cơ hội đến gần quái thương nói chi là lấy lại. Thôi thì biết mình sắp đi xa nên Ushio chỉ cầu xin Toja đúng một điều cuối cùng trước khi chết là hãy đưa những người bị hóa đá ra khỏi đây.
Tô Gia ngớ người ra khi cái thằng nhóc lúc nào cũng dí thương vào mình nay lại nài nỉ van xin. Cảm giác sung sướng khó tả khiến nó không tự chủ được mà chạy vào chặn cửa, sau đó nhe răng cười rồi phóng như gió đưa tất cả nạn nhân ra y như những gì Ucio đã nhờ. Cơ mà cứu người xong Tô Gia mới nhận ra việc Ucio đã chấp nhận bỏ mạng tại đây mà chưa hề xin phép nó. Tô Gia tiếp tục lao tới chặn cửa và chửi cậu là đồ ngu, chỉ bố mới ăn mày được thôi rõ chưa. Dứt câu nó liền bị mấy con tiểu yêu phóng ra từ cơ thể thạc khẩu cạp liên tục vào người, máu chảy như mưa nhưng vẫn cố chấp đứng yên đó. Ucio nhìn mà xót hết cả ruột gan, ước gì quái thương tự bay tới giúp mình pha này. Và đúng thật nó phi tới cái vèo giải hóa đá cho cậu, sau đó lại chuyển hướng bay tới chỗ Tô Gia chặn kết giới để đại yêu được tung hoành. Tô Gia nhảy xuống phóng điện 1000V bì ca chu phá nát toàn bộ kết giới xung quanh. Thạch khẩu tức giận rời khỏi tượng đá bay thẳng lên trời nhắm đến chỗ Ucio đang đứng. Tô Gia nói cậu cứ đè mắt trái của nó ra mà đâm đảm bảo kiểu gì cũng ăn. Ucio ghi nhận thông tin rồi nhảy xuống nhổ nước bọt vào thương, sau đó hạ thương đâm mỗi con một nhát kết liễu. Cuối cùng tiếp đất giải giới cho các bạn nữ rồi lại nhảy lên rời đi cùng Tô Gia. Vài ngày sau câu chuyện về yêu ma một lần được lôi ra kể khi đang trong giờ cơm, nghe thôi cũng đủ hiểu là ai đang kể rồi. Nội dung chủ yếu là quá trình Tô Gia bị một lãng khách dùng quái thương đại chiến 4 ngày 5 đêm sau đó bị phong ấn vào ngôi đền này. Ucio u như kỹ vẫn không thèm quan tâm lời ông già kể mà đưa tô nhờ ông xới đầy chén dùng. Ổng tức giận xách cổ thằng con lên cấm cậu không được mở cửa hầm trong nhà kho. Cơ mà Ucio không chỉ mở mà còn thả luôn đại yêu ra thì có sao không nhỉ? Rồi còn cây thương cậu đang cầm trên tay nữa, ông cũng nghi ngờ nhưng chỉ biết cười nhe răng tự an ủi lòng mình rằng chắc không thể nào là quái thương được đâu. Ucio tỏ vẻ không biết gì hết cứ thế xách thương đi trốn, cha cậu thấy thế liền chạy ra ngoài kho kiểm chứng và cái kết đầu bời tóc rối, mồm ha hả muốn ngậm lắm mà ngậm không nổi. Một lúc sau Ucio đến bảo tàng cùng hai cô bạn ngắm những kiệt tác tài ba được trưng bày xung quanh. Đặc biệt phải kể đến bức tranh cô gái u uất được vẽ trước khi chết của nghệ sĩ vì Ucio biết đây là chân dung một học sinh ở trường cậu. Tô Gia cũng để ý đứng ngắm nghía một hồi rồi mở miệng cười cười. Nó nhận ra kẻ trong tranh đã bị nguyền rủa, còn tên họa sĩ vẽ bức này nó biết chắc cũng đã hóa thành quỷ. Sáng hôm sau đại yêu mở bát một ngày mới bằng màn rượt đuổi Ucio đòi ăn thịt cho bằng được. Đang chạy băng băng trên đường tự dưng Ucio vấp cái gì đó ngã nhào xuống đất. Đứng dậy quay lại mới thấy là do ông anh Masaki năm ba giơ chân ra gạt. Nhìn Ucio ngứa mắt quá ổng liền bay vào giáng long thập bát chưởng vào mồm cậu, Tô Gia đứng bên ngoài nhìn cười khanh khạch cổ vũ đánh mạnh nữa lên đừng dừng lại. Đúng lúc này cô gái trong bức tranh u uất hôm qua bước tới và nói hãy đánh tôi hay thậm chí giết tôi cũng được chứ đừng động đến người khác. Masaki dường như có quen biết với cô ấy nên thật sự đã dừng lại. Còn Ucio thì hai mắt tròn hoe hướng về phía cô, niềm khát khao muốn cô ấy làm người mẫu trong bức tranh cậu vẽ nổi lên như diều gặp gió. Cũng vì thế mà sau giờ học, Ucio liên tục đi theo sau xin xỏ không cần biết người ta có khó chịu hay không. Jayco cảnh cáo cứ đi theo tôi đến lúc chết đừng có đổ tại, vừa nói dứt câu nguyên một chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía Ucio với tốc độ bàn thờ. Cậu nhanh chóng hợp nhất với quái thương chặt nó làm đôi thoát chết trong gang tấc. Qua ngày hôm sau Ucio ghé qua nhà Asako để hỏi thăm về sự tình của Jayco vì cả hai là bạn cùng lớp, lại còn là bạn khá thân của nhau. Nghe Asako kể thì Jayco chuyển vào tầm cuối năm nhất, mặc dù đẹp như tiên nhưng lại cô đơn hơn hết thảy mọi người. Asako thấy vậy liền đến rủ cô ấy đi chơi, nhờ đó mà Jayco cuối cùng cũng đã mỉm cười. Thế nhưng vì quá xinh đẹp nên Jayco vô tình biến mình thành hoa mật hút một đống ong bướm bu vào. Nhưng bất kỳ ai muốn tán tỉnh cô đều bị tai nạn mà chết, và cứ mỗi lần như thế cô lại tự sát rồi lại được cứu trước phút thứ 89. Dĩ nhiên Asako cũng từng xém chết một lần nếu không được Jayco cứu kịp thời. Kể từ đó Jayco chủ động cách xa Asako nhất có thể. Ucio nghe xong kiểu ối giời ma cỏ gì tớ không hù chúng nó thì thôi chứ ai hù được tớ. Lúc về nhà cậu gặp ông anh năm ba dường như đợi cậu đến để kiếm chuyện. Y như rằng không nói một lời anh ta bay tới múc cậu ngay tại chỗ. Ucio cũng đáp trả bằng thiết đầu công, cuối cùng cả hai nằm lăn lông lốc ở dưới thảm cỏ bất phân thắng bại. Masaki thấy cậu cũng gọi là mạnh mạnh nên mới kể câu chuyện hồi còn nhỏ với Jayco cho cậu nghe. Anh với cổ thật ra là bạn thanh mai trúc mã của nhau, vào năm lớp 2 mẹ Jayco đã bỏ đi với học trò của chồng. Sau vụ đó người chồng có thể nói là từ bình thường hóa điên hóa quỷ. Rồi vài ngày sau ông ta chết bỏ lại đứa con gái bơ vơ một thân một mình. Jayco cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ như anh em đã thấy. Cơ mà nếu chuyện chỉ có thế thì Ucio tự tin mình lo được. Vào tiết học nhảy ngày hôm sau ở sân trường, Ucio chủ động mời Jayco, không chính xác là nhờ dạy nhảy để cô khỏi cảm thấy bị thương hại. Jayco nở nụ cười bước ra thế nhưng vừa mới được vài bước thì lốc xoáy nổi lên vũ bão ập tới. Ucio lãnh một cào rách lưng từ một con quỷ đỏ mờ u ẩn hiện trong lốc xoáy.
Đây là chính là người Tô Gia Phán bị hóa quỷ lúc trước. Thấy quỷ đỏ định giết Ushio, Đại Yêu lập tức ra mặt xin nhẹ một cánh tay tội dám động đến con mồi của nó. Ngay sau đó, Tô Gia tung kỹ năng giật điện 1000V quen thuộc khiến quỷ đỏ phải tháo chạy tìm chỗ trốn hồi phục sinh lực. Ông anh Masaki thấy có chuyện chẳng lành liền chạy thật nhanh xuống dưới sân. Khi hiểu hết mọi chuyện, anh đỡ Ushio qua nhà Zeiko vì biết kiểu gì cô cũng sẽ tự sát ở đây. Đấy nói có sai đâu, Zeiko hiện đang đứng trên mái nhà chuẩn bị gieo mình xuống đất hóa kiếp nhân sinh. Ushio phóng quái thương ngay thời điểm cô bắt đầu nhảy rồi sau đó phi cái vèo lên tầng phối hợp với ông anh giữ cô ấy lại. Nhưng quỷ đỏ cũng giang tay đỡ ở ngay phía bên dưới khiến Zeiko mất bình tĩnh muốn quyên sinh càng sớm càng tốt. Ushio hét to tiếng nói đừng hòng tôi để cô chết, cả anh Masaki và Asako lúc nào cũng nghĩ cho cô đấy. Những lời vàng bạc vừa rồi đã tiếp thêm động lực sống giúp Zeiko vùng vẫy trèo lên trên quay đầu là bờ. Quỷ đỏ không chấp nhận việc con gái bỏ mình theo trai nên đã bắt Zeiko nhốt vào trong tranh cho khỏi lằng nhằng. Ushio thấy thế liền cầm thương cố gắng đâm xuyên đầu nó, nhưng đâm mãi chẳng thấy xi nhê gì cả. Tô Gia đứng sau chửi bố thằng ngu, hắn nhập làm một với bức tranh rồi có mà đâm đến sáng. Đại Yêu bắt cậu phải gào khóc năn nỉ thì nó mới giúp một tay, Ushio nghe thấy nhưng cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ rồi từ từ chìm vào trong tranh. Nó giận đỏ hết cả người phóng tới lôi đầu Ushio ra, cơ mà trước đó phải chui vô cào vào mặt quỷ đỏ để nó buông đôi tay nhau ra. Tiếp theo đó, Tô Gia kêu Ushio xé nát bức tranh ngay bây giờ. Cậu liền làm theo y chang nhưng vào thời khắc then chốt, Zeiko đã lao ra đỡ lấy cây thương giúp quỷ đỏ. Tuy nhiên quái thương đâu có gây sát thương lên con người, nó đâm xuyên qua người Zeiko và kết liễu quỷ đỏ. Quỷ đó biến mất thay vào đó là hình ảnh người cha hiền dịu hiện lên chúc con gái hạnh phúc rồi từ từ hóa hư vô. Zeiko mãn nguyện liền quay qua đồng ý lời cầu hôn à nhầm lời mời làm mẫu ảnh cho Ushio. Một tuần sau đó vào một buổi tối ồn ào nơi công trường đang thi công. Có một ông lão từ chiều đến giờ cứ ngăn cản đội xây dựng không được đụng vào cây cọc phong ấn. Ai cũng nghĩ là do ông mê tín nên mặc kệ ông không quan tâm. Cứ việc của mình làm, do đó khi đã tháo rỡ cái cọc được cho là phong ấn thứ gì đó từ miệng ông cụ. Từ trong thùng gỗ chui ra nguyên một con yêu quái còn mỗi cái đầu bay đến ăn sống một người, tiếp theo đó có thêm 3 cái đầu nữa nhô lên bắt đầu tàn sát tất cả mọi người xung quanh. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ đội xây dựng đều đã bỏ mạng tại công trường, chúng nó liên tục phát ra những tiếng than oán với cái tên Hizaki Mikado. Có lẽ đây là tên của vị pháp sư đã phong ấn chúng nó lại từ rất lâu về trước. Sáng hôm sau như thường lệ, Ushio phải combat một trận coi như tập thể dục buổi sáng với Tô Gia rồi mới có thể đi làm việc khác được. Lúc chạy ra tới phòng khách, cậu thấy một lá thư trên bàn với nội dung ta đi đây đừng tìm ta. Ông già sốc quá không dám tin Đại Yêu được thằng con quý tử thả ra nên bỏ đi đây mà. Cùng lúc đó trên TV đang chiếu chương trình thời sự 24 giờ với bản tin gây sốt. Theo như anh phóng viên nói, khu vực đường cao tốc mới đây đã có thảm sát xảy ra. Sau điều tra, cảnh sát nhận định là do chó hoang gây ra, khép lại vụ án kinh hoàng ngay tại đây. Ushio nóng máu gọi Tô Gia đến hỏi chuyện, cậu đã hợp thể với quái thương sẵn rồi nên trả lời sai một cái là vào việc luôn. Nói mau, tối qua là ngươi giết người chỗ công trường đúng không? Tô Gia mặc dù từ chối lia lịa nhưng Ushio đếch quan tâm, trong đầu cậu mặc định là do nó làm nên cứ thế mà phang. Tô Gia tức nhất cái việc bị vu khống liền phóng tia điện 1000V đáp trả, thế nhưng quái thương đã hút sạch sành xanh buộc nó phải chọn phương án khác nằm trong tôn tử binh pháp. 36 kế chạy là thượng sách, do Tô Gia bay con Ushio quốc bộ nên muốn đuổi thì thật sự phải dùng hai từ không thể để diễn tả. Đại Yêu từ lúc được thả đến giờ vẫn chưa dám ăn tí gì vì e ngại quái thương, nay chuyện xảy ra như thế nó thể sẽ ăn tất cả con mồi hiện trong tầm mắt. Lúc này tại nhà của Inoue, cô vừa mới nhận được cuộc điện thoại từ Asako nói không đi chơi cùng được vì phải đứng quán thay ba. Thôi thì lâu rồi cũng chưa ra ngoài một mình nên tiện cô có dịp đi luôn. Còn Ushio phía bên này đang lang thang tìm Tô Gia thì bỗng thấy cảnh một ông cụ cố gắng báo cho mấy anh cảnh sát biết về lời nguyền đã bị phá vỡ. Dĩ nhiên chẳng ai tin ba cái chuyện mê tín mà ông bày ra nên không muốn tiếp cụ chút nào. Ushio nhanh chóng bước tới đỡ cụ rồi nhặt quyển sách cụ làm rớt ở dưới đất lên. Vô tình cậu thấy được hình ảnh pháp sư Hizaki Mikado và tự hỏi rằng sao nhìn y hệt Inoue thế nhỉ? Đã thế ông cụ còn nói yêu quái Gamin sẽ báo thù những ai có khuôn mặt trông giống Hizaki. Tô Gia lúc bấy giờ đã bay tới chỗ trung tâm thành phố, nó muốn ăn lắm rồi nhưng tứ bề đều là mấy thứ kỳ quái chưa gặp bao giờ khiến nó đứng hình mất 5 giây. Rồi lúc nhảy xuống tính bắt đại đứa nào đó bỏ vào mồm thì lại bị xe cán bay đập mặt vào tường. Nó tức giận đứng giữa đường tìm cho bằng được chiếc xe nào vừa mới tông mình, mải đuổi theo chiếc màu trắng không nhìn đường lại cắm mặt vào cây cột sắt u một cục giữa đầu. Đại Yêu nổi cơn thịnh nộ phóng hàng loạt tia sét 10000V phá hủy tất cả xe trong phạm vi 500m. Trở lại với Ushio, cậu mời ông cụ đến chỗ ghế đá ngồi rồi kiên nhẫn nghe ông kể tất tần tật về chuyện liên quan đến yêu quái Gami.
Vài chục năm về trước, ở trên một ngọn núi nọ, có rất nhiều dân làng khi lên đốn củi thấy những tiếng động lạ, thậm chí là những cái đầu bay lơ lửng trên không trung. Pháp sư trừ yêu rất nhanh đã được gọi tới để trừ yêu diệt quỷ. Vị pháp sư ấy chính là Hizaki Mikado. Ông cụ lúc ấy vẫn còn non nớt, chưa trải sự đời, thấy ngài Hizaki đẹp quá nên sống chết đòi đi theo lên tới tận trên núi. Khi chạy lên tới nơi, ông bàng hoàng khi thấy cảnh ngài ấy phong ấn quỷ vật xuống lòng đất. Ông còn được dặn dò không được động chạm đến phong ấn vì không biết lần sau ngài ấy còn đánh lại nó hay không. Quay về hiện tại, lũ Gami đã tấn công tới trung tâm thành phố. Chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng cách ăn sống bất cứ người nào có vẻ ngoài trông giống Hizaki. Bên cạnh đó, Toza cũng đang tích cực kiếm ăn nhưng vẫn chưa thấy vận may tới. Hết xe cộ giờ đến kính trong suốt, giờ lại còn cả thứ mùi hôi thối kinh khủng khiếp phát ra từ cơ thể người đi đường mà loài người gọi là nước hoa. Sau một hồi vật lộn với hàng tỷ loại mùi, đại yêu thực sự đã kiệt sức. Thế nhưng vào đúng cái lúc định bỏ cuộc thì Inoue lại xuất hiện. Trong mắt nó, cô là con mồi sở hữu làn da mịn màng cùng với mùi cơ thể thơm ngon khó cưỡng. Nước miếng nó chảy như cơn lũ ập tới, trong đầu mừng thầm bữa ăn đầu tiên trong 500 năm cơ mà khoan đã. Toza cảm nhận được có yêu khí ở gần đây, ngước đầu lên trên nó thấy lũ quái khác định cướp con mồi ngay trên địa bàn của mình. Thế nhưng đại yêu còn chưa kịp ra tay thì quái thương đã bay tới cái vèo cắm chặt vào tường. Quái thương xuất hiện tức có nghĩa Ushio đang có mặt tại đây. Cậu hét lớn tiếng kêu Inoue chạy càng nhanh càng tốt rồi gọi quái thương về cản bọn Gami bu vào. Inoue lập tức chạy vào siêu thị bỏ lỡ trận chiến 1-5 đáng mong đợi của Ushio. À không, tôi xin lỗi, chính xác là Ushio bị 5 cái đầu nó cắn cho tang tác rồi ném bay ra xa. Mục tiêu tiếp theo của chúng tất nhiên là Inoue, chúng bay thẳng vào bên trong dí đến cùng trời cuối đất. May sao cô chạy vào thang máy kịp lúc, an toàn được khoảng tầm vài phút nữa. Toza phía bên ngoài không can tâm để tuột mất con mồi ngon như thế liền đập vỡ kính xông vào bên trong. Bọn Gami lúc bấy giờ đã chui ra bên ngoài siêu thị bay qua chỗ thang máy đập cắn nát lớp kính bảo hộ khiến Inoue rơi ra bên ngoài. Mặc dù với được một thanh sắt cứu mạng nhưng bị bao vây bởi lũ Gami thì sống sao bây giờ? Câu trả lời nằm ở chỗ đại yêu, vì Toza còn ở đây đố thằng nào con nào dám động đến một sợi tóc của Inoue. Nó cứu lấy cô rồi noi gương Ushio làm quả kèo 1 cân 5 mãn đôi nhãn. Đầu tiên nó ấn một cái đầu ngu muội bay tới trước rồi sau đó giang hai tay ra cảnh cáo một lần nữa. Rằng nó là của tao, chúng mày tự giác cút đi. Chúng nó không quan tâm mà cử một cái đầu ra khống chế Toza lại rồi 3 cái còn lại đuổi theo Inoue. Đại yêu cảm thấy bị xúc phạm liền kéo tên đó lại cạp một phát nửa đầu chết ngay tại chỗ. Sau đó nhanh chóng bay qua chỗ con mồi tiện thể mang theo con mình vừa giết cho bọn chúng sợ. Cơ mà khi thấy đồng loại bị giết, chúng lại còn hăng hơn bay đến cắn thật mạnh vào người Toza, nhận ra chỉ có cái chết mới làm chúng nó ngoan ngoãn nên đại yêu giật xét một lúc 3 con. Tuy nhiên một con kịp thời nhả ra bay thẳng tới chỗ Inoue gào thét ta phải báo thù. Ushio cùng quái thương lập tức lao đến đâm xuyên táo cứu lấy Inoue. Cuối cùng cậu gửi lời xin lỗi đến Toza vì đã trách nhầm nó. Inoue cũng cho nó một cái hamburger coi như lời cảm ơn đã cố gắng cứu mạng cô. Tối hôm đó, tại một khu ổ chuột nằm ở đất nước Trung Hoa có sự xuất hiện của 2 con yêu quái đội lốt người cùng một bậc thầy trừ yêu có nghệ danh là Phiêu. Mới đầu chúng chưa biết mình đang động phải người trong nghề nên hung hăng tưởng 2 đánh 1 không chuột cũng què. Thế nhưng Phiêu mất không đến 5 giây để khiến một con nổ banh xác ngay trước mắt đồng loại của nó. Con còn lại sợ hãi vừa chạy vừa cầu xin anh tha mạng. Tuy nhiên anh vừa phát hiện ra việc chúng vừa mới ăn sống một đứa con nít nên chắc chắn sẽ không có chuyện tha thứ gì ở đây hết. Mặc dù vừa trừ khử xong 2 con yêu quái nhưng anh lại không hề có chút cảm xúc vui sướng. Tất cả bởi vì suốt 15 năm nay anh mãi luôn tìm kiếm tung tích con xúc sinh ngày hôm đó mà lần này vẫn không phải. Đúng lúc này, chiếc TV gần như đã hư nát bất chợt sáng lên chiếu tin tức yêu quái xuất hiện ở Nhật Bản cùng một cậu thanh thiếu niên. Cùng lúc đó Ushio chưa hay biết gì vẫn đang chăn ấm nệm êm nằm ngáy khò khò. Bỗng quái thương phát ra tiếng kêu chói tai, chắc chắn chỉ có thể do Toza đánh lén. Ushio bật dậy cầm thương lao tới mà quên chưa biến hình và cái kết ăn một cào ngay mắt phải. Toza được nước làm tới muốn kết liễu cậu ngay tại đây nhưng lại bị quái thương ngăn cản. Nhờ nó câu thời gian nên Ushio mới có thể gượng dậy hợp thể chuẩn bị chiến một trận sống còn. Đại yêu biết chắc đánh không lại nên tháo chạy ngay lập tức và hẹn ngày tái đấu. Sáng hôm sau ở sân bay Tokyo, Phiêu gặp vấn đề khi bị phát hiện mang theo hung khí bên mình. Cơ mà 3 cái thứ lặt vặt này anh thôi miên cái một là xong nên cũng không có gì to tát lắm. Sau khi ổn định chỗ ở, Phiêu lang thang khắp các phố phường dò la tin tức của đại yêu. Tình cờ khi đi ngang qua công viên, anh thấy 2 tên du côn đang ép người bố nhả 1 triệu tiền giặt đầu ra. Thấy việc bất bình, anh không thể không can thiệp nên đã phóng một con dao găm trúng tay tên mặc áo cam khiến hắn hét toáng lên. Đúng 5 phút sau, Ushio vác thương bước tới gần công viên, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của ai đó cậu liền phi tới đánh bay nhát dao chí tử.
Mặc dù mới gặp Ushio lần đầu tiên, nhưng Phil biết chắc cậu có liên quan đến con yêu quái ngày hôm đó qua lượng yêu khí đậm đặc mà cậu tỏa ra. Anh phóng ra hàng chục phi tiêu rồi giật dây kéo Ushio lại, cuối cùng vật xuống đất với tư thế chân đạp lên mặt cậu. Phil ra lệnh cho cậu biết gì về đại yêu mau khai hết ra. Tự nhiên ào tới đánh người rồi hỏi như tra khảo, nên đương nhiên là Ushio từ chối không trả lời. Phil tức giận đòi móc mắt cậu ra buộc quái thương phải ra mặt giải vây, khiến cơn giận của anh hạ nhiệt lại. Phil lập tức quỳ xuống dập mặt tạ lỗi vì không đời nào chủ cây thương lại thao túng yêu quái. Phải đến khi Ushio nói câu tha thứ, Phil mới chịu đứng dậy hẳn hoi giới thiệu qua bản thân. Anh kể cho cậu nghe một câu chuyện cực kỳ đau thương được trích ra từ chính cuộc đời anh. Lúc trước Phil có một người vợ hiền cùng một đứa con gái ngoan ngoãn lễ phép. Anh hết mực yêu quý gia đình mình, tưởng rằng sẽ sống hạnh phúc đến viên mãn, nhưng không. Vào đêm tối tĩnh mịch ngày hôm đó, lúc đi làm về thấy không ai mở cửa đón là thấy nghi nghi rồi. Y như rằng mở cửa ra một cái là nguyên con quái thú nhảy vồ tới cào anh một nhát rồi chạy trốn ngay sau đó. Phil cố gắng đứng dậy vào trong xem thử, thấy chiếc giày màu hồng anh mua cho con gái nằm giữa một vũng máu lớn khiến tim anh như quặn thắt lại. Kể từ ngày hôm đó, Phil đã vứt hết quá khứ lại sau lưng và bắt đầu hành trình truy lùng con quái khốn khiếp đó. Ushio nghe xong cũng có chút đồng cảm, vừa hay Toza nó mới tặng cậu nguyên một vết cào in hẳn trên mặt. Khỏi phải suy nghĩ, Ushio đồng ý tiết lộ mọi thông tin liên quan đến Toza cho Phil rồi nhờ anh xử nó dùm. Một lúc sau, Ushio nằm nhà đợi tin vui đến, còn Phil thì ngồi ở công viên đợi Toza tự vác xác tới. Rất nhanh thôi vì nó đang núp gần đây chờ con mồi vào trong. Cả hai đều có chung ý định muốn tấn công đối phương nên bỏ qua bước giao tiếp mà vào băm nhau luôn. Trời đã chuyển tối nhưng trận đánh vẫn đang tiếp diễn với lợi thế thuộc về Phil. Anh dùng võ thuật trung hòa đấm một cú vào ngực và hai cú vào mặt. Sau đó thi triển ma thuật hắc ám đốt Toza suýt thì thành thị châu gác bếp. Vừa mới chớp mắt có một cái mà trời đã sáng trưng, thế mà hai đối thủ vẫn còn chưa đánh xong khiến tôi tự hỏi sức đâu mà đánh lắm thế. Trong lúc đó, Ushio mang vết sẹo to tổ chảng trên mặt lên lớp ngồi chống cằm ngơ ngơ ngác ngác, thầy gọi cũng không thèm nghe, đến nỗi phải ném đồ lau bảng vào mặt thì cậu mới chịu hoàn hồn lại. Đến tận chiều tối lúc học sinh tan trường, trận đánh giữa Phil và Toza mới tiến đến hồi kết. Phil tung 10 lá bùa hấp thụ hết toàn bộ lôi điện Toza phóng ra rồi cứ thế trao đổi chiêu thức đến tận tối muộn. Kết quả đã quá rõ, đại yêu kiệt sức nằm bất lực dưới đất trong khi Phil vẫn còn đủ sức thét lên ba chữ chết đi con. Đúng lúc này Ushio chạy đến đứng che chắn cho Toza và nói rằng nó bị nhốt trong kho tận 500 năm thì làm sao có thể là hung thủ giết gia đình anh được. Phil không cần biết mà tiếp tục ra đòn kết liễu, Ushio dùng thương đỡ lấy rồi tiếp tục đưa ra bằng chứng. Cậu chỉ thẳng vào vết cào trên mặt mình kêu có tận 4 móng còn trên mặt anh chỉ có 3 móng. Phil mất kiểm soát đấm cậu ngã nhào xuống đất, sau đó đè lên người đấm liên tục vào mặt cậu. Chưa hết, Phil lôi ra chục cây phi đao cùng 5 lá bùa thiên hỏa kết hợp chúng lại ném ra phi tiêu lửa nhắm thẳng về phía đại yêu. Ushio quyết đoán lao lên dùng thân mình che chắn toàn bộ rồi đấm thẳng mặt anh, cuối cùng ngất đi vì mất quá nhiều máu. Nhờ cú đấm đấy mà anh mới nhận ra mình đang thật sự bị lạc lối, xém chút nữa đã giết người vô tội. Anh băng bó vết thương cho cậu rồi nói lời từ biệt tại đây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã đến mùa hè nắng nóng oi ức muốn chảy cả mỡ. Mà đã là hè thì chắc chắn không thể thiếu ba chữ đi tắm biển, lại vừa hay ông bà của Asako có hẳn một cái cửa hàng ngoài biển cho nên chơi thôi chờ chi nữa. Hứa Toza cũng tận hưởng gớm lắm, cũng 500 năm chưa thấy biển rồi chứ ít gì. Cơ mà nó đang cay Ushio vụ đi biển cũng vác cái thương theo nên chả làm gì được. Thôi thì nó quyết định từ bờ biển phi như bay vi vu lướt sóng tận hưởng không khí mùa hè. Đúng lúc này Ushio bắt quả tang một thằng nhóc đang hất cát vào đồ của mình. Cậu nhanh chóng chạy đến giữ nó lại rồi hỏi tội sao mày làm như thế hả con. Asao với Inoue nghe thấy tiếng Ushio chửi liền chạy tới xem có chuyện gì, ấy thế mà chưa định hình được tí gì Asako đã bị thằng bé dùng súng phun nước bắn lên mặt. Giận ca chém thớt, cô đập cái xô cát vào đầu Ushio rồi vùng vằng đi về quán. Trưa hôm đó lúc đang ngồi gặm dưa hấu, ông bà kể chuyện của thằng bé hay thích trêu chọc người khác cho cả ba hiểu. Nó tên Tatsuya, do mất mẹ từ sớm nên tính nết bắt đầu xấu đi theo từng ngày. Trở lại với Toza, đang lướt sóng ngon thì phải phanh gấp lại vì nó cảm nhận thấy khí tức của yêu quái. Đại yêu rất ghét đứa nào gọi mà không chịu ra mặt nên liệu hồn mà xuất đầu lộ diện nhanh. Hắn ta cũng gọi là biết sợ nên lập tức xuất hiện giới thiệu bản thân là thủy quái cai quản đám yêu quái khu biển này. Biết Toza thuộc hàng yêu quái đỉnh của đỉnh nên hắn mới nhờ tiêu diệt giúp con yêu ma đang đe dọa vùng biển. Nó hấp thụ toàn bộ linh hồn người chết, lại còn ăn thịt cả người lẫn yêu quái. Nghe đâu con yêu đó rất mạnh nên Toza có vẻ rất hứng thú muốn so kèo ngay bây giờ. Cùng lúc đó bên bờ biển, Ushio vừa mới gõ vào đầu nhóc Tatsuya một cái thật mạnh, cái tội bướng bỉnh nhắc bao lần không chịu nghe. Asako nhìn cảnh này bỗng dưng nhớ đến ký ức lúc nhỏ, cô từng trêu Ushio là đồ không có mẹ và cũng bị hất cát vào mặt. Quay qua phía của đại yêu, theo sự dẫn được của thủy địa cả hai đã tới chỗ yêu ma cư ngụ.
tận mắt nhìn mới phải thừa nhận nó vừa to vừa dài vừa dai. Tatsuya phía bên này cũng vừa gặp phải ba tên côn đồ thích bắt nạt mấy đứa nhóc chưa trải sự đời như cậu. Chúng nó thấy thằng bé làm rơi cái điện thoại đồ chơi liền nhặt lên giật đứt dây và ăn ngay một đấm từ Asako. Để chị đại thấy cảnh này là chúng mày xong đời rồi. Cô đạp một cước lên hàm một tên rồi đá vào mồm tên còn lại làm chúng sợ phải xách dép chạy trốn ngay lập tức. Toza thử phóng lôi phạt vào người nó nhưng có vẻ không ăn thua, lớp da quá dày điện không xuyên được. Nó điều khiển phần đuôi đập xuống chỗ Toza ép đại yêu phải nhảy lên rồi sau đó đớp vào mồm nuốt trôi tuột xuống bên dưới. Thủy địa đã cố gắng phóng tay dài ra kéo Toza lại nhưng có vẻ là không thể. Hết cách, Toza đành phải nhờ thủy địa chạy về bờ biển gọi thằng Ushio đến giúp. Nó có quái thương nên rất có thể sẽ tiêu diệt được con yêu ma này. Dứt câu, đại yêu phóng lôi điện đẩy thủy địa đi thật xa để trở về. Tiếp tục với câu chuyện của Tatsuya, mới được chị đại giúp nên thằng bé muốn cảm ơn chị bằng cách chèo thuyền đưa chị đi khám phá một cái hang được tạo thành do sạt lở núi. Nhưng giữa đường cả hai lại gặp phải một con yêu ma siêu to khổng lồ. Vừa mới đớp Toza ở tít ngoài biển khơi giờ đã mò tới gần bờ biển rồi nhanh thật. Ushio đang nằm chiêu chiêu nghe tiếng thét liền bật dậy chạy đến xem thử. Bỗng có tiếng ai đó gọi tên cậu ở chỗ vòi hoa sen khiến Ushio phải phanh gấp lại. Thủy địa chui ra từ trong cái vòi và nói Toza đang ở trong bụng yêu quái chờ, nghe đến hai chữ yêu quái là phải chạy đi kiếm quái thương ngay. Chạy chưa được ba bước thì lại tới Inoue báo tin Asako gặp nguy hiểm. Ushio quay xe chạy về quán nước gọi điện cho Asako bảo cô cứ bình tĩnh đúng 5 phút nữa cậu có mặt giải cứu. Theo lời cậu nói, Asako cởi áo sơ mi ra mặc cho Tatsuya để thằng bé đỡ lạnh rồi ôm an ủi cho nó đỡ sợ. Đúng lúc này, hơn chục con tiểu yêu mò đến chỗ chiếc thuyền lộ rõ ý định muốn ăn tươi nuốt sống hai chị em. May mà đại yêu đang ở gần nên mới ra tay cứu, không thì chết cả đôi rồi. Phía bên ngoài lúc bấy giờ, Ushio đã phi tới nơi để đại chiến một trận với yêu ma. Thế nhưng đâm chọt mãi mà không thể xuyên qua nổi lớp da dày cộm của nó nên buộc phải đổi chiến thuật khác. Sử dụng kỹ năng phá kết giới của quái thương bắt nó hả họng ra để cậu chui thẳng vào. Tuy nhiên mọi thứ dường như đã quá muộn màng, yêu quái bắt đầu hút tất cả mọi thứ vào dạ dày bao gồm cả Toza và hai chị em. Đại yêu mặc dù đã cố gắng dùng tóc của mình để bám vào hai bên thành, nhưng do lực hút quá mạnh nên cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay lúc cấp bách, Ushio đã xuất hiện cắm cây thương lên cơ thể yêu ma trụ vững câu thêm tí thời gian. Thấy Asako sắp không ổn, cậu liền kêu nhóc Tatsuya mau bỏ xuống giữ chị ấy không sẽ muộn mất. Thằng bé theo lời cậu đánh liều một phen nhưng Ushio lại tuột tay khỏi cây thương, cố gắng bám lại cũng không ăn thua. Chuyện gì cũng tới tay quái thương, nó cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm liền tự thân vận động bay thẳng tới đâm xuyên bản thể yêu ma cứu sống cả đám một phen. Cuối cùng Ushio chỉ việc cưỡi trên người Toza, dùng thương chém từ đầu đến đuôi con quái siêu thoát hàng ngàn linh hồn bị mắc kẹt bên trong. Sáng hôm sau, khi hay tin anh chị xách đồ đạc quay về nhà, Tatsuya chạy tới tặng cho Ushio chiếc điện thoại đồ chơi mẹ mua cho rồi đứng vẫy chào tạm biệt mọi người hẹn sớm gặp lại. Vì lúc trước thủy địa có chửi Ushio là thứ con đẻ của mụ hắn ta ghét. Con mụ sống dai mãi không chịu chết nên về đến nhà một cái là cậu vào kiếm ông già xách cổ lên hỏi coi tại sao ổng lại nói mẹ mình đã mất. Ushio nóng vội bao nhiêu thì cha cậu lại bình tĩnh bấy nhiêu, ông đặt cốc trà xuống và nói, nhìn kìa hoa huệ nở rồi, tiên sư ông thì ra bình tĩnh để đánh chống làng. Ushio lập tức phi thần cước vào mặt một lần nữa yêu cầu ông kể rõ hết mọi việc ra. Điện thoại kêu lên cực kỳ đúng lúc tạo lý do cho ổng bơ đẹp lời cậu nói. Cơ mà đâu có dễ vậy, biết ổng ra ngoài nghe xong thể nào cũng trốn, Ushio bắt nhẹ cái bài giữ cha lại bằng màn trao đổi chiêu thức cực kỳ tình cảm. Toza đứng không cũng chịu đạn khiến nó hét toáng lên kêu oan, nhờ vậy mà cha cậu mới để ý đến con quái nãy giờ ông coi như không khí. Ông phán mặt đại yêu nhìn rõ ngố cho nó tức rồi nhân cơ hội đó ba chân bốn cẳng chạy đi trốn. Ushio bất lực dí không lại ông già đã ở độ tuổi trung niên. Tối hôm đó cha Ushio xuất hiện tại một cánh rừng nằm đâu đó ở Nhật Bản để tiến hành trừ yêu diệt quỷ. Lần này là loại quỷ xanh lá ba đầu khá yếu nên ông chỉ cần dùng đúng một chiêu kim cang luân, đồng thời phong ấn nó bằng bùa với tràng hạt là xong. Ngay sau đó ông lên trực thăng đợi sẵn ở gần đó bay đến căn cứ điểm quỳ xuống bái kiến các lãnh đạo cấp cao để báo cáo về sự việc quái thương tái xuất. Nghe xong câu chuyện ai cũng tức giận trách con trai ông Ushio sao vẫn còn sống, đáng lẽ phải bị yêu quái ăn thịt rồi chứ. Có tài lên làm lãnh đạo mà không có đức, nói năng hàm hồ. Chỉ có mỗi lão bà địa vị cao nhất được mệnh danh là Đức Phật bình tĩnh hỏi ông kỹ lại đầu đuôi câu chuyện. Cơ mà mấy ông già kia đứng ngồi không yên lại nhảy vào mồm bà tranh nói đòi triệu tập các ứng viên đến thu hồi quái thương lại. Shiguze phản đối cái ý nghĩ đó và nói muốn tự mình đánh giá con trai. Nếu nó yêu kém còn yêu quái độc ác thì chính tay ông sẽ khử cả hai. Đức Phật tin tưởng đồng ý với lời thỉnh cầu đó nên tối hôm sau, Shiguze về nhà ăn bữa tối với con trai rồi ngồi bên hiên nhà ngắm mưa rơi tí tách. Ushio ngồi đợi nãy giờ mà chẳng thấy gì liền mất kiên nhẫn tiếp tục hỏi cha mẹ đâu rồi. Shiguze lựa chọn giữ im lặng và ném cho cậu sấp tiền khoảng 1,2 triệu yên thay cho câu trả lời. Ushio đánh mất bình tĩnh đứng dậy cho ông một cú đấm thẳng mặt.
Shigure cười thầm nói cậu hiểu nhầm rồi, số tiền đó không phải tiền bịt miệng mà là tiền đi lại. Ông gợi ý hãy đến Hokkaido tìm ông chú nào đó để biết thêm thông tin về bà ấy. Nói xong ông kiếm bộ đồ pháp sư mặc lên rồi cầm gậy gọi đại yêu hiện nguyên hình. Toja nãy giờ vẫn ở đây nên nắm rõ tình hình mọi chuyện. Nó biết ông muốn đấu một trận sống chết ngay bây giờ và dĩ nhiên nó tự tin tiếp chiến. Cả hai ra ngoài đứng dưới mưa bắt đầu quyết đấu. Shigure tung kim cang luân còn Toja dùng lôi phạt đáp trả. Ngang tài ngang sức là những gì tôi có thể nói ở thời điểm này. Shigure chủ động nhảy lên trời đâm gậy pháp vào mồm Toja sau đó tiếp đất tiến lên tấn công bỏ qua phòng thủ. Người đâm chọt quái cào cấu khiến Ushio cảm thấy rất khó hiểu tự hỏi làm vậy để chi. Cậu lôi quái thương ra hợp thể với nó rồi tiến hành một chấp đôi cực kỳ dễ dàng. Khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì bắt đầu dùng lời nói thay hành động. Cha cậu kêu nãy giờ chỉ đang thử đại yêu chứ hoàn toàn không hề có ý định hạ thủ. Nhưng còn bọn ứng viên được cử đến mặc dù Đức Phật ngăn cấm đang vây khốn cả ba thì ngược lại. Shigure nói lớn giọng trong lúc bọn chúng đang đứng dò xét tình hình sau khi đánh giá từ thằng con đến đại yêu Toja. Ta đã đưa ra quyết định không cần giết con yêu quái vì từ lúc sống với Ushio nó đã trở thành phụ tá của quái thương rồi. Chúng nghe rõ từng câu từng chữ đấy, tuy nhiên lệnh cấp trên đưa xuống nghĩ sao chỉ với một vài lời nói của Shigure mà có thể thay đổi được. Tình hình hiện đang rất bất lợi cho Shigure bởi ông phải một cân năm sau khi mới vừa đánh với Toja. Ushio không nhịn được nữa giơ thương ra yêu cầu tất cả rút quân ngay lập tức. Làm xong chuyện cậu hứa sẽ trả quái thương lại, bọn chúng dàn trận hình mạnh nhất coi như động thái đáp trả rằng sẽ đánh tới khi nào quái thương về tay thì thôi. Một tên trong số chúng tự tin một mình đối chọi trực tiếp với Toja với chiêu thức khống chế cứng trói chặt tứ chi của đại yêu. Hắn thấy Toja vật vã với chiêu thức trói chân còn con này liền tự hỏi sao quái thương cao quý lại dùng để phong ấn con tiểu yêu này. Thời khắc hắn phun ra câu đấy là phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn thịnh nộ của đại yêu. Toja nhanh chóng thoát khỏi cấm chế và lao tới đánh bay mấy cái thứ đồ chơi mà hắn ném ra. Nó đấm thẳng mặt một cú hết lực dạy dỗ hắn một bài học nhớ đời mang tên đừng bao giờ khinh thường yêu quái. Ushio lúc bấy giờ cũng nhảy tới làm vài đường nhưng lại không chịu biến hình, dĩ nhiên cậu bị đánh cho tơi tả đến quái thương cũng không giữ được. Đúng lúc này đại yêu từ trời giáng xuống đạp văng cây thương đến tay Shigure. Tiếp theo đó cả hai như một cặp trời sinh tung hoành khắp sân nhà đánh tan tác kẻ địch. Một lúc sau Ushio mới tỉnh dậy thấy mọi thứ đã xử lý xong cũng khá bất ngờ. Rồi sáng hôm sau cậu thu dọn đồ đạc, đem cây lược ông già đưa và bắt đầu chuyến hành trình đi tìm mẹ cùng đại yêu với đích đến đầu tiên nằm ở thành phố Hokkaido. Cùng lúc đó trên bầu trời ở khoảng hướng 10 giờ, chiếc máy bay EAL-524 gặp sự cố bất ngờ báo động có quái vật tấn công. Trông có vẻ người đang ngồi trong đó tỷ lệ sống sót còn chưa tới 1%. Sáng hôm sau tại sân bay Tokyo, Ushio đang ngồi vắt chân chờ đến giờ cất cánh vì từ đây đến Hokkaido cũng khá xa nên máy bay là sự lựa chọn hợp lý nhất. Toja đứng bên cạnh nãy giờ cứ nhảy nhót gào rú vì lần đầu thấy cục kim loại sáng bóng với kích thước khổng lồ mang tên máy bay. Lúc bấy giờ ở ngay sau lưng Ushio, có ông chú nào đó nói với đứa bé gái rằng cha đứa bé đã chết khi đang lái máy bay bởi một con quái vật. Cô bé không tin chửi ông lừa con nít rồi cứ thế rời đi. Ushio nghe thấy liền chạy ra vẫy vẫy Toja hỏi ổng đang nói đến con quái nào thế. Vẫy hoài Toja không thấy cậu cay cú nắm tóc giật ngược lại ép nó mau nói. Đau quá phải nói ngay không thành yêu quái chọc lóc mất. Toja đoán chắc lại là Fusuma, hắn ở tít trên trời lâu lâu thì xuống kiếm người ăn. Đặc biệt là đại yêu tự thừa nhận nó đánh không lại hắn, tại trước có gặp một lần rồi nhưng cho dù chém hay đánh thậm chí phóng lôi điện cũng chả si nhê. Fusuma chỉ có duy nhất hai điểm yếu đó là răng Ohaguzo và lửa nhiệt độ cao. Mà lửa kiếm đâu ra khi đang bay cho nên bó tay chấm com chấm mắm tôm thôi. Lúc lên máy bay Ushio cố tình lựa chỗ ngồi cạnh cô bạn hồi nãy để gọi là làm quen cái nhẹ. Biết được tên cô ấy là Hizama rồi khi máy bay bắt đầu cất cánh cô ấy lại run sợ đến mức khó hiểu. Ushio thấy thể liền thể hiện khí phách của một người đàn ông bản lĩnh. Cậu đưa tay ra kêu Hizama nếu sợ cứ nắm tay tớ nè, khiếp khôn như bên quê nhà tôi xích đầy ngoài đường. Hizama xin phép từ chối cái nắm tay này, nhưng cô cảm ơn và kể cho Ushio nghe vụ ba mình bị chết trên máy bay khi đang làm phi công. Nghe đâu bị máy bay khác đâm vào Asuza, cái ông chú hồi nãy chính là thủ phạm. Hèn chi Hizama có hiềm khích lớn với chú ấy đến như vậy. Tầm 2 tiếng sau lúc Hizama đã chìm vào giấc ngủ sâu, Asuza bước đến ngồi cạnh Ushio rồi kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Ông kêu lúc đó mình chỉ bay sượt qua thôi chứ không hề đụng chúng. Mặc dù bay hơn 5.000 cây trên giờ nhưng lúc đó chú vẫn thấy rất rõ hình dạng của con quái vật đó. Vừa nói dứt câu chú lại đứng dậy vì cảm thấy sợ hãi y như đêm hôm qua. Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội và đúng thật Fusuma đã xuất hiện. Toja tới kêu Ushio gọi quái thương ra chuẩn bị chiến một trận sống còn, yên tâm trong phạm vi cho phép chỉ cần gọi thì nó sẽ bay đến bất kể bị thứ gì cản trở.
Chú Asuja lúc bấy giờ đã chạy vào buồng lái để kiểm tra tình hình. Thấy phi công biến đâu mất, chú lập tức cầm tay lái cố gắng giữ máy bay không bị rơi xuống. Ushio bên này sau khi giải thích qua loa cho Hizama hiểu thì quay qua ra lệnh Toza mau ra ngoài hạ Fusuma ngay bây giờ. Đại yêu không đồng ý liền quay đầu chạy trốn, nhưng không gian chật hẹp thế này thì chạy đâu cho khỏi nắng. Ushio chọt cây thương vào mông Toza khiến nó nhảy cẫng lên hiện nguyên hình bay thẳng ra bên ngoài. Fusuma lâu ngày không gặp Toza nên cũng muốn giao lưu một tí, cơ mà đại yêu đang quạo nên khè lửa thẳng mặt nó chứ không có giao lưu giao liếc gì hết. Nhờ vậy mà chú Asuja mới có thể điều khiển máy bay ổn định khiến hành khách bớt hoảng lại. Tiếp theo đó chú bật bộ đàm lên liên lạc với trung tâm báo có quái vật tấn công. Cơ mà Zada dò tìm lại không phát hiện gì nên chẳng ai chịu tin cả. Đúng lúc này Ushio đi vào nói chú rằng con yêu quái bên ngoài rất sợ lửa, chú liền nảy ra ý định dùng tên lửa nhưng trung tâm có tin lời chú nói đâu mà phóng. Toza đột nhiên ló cái đầu ra chửi Ushio cầm quái thương mà nãy giờ cứ đứng đực ở đó chẳng chịu làm quần què gì hết. Nó kêu cậu cứ đâm Fusuma một cái là nó hiện nguyên hình liền có cái gì đâu mà phải nghĩ. Ushio như được thông suốt lập tức biến hình chạy về chỗ hành khác phối hợp với Toza canh góc đâm lén Fusuma. Hizama chạy theo sau cầu xin cậu hãy cho cô góp sức để trả thù cho ba mình. Đợi Toza phóng xét ra hiệu một cái là sực, kia mới nói xong, ngay bây giờ hướng thương lên trời rồi dùng hết lực đẩy thật mạnh. Fusuma ói máu kèm lộ nguyên hình trên radar dò tìm. Đội hỗ trợ rất nhanh sau đó đã bay tới sẵn sàng chờ lệnh, cơ mà phải làm gì đó để máy bay tách khỏi Fusuma rồi mới phóng tên lửa được. Ushio nghe thấy vậy liền nhờ Toza làm đôi cánh cho mình chiến đấu ở phía bên ngoài. Quả này đại yêu mà phản bội một phát là đi luôn cái mạng nhỏ vì con người đâu có biết bay. Fusuma nhìn phát biết ngay ý đồ của cặp đôi người quái, nó tung chiêu trói chặt toàn bộ cơ thể của cả hai tuy nhiên quái thương mạnh hơn tưởng tượng của nó nhiều. Ushio chém đứt một phần cơ thể nó rồi Toza khè lửa đẩy nó tách khỏi máy bay. Thời điểm vàng đã tới, tên lửa được phóng thích nhắm thẳng vào người Fusuma và đùng. Trước khi chết nó có nói cái gì đó mà quái thương xuất hiện ngày phán xét sắp tới. Thôi kệ cha nó đi giờ quan trọng là làm cách nào để hạ cánh an toàn bởi phần lớn hệ thống đã bị phá hủy. Ushio giải quyết câu hỏi khó này chỉ trong vòng một nốt nhạc, câu trả lời đơn giản thôi. Cậu khích tướng Toza là đại yêu mà có cái máy bay cũng đỡ không nổi khiến nó tức giận chui xuống dưới làm phanh xe lê lết cả một con đường. Kết quả hạ cánh an toàn, thiệt hại về mạng người nằm ở con số 0. Rồi hết chuyện bộ đôi chó mèo tiếp tục lên đường hướng đến Hokkaido. Muốn đến đó bắt buộc phải đi qua một cánh rừng rộng lớn nhưng lúc này ở đó đang có màn truy sát gay gắt của bọn yêu quái. Con bị đuổi sau khi chạy ra khỏi cánh rừng liền để lộ nanh vuốt chém bay nóc xe hơi giết chết một mạng người vô tội. Hai con đuổi theo sau cảm thấy bất lực nên buộc phải đổi sang phương án khác mang tên nhờ và quái thương. Sáng hôm sau bên trong một cái nhà vệ sinh công cộng, Ushio đang cực kỳ tức giận khi tuột hết ra rồi vẫn không thấy tiền ông già đưa đâu. 1,2 triệu yên đó, bao nhiêu món ngon đang chờ phía trước vậy mà. Đến lúc cậu với Toza bỏ cuộc tính ra quay kiếm việc làm chân tay sống qua ngày thì việc nó lại tự tìm tới. Mọi người xung quanh đồng loạt bị thứ gì đó chém rách hết cả quần áo. Đến cái vải tre của quái thương cũng bị chém đứt và dĩ nhiên là cả Ushio. Cậu tức tốc biến hình bắt tên thủ phạm rồi thẳng tay giết khi biết nó là yêu quái. Tuy nhiên đồng loại của hắn ta đã quỳ xuống van xin Ushio dừng tay sau đó đưa cậu đến một ngôi nhà nằm ngay giữa núi. Thấy họ cũng không có ý thù địch gì nên cậu cũng chờ xem chuyện gì sẽ đến. Tại một căn phòng kín mít bên trong ngôi nhà, ánh lửa đột nhiên lóe lên chiếu sáng hai con yêu quái đang ở trong hình dạng con người. Chúng mở lời nhờ cậu giúp tiêu diệt đứa em trai Juzo lầm đường lạc lối. Ushio tất nhiên sẽ không đồng ý cái việc vô lý này, nghĩ gì mà kêu cậu giết em trai họ. Bộ đang thuê sát thủ hay gì, cơ mà Ushio vừa quay đầu rời đi thì họ lại quăng ra một cục thịt gì đó và kêu là xác của người dân. Toza lúc bấy giờ được ả trồn quái gọi ra ngoài tưởng muốn xin chữ ký đại yêu ai có ngờ ả gọi ra để sỉ nhục. Ả nói Toza không có tư cách nói chuyện với yêu quái 400 tuổi như ả. 400 mà làm như 4000, có nhân chục lần lên nữa cũng chỉ là nhóc con trong mắt đại yêu nhà ta mà thôi. Trở lại với Ushio, tên còn lại bắt đầu kể ra những tội danh mà Juzo đã phạm. Chủ yếu là giết người và phá hỏng bộ luật của tộc trồn gió để mong Ushio suy nghĩ lại mà ra tay giúp đỡ. Còn đại yêu bên ngoài lúc bấy giờ đang chuẩn bị bay vào dạy dỗ con nhóc láo toét này một trận thì bỗng cảm nhận được sát khí ở gần đây. Nó lập tức ra hiệu cho trọng tài dừng trận đấu nhưng không kịp nữa rồi, con ả trồn gió đã chặt đứt một cánh tay của đại yêu. Quái thương lập tức phát ra tiếng kêu chói tai cảnh báo kẻ địch, ngay sau đó Juzo chém nát cửa bước vào trong hình dạng con người với ý định từ biệt anh trai để đi tàn sát nhân loại. Mặc cho thằng anh khuyên nhủ cỡ nào nó cũng đếch quan tâm, Juzo đã chán ghét cái cảnh cứ phải di chuyển lãnh thổ hết lần này tới lần khác chỉ vì loài người đến phá rừng. Dứt câu nó hóa thành hình dạng chiến đấu đẩy các giác quan lên tới đỉnh điểm, cũng nhờ vậy mà Juzo mới cảm nhận được sự hiện diện của quái thương ở gần đây. Ushio lập tức biến thân lao vô tấn công, thế nhưng tốc độ của nó quá nhanh đánh không trúng mà còn bị nó cào cho ngất ngay tại chỗ. Juzo muốn kết liễu chủ nhân quái thương ngay tại đây liền đưa lưỡi dao về phía Ushio.
cơ mà nó lại quên xin phép Toja nên ăn ngay một đâm xuyên ngực bởi cánh tay vừa bị cắt đứt của đại yêu. Thốn lắm rồi nên Zuzo buộc phải rời đi ngay lập tức trước khi Toja tung như lôi thần phạt. Đại yêu chán ngấy chuyện này rồi nên đến sách đầu Ushio dậy kêu tiếp tục đi Hokkaido thôi. Thấy Ushio không cử động gì, Toja cứ nghĩ chết bố nó rồi liền mất bình tĩnh chửi tới tấp chửi banh nhà lồng. Hai anh em chồn gió nhức nhức cái đầu liền kêu vẫn còn cứu được, vết thương do chồn gió gây ra phải xài thuốc của con em gái để chữa trị mới được. Đại yêu hạ lửa giận xuống kiên nhẫn ngồi chờ Ushio tỉnh dậy, con em lấy lọ thuốc mỡ đặc chế ra bôi một đường trên trán và ngay lập tức Ushio bật dậy hỏi yêu quái đâu rồi xách thương chạy đi kiếm. Cậu vô tình đụng trúng cánh tay bị mất của Toja khiến nó gào ầm cả lên. Nhìn đại yêu đau mà Ushio sót hết cả ruột gan nên phải nhanh chóng băng bó lại bằng kỹ thuật đặc truyền chỉ cậu mới biết. Toja bị chặt tay mà băng như kiểu gãy tay như này là hỏng rồi, bộ nó tự động nối lại với nhau hay gì. Thời gian cấp bách không thể chần chừ thêm nữa, tất cả lập tức lên đường theo dấu của Zuzo trước khi hắn ta giết thêm nhiều mạng người nữa. Chạy một hồi đến chỗ công trường đang thi công là thấy ngay Zuzo đang đứng ở trên đỉnh. Biết Ushio còn sống khiến hắn cực kỳ tức giận bởi hắn quên mất còn thuốc đặc trị của con em nữa. Zuzo bung móng vuốt xông thẳng đến chỗ Ushio muốn giết cậu lần hai, anh em họ chồn cố gắng lao tới khuyên ngăn nhưng không ăn thua. Ushio nhân lúc hắn đang chú ý đến cặp anh em liền biến thân rồi tạt cánh chém thương một phát ngay ngực. Zuzo đau đớn nhảy lên chém nứt vách đá chôn sống toàn bộ kẻ địch đứng ngay bên dưới. Ngay sau đó hắn nhảy xuống lại ngắm nghía chiến tích mình vừa mới làm. Toja với Ushio tạm gọi là ổn vì còn sức đỡ tảng đá trên đầu, tuy nhiên hai anh em họ chồn thì không. Họ bị xe tải nặng hàng tấn đè xuống cùng với xăng đang chảy ngày một nhiều. Cứ như này hai anh em sẽ bị nổ tung mất nên Ushio kêu Toja quay qua nâng xe lên giúp họ. Cơ mà chỉ với một tay thì đại yêu làm được gì cho đời đây? Zuzo hả hê chửi lũ ngu thân mình lo chưa xong bày đặt lo chuyện thiên hạ. Ushio phẫn nộ gào thét khích hắn có giỏi đến mà giết ta đi, ta cũng là con người ngươi ghét này. Chọc giận thành công nhưng Toja còn ở đây nghĩ gì, Zuzo động đến được Ushio, nó sút hòn đá vào mồm hắn rồi chửi Ushio bớt ngu lại. Con người cướp nhà hắn sao ngươi lại phải chịu? Ushio trầm hẳn đi nghiến răng rơi nước mắt tâm sự rằng, hồi còn bé cậu rất thích đu khung sắt ngoài công viên, thích cái cảm giác leo lên đỉnh làm vua muôn loài. Ấy vậy mà vì có đứa khác bị té mà họ dỡ nó đi mất, cậu cũng hận lắm chứ. Hơn ai hết Ushio là người hiểu cảm giác đau đớn đó nhất. Đang cảm động muốn gớt nước mắt bỗng đội thi công kéo đến ném đá Zuzo vì tưởng nó đến phá rối. Hắn quay sang bung lưỡi dao ra dọa bọn họ sợ hãi lùi lại vô tình làm rớt điếu thuốc xuống đất. Lửa nhanh chóng cháy lan đến chỗ chiếc xe tải khiến Toja vội vã. Nó hét hỏi Zuzo có đến giúp không thì bảo, hắn dứt khoát chạy lại phụ một tay vì vẫn còn tình cảm gia đình. Ushio thấy vẫn không ổn liền lên tiếng cầu cứu thảm thiết vang đến tai của đội thi công. Nhờ có cả đội cùng nhau giúp đỡ mà không một ai phải thiệt mạng, Ushio cũng đưa tay ra chào đón Zuzo cải tà quy chánh. Cơ mà hắn lại lao tới đòi giết cậu buộc quái thương phải đâm cho một nhát chí tử tan biến khỏi trần thế. Cùng lúc đó tại một chi nhánh của tổ chức Kohame, nơi đã cử bọn pháp sư đến nhà Ushio để đòi lại quái thương lúc trước. Bốn ông cấp cao tức sôi máu bóp nát cả chàng hạt vì giao có mỗi việc nhỏ như con kiến mà cũng làm không xong. Pháp Tăng đứng đầu chi nhánh nghe thấy tiếng chửi liền bước vào hỏi tội từng người một, tại sao ông mới đi có mấy hôm mà dám tự ý cử người đi khi chưa được cho phép. Cũng vì chúng nó mà ông bị Đức Phật dạy dỗ cho một trận, bà nói cây thương tự chọn vận mệnh nên cấm tuyệt đối không được can dự đến quyết định người thừa kế của quái thương. Bà ra lệnh với tư cách là một Pháp Tăng đã trải qua nhiều ngày phán xét nên không thể cãi được. Còn cái ngày phán xét nó là cái chi thì từ từ chúng ta sẽ biết. Trở lại với cặp đôi người quái, cả hai hiện đang ngâm mình trong suối nước nóng. Sau một trận chiến căng thẳng với thương tích đầy mình thì suối nước nóng là lựa chọn không thể thiếu. Bầu không khí đang hết sức tĩnh lặng bỗng Toja nói chán muốn ăn thịt Ushio rồi khiến tôi rất khó hiểu. Bộ chán là ma nhà ta sẽ không dí thương vào mồm nó nữa hay gì? Khoan đã, tạm bỏ qua mấy câu nói nhảm của đại yêu sang một bên, Ushio vừa mới nghe được tiếng ngâm nga của ai đó ở ngay phía trước. Cậu tò mò bơi qua đó thử và holy fuck, tiếng hát vừa rồi phát ra từ một cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng làn da mịn màng không khác gì da em bé. Toja bất thình lình xuất hiện nhấn đầu Ushio xuống nước khi cậu đang ngơ ngơ ngác ngác tưởng mình đang mơ. Theo thói quen Ushio chửi nó tới bến mà quên mất là mình đang nhìn lén khiến cô ấy sợ chạy ngay về nhà, cộng một biệt danh biến thái vào giúp tôi. Khoảng 10 phút sau, cha và bà nội của cô ấy đứng ngay trước cửa đợi cô mở cửa bước vào một cái là buông lời chửi rủa liền. Nghe họ gọi thì tên cô là Saja, cả nhà không ai thương cô bằng mẹ nhưng bà lại mất từ sớm. Cái nhà này chỉ coi Saja như một thứ công cụ để trấn an thần, các ông không nghe nhầm đâu, trong cái nhà này đúng thật có sự tồn tại của thần. Saja được đưa đến một căn phòng chằng chịt phong ấn, vừa mới đặt chân vào phòng là lập tức thần trong hình dạng một đứa con nít chạy ra nắm tay áo cô và nói: "Ta muốn ra ngoài, biết không thể nhưng thần vẫn nói vì cô ngửi thấy được mùi của yêu quái lạ trên cơ thể Saja."
thần kêu họ sẽ giúp chúng ta ra ngoài nếu Saza chạy đến nhờ vả. Thế nên ngay sáng hôm sau, Saza cố ý xuất hiện trong tầm mắt của bộ đôi người quái rồi bỗng nhiên ngất xỉu đúng cái lúc xe đang chạy đến. Ushio lập tức phi như bay đến kéo cô lại, sau đó nghe theo sự chỉ dẫn của người dân đưa Saza về gia tộc giàu nhất thị trấn nằm ở tít trên đỉnh đồi. Một lúc sau tại dinh thự, ông bố đang luyện kiếm ở ngoài sân vườn thì nghe tin Saza vừa mới về liền chạy qua chửi. Mặc kệ cho Ushio đang ngồi một đống ở bên cạnh mồm ông vẫn chửi không ngớt. Ngay cả bà nội cô cũng nạt nộ Saza bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Ushio không thể nghe nổi nữa nên mới đứng dậy nói đỡ giúp cô ấy, thế nhưng mà ông bố lại kêu cậu cầm tiền rồi cuốn xéo ngay. Thấy Ushio định về thật, Saza vội ngăn cậu lại rồi quay qua xin bố cho xin nửa tiếng nữa để nói lời cảm ơn. Ông cũng mủi lòng mà đồng ý nhưng đúng 30 phút sau phải tản giái hết nếu không tự hiểu. Đợi đến khi hai người ra ngoài, Saza mới dẫn Ushio qua chỗ thần. Trong lúc di chuyển, Saza có kể rằng cô và mẹ đều thuộc tộc tóc trắng có thể nhìn thấy yêu ma và thần. Đó cũng là lý do tại sao cả hai bị cái gia tộc khốn nạn nhốt bấy lâu nay để trông chừng thần. Bởi vì nếu thần rời đi thì đồng nghĩa tiền tài danh vọng của gia tộc cũng không cánh mà bay. Kể đến đây thì cũng đã tới nhà giam của thần, thấy sự hiện diện của Tô gia thần cũng khá ngạc nhiên khi đại yêu lại chấp nhận đi chung với con người. Cơ mà thần đang rất vội nên muốn vào thẳng vấn đề, cô cầu xin Tô gia hãy ra tay phá nát cái kết giới này. Cùng lúc đó ông bố cũng đã cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, ông chợt nhớ đến những gì thần đã nói hồi ông còn nhỏ. Sẽ có một ngày một cây thương đến giải thoát ta và khi đó gia đình ngươi sẽ chóng lụi bại. Trở lại bên chỗ kết giới, Tô gia từ chối lời cầu khẩn của thần vì một khi phá kết giới thì sức mạnh bên ngoài sẽ ùa vào nhà xử đẹp cô. Kể cả có là thần cũng không chống nổi đâu. Saza nghe xong bắt đầu hoảng loạn đứng dậy nắm chặt tay cầu xin thần suy nghĩ lại. Đúng lúc này ông bố từ bên ngoài xông vào, cầm thanh katana đọ chiêu với Ushio nhưng mồm vẫn chửi Saza lia lịa. Ông rủa cô là cái thứ vô ơn, cái thứ ăn cháo đá bát. Ushio tức quá chửi ngược lại ông là cái loại chỉ biết mỗi bản thân khiến ổng máu dồn lên não lao lên đâm bừa. Ushio lách nhẹ sang một bên né sau đó tiếp tục đứng trước mặt chặn ông ta lại để Tô gia tiến hành phá kết giới. Cơ mà lôi phạt của đại yêu hình như chẳng ăn nhầm gì cả nên Ushio mới tính dùng quái thương phá luôn cho nhanh. Nhưng cậu đâu có ngờ Saza lại đứng ra che chắn không cho cậu giết ngài ấy. Vì chần chừ nên Ushio đã bị hai tên vệ sĩ do bà nội dẫn tới khống chế để ông bố hạ một kiếm đoạt mạng. Tô gia lập tức chạy tới cào đứt thanh kiếm làm đôi rồi đánh liều chui qua kết giới để bảo vệ thần sau khi kết giới bị phá vỡ. Tiếp theo là đến Ushio, cậu đánh văng hai tên vệ sĩ ra rồi hỏi Saza lần cuối xem quyết định của cô là nhốt thần hay thả thần. Sau một hồi suy nghĩ cộng với việc ông và bà cứ luôn mồm gào thét ra lệnh cho cô phải giam giữ thần, Saza chốt đáp án để thần tự do và thế là hết, Ushio chỉ cần đúng một chém là kết giới biến mất. Dĩ nhiên sau đó luồng sức mạnh kinh khủng tích tụ bấy lâu nay sẽ ập tới biến toàn bộ căn nhà thành đống đổ nát. Nhưng không vì thế mà Saza sẽ thành người vô gia cư, thần từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh cô để trả ơn nên không phải lo chết đói với thiếu chỗ ngủ đâu. Tối hôm đó trong giấc mơ của Asako, cô thấy mình đang được ai đó cõng về nhà liền tự hỏi mình đang bị thương ở đâu. Bỗng cô nhớ ra cái khúc được cõng này là ở hồi lớp 3. Người cõng cô lúc nào cũng sẹo chằng chịt trên mặt, tới đây đột nhiên Asako mở mắt tỉnh dậy. Cô ôm mặt khó chịu rồi đứng dậy quăng cái chăn rồi đổ hết lỗi lên người Ushio, tại cậu đi không nói lời nào nên cô mới mơ thấy giấc mơ đó. Còn Mazuko phía bên này thì hoàn toàn trái ngược, cô đang rất bình tĩnh đứng xem cái gương cổ mà ba khen từ tối qua đến giờ. Với một người không hề thích đồ cổ như Mazuko thì một câu thôi, nhìn như cái đĩa bẩn ấy. Mặc dù đang vội dọn đồ để đi du lịch nhưng ông bố vẫn nhất quyết phải nghe một câu khen ngợi đến từ con gái rồi mới chịu đi. Mazuko chiều bố nên mới dáng đứng nhìn thêm một lúc, nhưng quả thật cô chả thích nổi nên thôi khuyên bố hãy bỏ cuộc đi. Đúng lúc này, Asako đến nhà rủ Mazuko đi học cùng giải thoát cô khỏi ông bố lì lợm nói mãi không chịu hiểu. Nghe Mazuko kể về ông bố nghiện đồ cổ mà Asako cảm thấy ghen tị vì ít ra còn là đồ cổ chứ ông bố nhà cô chơi tới cái thứ gì trông dị hợm lắm kìa. Đang cười nói vui vẻ vụ sẽ tổ chức tiệc ngủ tối nay tự dưng Asako trầm hẳn đi khi vô tình nhắc đến cái tên Ushio. Cũng vì thế mà nguyên buổi học ngày hôm đó, Asako liên tục ngáp ngắn thở dài mắt hướng về phía cửa sổ như đang trông chờ ai đó trở về. Đã thế cứ một lúc lại có người đến tìm Ushio để nhờ này mượn nọ khiến cô điên càng thêm khùng. Mazuko không thể nhìn nổi nữa liền đến bên cạnh rủ cô tan học qua nhà tìm Ushio. Chắc chắn Asako sẽ không từ chối nên chiều hôm đó, cả hai dắt nhau đến trước cửa nhà Ushio gọi. Thế nhưng người bước ra lại là Shiguze bố của cậu ấy, ông nói Ushio bận việc bên họ hàng nên sẽ nghỉ học vài hôm. Asako nghe xong liền cúi đầu chào rồi về ngay tức khắc, cô vừa đi vừa chửi Ushio chết tiệt khiến chính chủ bên kia chiến tuyến tự dưng khi không bị hắt xì hơi. Đúng lúc em gái chồn gió ra gọi Ushio vào ăn cơm nên cậu cũng không thắc mắc đứa nào vừa mới chửi mình nữa. Đang ăn mà Tô gia đằng sau nó cứ hamburger gủng làm mất cả ngon. Ushio hứa hôm nào rảnh sẽ mua cho mà ăn khiến nó vui phải biết.
Đêm hôm đó lúc Ushio đang ở chỗ hồ nước sau nhà đánh răng, mặt hồ bỗng dậy sóng, sau đó hiện lên cảnh Asako đang gào thét tên của Mazuko rồi biến mất. Ushio lập tức chạy vào nhà hỏi hai anh em nhà chồn cách nhìn thấy ảnh trong hồ. Thật tình cờ họ biết một chuyên gia về gương liền dẫn cậu lên trên đỉnh núi để gặp trưởng lão Ungai. Nghe tiếng gọi một con yêu quái hình chiếc gương liền xuất hiện từ trong hang. Cơ mà thứ đầu tiên nó thấy lại là quái thương nên ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bên trong. Toza bức tốc dí theo nắm cái đầu ổng lại rồi đe dọa ổng liệu hồn nói chuyện cho tử tế. Sau khi nghe câu chuyện của Ushio, Ungai nói có thể giúp cậu được. Trước tiên ông sẽ cho cậu xem hình ảnh ở quá khứ của hai cô gái mà cậu nhắc đến. Chỉ khoảng một tiếng trước thôi, Asako ghé nhà Inoue để tổ chức tiệc ngủ như đã hẹn hồi sáng. Cả hai bày ra bàn một nùi thức ăn chuẩn bị tinh thần thâu đêm suốt sáng. Inoue ngồi thấy hơi ngứa mồm liền chọc Asako đừng nghĩ đến Ushio nữa. Nhưng ngay sau đó Inoue lại nhắc lại cái ký ức đáng nhớ nhất giữa cô với Ushio. Chuyện là vào hồi hè lớp 3, Inoue với Asako có làm chung với nhau một bài thủ công ở trên lớp. Sắp hoàn thành tới nơi rồi nhưng lại bị một con chó gặm đi mất. Cả hai mau chóng chạy đến kể cho Ushio biết và đến tận tối muộn ngày hôm đó. Shiguze cùng chú cảnh sát phải chạy đi kiếm cậu ấy khắp nơi vì mãi chưa thấy về. Asako lo lắng cũng chạy đi kiếm và thấy Ushio đang đối chọi với con chó đó ngay dưới cây cầu. Ushio cầm cây gậy bóng chày đập loạn xạ khiến con chó sợ chạy đi chỗ khác. Vô tình nó chạy về hướng của Asako rồi tấn công cô theo bản năng. Ushio nhanh chóng lao tới đánh nó ra sau đó đứng lườm một cách khí thế làm nó biết đánh không lại mà tháo chạy. Cuối cùng cậu cõng Asako về đúng y như giấc mơ tối hôm qua cô mơ thấy. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc nguyên con yêu quái chui ra tấn công hai người. Trong phút chốc Inoue lại chọn cách hy sinh thân mình đẩy Asako ra để cứu sống cô. Theo lời ông Ungai nói thì đây là gương quỷ được tạo nên từ chàng trai bị phụ tình. Cơ mà Ushio đếch cần biết thằng nào bị cắm sừng mà chỉ cần biết cách để cứu họ. Ungai đề xuất vào gương tiêu diệt bản thể thông qua cánh cửa do ông mở ra. Nhưng thời gian có hạn nên Ushio cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cậu sẽ bị mắc kẹt trong gương vĩnh viễn. Không chần chừ lấy một giây, cả Ushio lẫn Toza đều chui vào bay một đoạn ngắn và nhảy ra bên chỗ Asako. Không có thời gian để giải thích nên cả hai không chính xác là cả ba vào luôn lãnh địa của địch. Asako muốn đi thì không ai có thể cản được nên thôi tập trung tiêu diệt yêu quái. Hắn ta lập tức xuất hiện khi nhìn thấy kẻ địch đến gần. Inoue rất may vẫn còn sống và đang bị trói ở ngay bên. Hắn phóng mấy con tiểu yêu bay đến bu lấy cắn liên tục vào người Toza khiến nó khó chịu liền một hơi tiêu diệt sạch. Tiếp theo đó Toza đưa Ushio đến chỗ hắn ta để cậu một thương đoạt mạng. Một lần nữa Asako được Ushio đưa về, vẫn khuôn mặt đầy sẹo đó và vẫn cảm giác hạnh phúc đó. Nhưng bộ đôi người quái phải nhanh chóng trở về nên lúc tỉnh dậy cả hai cứ tưởng mình vừa mơ một giấc mơ cực kỳ xấu hổ. Tiếp tục với hành trình tìm mẹ của Ushio, hàng loạt yêu quái từ mạnh đến yếu đang hiện diện ở Hokkaido đều biết tin quái thương đã đến rất gần. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà bọn quái có thể hạ cái tôi xuống, lập thành bầy đàn hướng đến một mục tiêu duy nhất, đó chính là Ushio, con trai của mụ ta. Nghe thôi cũng đủ hiểu bọn quái cực kỳ căm hận mẹ Ushio vì một lý do nào đó. Còn Ushio lúc bấy giờ thì vừa mới chia tay hai anh em họ chồn để lên đường đến Hokkaido. Đi được một đoạn bỗng Toza hỏi cái nhà bé tí này là cái gì. Ushio cũng kiên nhẫn giải thích đấy là trạm xe buýt, thêm nữa cậu sẽ đứng ở đây đợi xe đến rước chứ không quốc bộ nữa. Toza nghe khoái khoái đòi lên xe đi ké mặc dù chỉ cần nhảy một phát là tới nơi. Ushio cũng đâu có cách nào cấm cản nó nên thôi chỉ đành phó mặc cho số phận. Cơ mà cậu đâu có ngờ Toza hở tí này nghịch nọ trông ngứa hết cả mắt. Rồi đúng 5 phút sau nó lại ngồi than chán quá đòi xuống xe, đột nhiên Toza bày ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc báo hiệu có kẻ địch đến gần. Quái thương cũng phát ra tiếng kêu inh ỏi khiến Ushio không thể không tin đây là sự thật. Y như rằng một con rơi bay từ ngoài vào cắn nát đầu bác tài sau đó bị Ushio chém làm đôi. Xe buýt mất lái lao thẳng xuống vực buộc Toza phải tạo một cái lỗ để chạy ra ngoài. Ushio đâm nốt một con bay từ trên xuống rồi nhảy thẳng lên phía trên thoát chết thành công. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn yêu quái chui ra từ mọi ngóc ngách bao vây tấn công bộ đôi người quái. Toza giết lấy giết để giết hoài giết mãi nhưng mà nó không vơi đi một tí nào hết. Ushio thấy Toza máu chiến quá liền kề thương vào cổ yêu cầu nó chạy ngay vào rừng tìm chỗ trốn. Toza ngoan ngoãn nghe lời đó nhưng chạy vào rừng chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn mà thôi. Yêu quái xuất hiện với tần suất còn nhiều hơn hồi nãy, chúng nó hung hăng bâu lấy Ushio khóa chặt người cậu lại buộc quái thương phải tự lực gánh sinh đưa chủ nhân chạy trốn. Toza ở lại thêm chút nữa vì có bạn cũ 500 năm trước đến thăm. Hito khổng lồ xanh, trông có vẻ 1910 với đại yêu nên không thể đùa được. Sau màn chào hỏi không cần thiết là mấy nó đề nghị Toza không xía vào vụ này nữa. Toza không chấp nhận đòi biết lý do trước rồi mới quyết định được. Còn Ushio phía bên này thì cậu được quái thương đưa đến một cái hồ xanh ngát để cậu bình tĩnh lại. Cơ mà nó cứ kêu la như thế này thì làm sao mà bình cho nổi. Nó kêu chứng tỏ xung quanh đây có yêu quái nên Ushio liền lên tiếng gọi chúng nó ra mặt.
Một con cáp ba vì quá sợ quái thương nên mới nhô lên tỏ ý muốn đầu hàng, sau đó lên bờ dùng thuốc tự chế đắp lên vết thương cho Ushio. Đắp xong, cậu bắt cáp ba phải nói ra lý do tại sao lũ yêu quái vùng này lại quyết tâm truy đuổi mình đến vậy. Cáp ba tưởng Ushio biết rồi nên nãy giờ không nhắc đến. Giờ cậu hỏi thì anh xin thưa, thật ra cái lý do chính nằm ở mẹ cậu chứ không phải cậu. Nếu muốn kể thì phải bắt đầu từ rất lâu về trước, có một cô gái hiện thân là yêu quái từ Trung Hoa di chuyển đến Nhật Bản. À, ta tuyên bố yêu quái nào trừ ta ra thì đều phải chết, ta sẽ tha cho con người vì máu và nỗi sợ của chúng làm ta vui. Và xui rủi thay à, ta lại có sức mạnh để làm điều đó, tên à là Bạch Diện Giả. Nỗi khiếp sợ của tất cả yêu quái trên thế giới, nhưng lúc à đến Nhật Bản thì mọi chuyện đã khác, toàn bộ yêu quái trong nước hợp tác với nhau đuổi đánh à phải tháo chạy. Đang đến đoạn cao trào thì quái thương rung lên liên hồi buộc Ushio phải chạy đi chỗ khác ngay bây giờ. Bên cạnh đó, Saza với thần Oma tình cờ đi ngang qua chỗ xảy ra vụ tai nạn xe buýt. Dĩ nhiên thần cảm nhận được bọn yêu quái đang nổi loạn, còn trong khi đó, hai anh em nhà họ Chồn bị chúng nó kéo bè kéo phái đến hỏi tội, nhưng cả hai không hề sợ sệt mà bung lưỡi dao ra chuẩn bị chiến một trận. Trở lại với Toza, Hito kể rằng lúc đuổi Bạch Diện Giả đến một cái hồ, nguyên đám tấn công liên tục để kết liễu ả, thế nhưng lại có một kết giới siêu cường che chắn toàn bộ. Và người tạo nên kết giới đó chính là một ả đàn bà, mẹ của Ushio, là đời cháu đời chít thay mụ ta chấn giữ, cùng với củng cố kết giới cứ như thế thay ca nhau đã được 500 năm nay rồi. Cùng lúc đó, anh em nhà Chồn đã xử lý xong hết bọn yêu quái một cách dễ dàng. Toza đến bây giờ cũng hết cãi nổi nữa nên mới đồng ý không nhúng tay vào mà chỉ đứng ngoài xem. Ushio lúc bấy giờ đã bị yêu quái vây kín mít xung quanh đánh theo kiểu tiêu hao sức lực. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét, quay qua thấy có một ông cụ sắp bị yêu quái giết chết, liền chạy thật nhanh tới đột phá vòng vây đưa ông đến nơi an toàn. Một lúc sau, hai anh em họ Chồn chạy đến cánh rừng Ushio bị tập kích, thấy xác quái vương vãi khắp nơi liền tăng tốc chạy. Trở lại với Ushio, sau pha mạo hiểm vừa rồi cậu được ông cụ chỉ đường đến thị trấn gần nhất và được đền đáp bằng một cái bánh mì và một ly sữa. Một miếng khi đói bằng một gói khi no nên giờ chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến Ushio mãn nguyện lắm rồi. Đợi cậu ăn xong, ông mới dặn hỏi về việc tóc cậu đột nhiên rụng hết rồi cây thương cậu cầm trên tay. Ushio cũng chẳng giấu gì ông, cậu kể một lèo hết tất cả từ lúc gặp Toza cho đến tận bây giờ. Nghe toàn thấy yêu quái rồi thương thần thế mà mặt ông vẫn tỉnh bơ, chẳng hề có tí cảm xúc ngạc nhiên nào. Ăn no rồi thì cả hai ra ngoài tính chỗ ngủ đêm nay, cơ mà quái thương lại cảnh báo có quái tấn công nên chắc phải hẹn ông khi khác. Ushio biến hình chém con đang cố ôm mình làm đôi rồi quay qua kêu ông cụ chạy ngay đi, ở đây để cháu lo. Dứt câu, Ushio phi với tốc độ bàn thờ, vừa chạy vừa cảnh báo mọi người mau chóng về nhà. Tiện tay Ushio xiên luôn con trước mặt cứu mạng hai mẹ con. Cuối cùng cậu dừng chân ngay trạm xe buýt vừa nãy tôi ra hỏi và quyết định tử chiến tại đây. Cũng không thể gọi là tử chiến vì chỉ có Ushio là bị đánh hội đồng chứ chẳng thể làm gì được chúng. Và đúng lúc Ushio đã bỏ cuộc, hai anh em họ Chồn lập tức xuất hiện tiếp lửa cho cậu vực dậy chiến đấu tiếp. Thấy có hai tên phản đồ bọn yêu quái tấn công còn hung hăng hơn vừa nãy đánh hai anh em không thể thở được. Lại thêm yêu quái mạnh nhất phía đông Hito xuất hiện nữa thì đúng thật ca này quá khó. Ushio không chấp nhận, dương mắt nhìn hai người họ bỏ mạng, cậu vắt sạch chút sức tàn cuối cùng để thoát khỏi vòng vây lao vô cứu họ. Toza lúc bấy giờ vẫn đang đứng phân vân liệu có nên tham chiến hay không, mà trông cái mặt nhăn nhăn nhó nhó như vậy thì thôi nhập cuộc luôn đi, bày đặt suy nghĩ. Hito phía bên này vừa mới đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn, hắn nói nếu hai anh em giết Ushio ngay bây giờ thì sẽ được tha mạng. Họ lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ, bởi đối với họ, được chết vì ngài Ushio là niềm vinh dự không gì sánh bằng. Nói xong họ bất chấp mạng sống xông lên để câu giờ cho Ushio hồi phục. Đúng lúc này có lôi phạt từ trời giáng xuống báo hiệu đại yêu đã tới, Toza đáp đất tóm lấy Ushio với hai anh em rồi nhảy thẳng lên trời cho Hito tức chơi vậy thôi. Toza chọn chỗ dừng chân không thể nào hợp lý hơn khi xung quanh sương mù dày đặc. Nhưng cũng chính vì thế mà cả đám bị tách lẻ ra và Ushio được đưa tới một căn nhà cổ kính. Cửa tự động mở ra kèm tiếng nói mời cậu vào nhà. Ushio không sợ trời không sợ đất cứ thế mà đi một mạch đến chỗ tiếng động phát ra. Mở cửa phòng ra cậu thấy Oma đang ngồi cùng với một ông già lạ hoắc. Hóa ra chính Oma đã đưa Ushio đến đây để gặp thống lĩnh yêu quái của khu vực này. Ông ta đến giờ mới chịu mở mồm nói có thể trả lời những câu hỏi của cậu. Ushio liền xách cổ ổng lên và hỏi sao quái lại tấn công tôi. Ổng táng cho cậu một phát ngã ngửa xuống sàn vì cái tội hấp tấp, từ từ trao nó mới như được. Trước tiên ông sẽ giải đáp thắc mắc lớn nhất của Ushio, yêu quái tấn công cậu là vì chúng ghét mẹ cậu. Bởi bà ta đang lập kết giới cực mạnh bảo vệ kẻ thù của chúng nó, yêu quái màu vàng óng có đến 9 cái đuôi. Hắn chính là Bạch Diện Giả, nó sở hữu sức mạnh kinh người đại chiến với toàn yêu quái Nhật tới trận 200 năm. Ngay cả Trường Phi Hoàn, cái tên lúc trước của Toza cũng tham chiến. Nhờ sức mạnh của sự đoàn kết, Bạch Diện Giả đã bị thương nặng phải tìm nơi trốn. Nhưng khi yêu quái tìm đến kết liễu thì lại lòi ra nguyên cái kết giới siêu cường, con mụ tạo ra kết giới đó đã mẹ truyền con nối và đời mẹ cậu là đời thứ ba bảo vệ kết giới.
Hizaki Sugako, cái tên mà bất kỳ con yêu quái nào nghe đến cũng cực kỳ căm thù. Cho đến hiện tại, sau khi nói chuyện với Oma, thống lĩnh đã quyết định sẽ để Ushio tìm mẹ để hỏi lý do tại sao phải bảo vệ bạch diện giả đến như vậy. Nói đến đây, đột nhiên ông cảm nhận được bên ngoài có khách đến thăm nên tạm dừng ở đây để ra tiếp khách. Nhân tiện thì thống lĩnh chính là ông cụ Ushio đã cứu đêm qua theo như ông tiết lộ. Đúng như thống lĩnh dự đoán, bên ngoài Hito với Toza đang cãi nhau ầm ầm nhức hết cả đầu. Hito thấy Ushio ra liền thách đấu cậu chiến một trận. Ushio thì không có gì phải rén nhưng Toza nói muốn thanh toán nợ nần năm xưa với hắn nên cậu mới chấp nhận đổi người. Thống lĩnh sẽ làm trọng tài, nếu Toza thắng thì yêu quái từ giờ không động đến Ushio nữa và ngược lại. 3-2-1 bắt đầu, Toza nhảy lên né cú đấm như búa bổ nhưng lại không thể né đòn quật sừng mà ngã xuống đất. Hito tận dụng dồn combo quật gậy liên tục vào mặt, sau đó phóng hàng chục con rắn ra cắn vào người và cuối cùng là đâm xuyên cơ thể Toza. Cơ mà nhiêu đây vẫn chưa đủ để hạ gục đại yêu, Toza bám thật chặt vào cây gậy Hito cầm rồi khe lửa kết hợp phóng lôi phạt khiến hắn cháy đen người. Tiếp theo đó Toza hạ liên hoàn đấm mang về thắng lợi. Vậy là giờ Ushio sẽ không bị yêu quái làm phiền khi đang tìm mẹ nữa. Theo truyền thống trên kênh, trước khi vào nửa sau của phim tôi xin phép khái quái lại đôi chút về nội dung nửa trước. Nội dung phim xoay quanh Ushio cùng với cây thương huyền thoại được mệnh danh là quái thương. Nó sinh ra chỉ để diệt yêu trừ quỷ, ngoài ra không thể gây thương tích lên loài khác bao gồm cả con người. Đại yêu 2000 tuổi bị quái thương phong ấn suốt 500 năm ở dưới hầm một ngôi đền. Ushio, nam chính của chúng ta vô tình tìm thấy nó và buộc phải giải phóng ấn giúp nó vì bên trên hai cô bạn của cậu đang bị yêu ma tấn công. Sau khi giải phong ấn, nó liền lật mặt tấn công Ushio nhưng bằng một cách nào đó, quái thương đã kết nối với linh hồn của cậu, trao cho cậu thứ sức mạnh áp đảo khiến đại yêu sợ mà nghe lời răm rắp. Cả hai phối hợp với nhau chạy lên diệt quái cứu người rồi sau đó đi kè kè bên cạnh nhau bất kể ngày đêm. Ushio thấy gọi yêu này quái nọ phiền quá nên quyết định đặt cho nó cái tên Toza. Kiếp nạn đầu tiên mà bộ đôi người quái gặp phải chính là thạch khẩu, loại yêu quái chuyên hóa đá con người rồi nhai sống họ trong miệng. Ushio biến hình lao vô thẳng kết giới của thạch khẩu và cùng Toza đánh nhanh diệt gọn cứu lấy những người bị hại. Kiếp nạn thứ hai là quỷ đỏ MU, trước khi biến thành quỷ nó là cha của một chị lớp trên mà Ushio biết. Cho nên cậu cũng vác thương ra combat kịch liệt và dĩ nhiên cùng với cả Toza hạ gục nó thành công. Kiếp nạn thứ ba có liên quan đến cô bạn trên lớp tên Inoue. Nguyên một gia đình yêu quái được đội thi công vô tình gỡ phong ấn và chúng nó rất ghét một vị pháp sư đã phong ấn chúng. Tình cờ khuôn mặt của vị pháp sư đó lại giống y đúc Inoue nên cô là mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới. Uyuki Ushio cũng phối hợp với Toza đập cho tan tác hết, nhưng lần này phần lớn công lao thuộc về đại yêu. Qua kiếp nạn thứ 5 là sự xuất hiện của pháp tăng số 1 Trung Quốc với biệt danh Phiêu, anh ta từng bị một con yêu ma giết cả gia đình và tặng một vết sẹo to tổ chảng trước mặt. Tình cờ thay hình dáng của nó lại rất giống Toza nên đại yêu chẳng làm gì cũng bị Phiêu thù hằn tìm đến giết. Sau vài trăm hiệp chiến đấu 2 ngày 2 đêm, Toza suýt bị Phiêu giết nếu không có Ushio kịp thời chạy ra ngăn cản. Cơ mà cậu cũng phải chịu bị Phiêu đập cho lên bờ xuống ruộng thì mới khuyên ảnh thành công. Kiếp nạn thứ 6 là con thủy quái khi Ushio đang đi nghỉ mát với Asako và Inoue. Thứ 7 có liên quan đến ba anh em tộc chồn gió khi Ushio đang trên đường đến Hokkaido tìm tung tích của mẹ. Đánh xong chồn gió lại qua tới chuyện giải thoát cho thần Oma bị một gia tộc nhốt hàng trăm năm qua. Lý do cũng là bởi có thần hiện diện trong nhà, tiền tài sẽ đổ vào như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Kiếp thứ 9 là vụ yêu quái núp trong một chiếc kính cổ bên phía nhà Inoue. Xử xong con đó là tới kiếp nạn lớn nhất và khó khăn nhất. Ushio phải đối chọi với toàn bộ yêu quái vùng Hokkaido vì chúng nó giận cá chém thớt, giận mẹ cậu nhưng lại đi chém cậu. Nói tiếp phần trước thì bạch diện giả, yêu ma mạnh nhất thế giới đã cảm nhận thấy sự hiện diện của quái thương khiến cơ thể không đánh mà run. Nó lập tức gọi một đống tiểu yêu đếm chừng khoảng ngàn con bơi lên trên giết cả chủ lẫn quái thương. Ushio lúc bấy giờ vừa mới đặt chân đến Hokkaido đã bị lạc đường do sương mù quá dày đặc. Toza thấy vậy liền bêu diếu Ushio có việc dẫn đường thôi cũng làm không xong rồi cả hai cứ thế chửi nhau tới tấp. Chuyện hàng ngày như cơm bữa nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đột nhiên một cô gái tóc ngắn xuất hiện đứng lù lù trước mặt cả hai làm hết cả hồn. Lại thêm một con yêu quái chạy tới từ ngoài biển nhắm thẳng về phía Ushio. Mặc dù cậu đã phản ứng rất nhanh chóng tuy nhiên vẫn phải để cô gái ấy ra tay chém yêu quái ra làm đôi. Cô ấy nói đó là tiểu yêu của bạch diện giả đến tìm quái thương. Nói xong chị ta tát thẳng vào mặt Ushio cái bốp rồi chửi cậu không biết quái thương cao quý đến nhường nào mà dám cầm đi lung tung. Tên chị ta là Hino, ứng viên tiềm năng dùng quái thương. Bên phía trụ sở chính lúc bấy giờ, Đức Phật mới nhận được tin cả bốn ứng viên tiềm năng đã đi tìm Ushio với mục đích đòi lại quái thương. Nhưng bà không lo lắng cho lắm vì bà biết quái thương đã chọn Ushio thì sẽ không chọn ai khác. Trở lại với Ushio, Hino bắt đầu kể ra những lần cậu không sử dụng triệt để cây thương khiến bao người vô tội phải thiệt mạng. Đặc biệt là việc cậu không giết con đại yêu mà quái thương phóng ấn. Càng nói Ushio càng cảm thấy tội lỗi mà buông thương ra lúc nào không hay.
Cầm được quái thương trong tay, Hino mỉm cười thi triển võ thuật lên người Ushio, mặc dù cậu đã nói là không đánh con gái. Đánh sướng cái tay rồi chị ta liền cầm thương chạy mất tiêu. Toja sung sướng vồ vập chúc cả nhà ngon miệng, cơ mà Ushio bây giờ chẳng khác gì người chết khiến đại yêu tức giận không thèm ăn nữa. Đúng lúc này, nguyên đàn tiểu yêu lũ lượt bay qua người Ushio tiến thẳng đến chỗ người cầm quái thương. Trong cái rủi cũng có cái may, nhưng Hino bên này lại có vẻ là trong cái may có vô vàn cái rủi. Thấy yêu ma chặn đường, cô liền đưa quái thương ra hô hào hãy liên kết với linh hồn ta các kiểu, nhưng chẳng thấy cái gì xảy ra. Coi như hết cứu rồi đó, giờ chỉ trông chờ vào Ushio đang chạy thật nhanh đến chỗ cô mà thôi. Bị quái thương làm ngơ rồi còn bị bọn tiểu yêu siết chặt lấy cơ thể. Trong thời khắc sống còn, Ushio xuất hiện tay nắm thương biến hình lao đến chém liên tục vào người yêu quái. Đúng thật có gây sát thương, tuy nhiên chẳng thấm vào đâu cả. Cậu bị đánh bật ra rồi lại tiếp tục chạy tới chém chém chém. Quay lại phía sau thấy Hino sắp bị chúng nó siết đến chết, Ushio liền phóng quái thương đến cứu cô. Nhưng cái giá phải trả là biến về hình dạng bình thường và bị yêu quái tóm lấy một cách dễ dàng. Toja phẫn nộ bay tới chửi việc gì cũng đến tay ta, sau đó phóng lôi điện và cắn đứt cơ thể yêu quái giải thoát cho Ushio. Cậu lập tức gọi quái thương về tay, biến hình rồi kết liễu kẻ địch chỉ với một nhát chém. Xong việc, Ushio đến chỗ chị Hino trả cây lực chị làm rơi. Chị ta vừa mới được cứu mạng nên thay đổi hẳn thái độ. Chị kêu không thèm quái thương nữa và cảnh báo Ushio còn các ứng viên khác sẽ đến tìm cậu. Sáng hôm sau, Ushio đứng ngắm biển hỏi quái thương, sao nhiều người giỏi hơn tao mà mày lại chọn tao. Quái thương lập tức đáp lại, chuẩn cậu không xứng làm chủ nên vứt tôi lại rồi đi đi, đã ngốc lại còn nóng tính liều mạng lại còn ngố tàu. Đang thắc mắc sao quái thương biết nói, quay ra sau mới biết do khứa tô ra lồng tiếng vào. Ushio giật quai hàm nó thật mạnh rồi đấm liên tục vào người, cuối cùng tung xong cước đạp bay đại yêu ra chỗ khác. Cơ mà đầu cậu cũng bị đập vào đèn xe của ai đó làm đau muốn chết. Ngó lên mới biết có anh trai tóc vàng đậu xe ở đây nãy giờ, ngại quá Ushio nhanh chóng xách đồ chạy đi luôn và dĩ nhiên là có xin lỗi anh trai một tiếng. Toja đứng trên đầu Ushio bỗng cảm thấy sát khí toát ra từ phía tên tóc vàng đó. Biết chắc hắn tỏa ra sát khí là có ý muốn gọi qua đánh nhau nên Toja bay qua đó liền. Cùng lúc đó bọn tiểu yêu đã nhập vào chiếc xe buýt mà Ushio tí nữa sẽ lên. Toja bên này cũng đã bay tới nơi, thấy hắn ta lôi sẵn vũ khí ra rồi giới thiệu bản thân là ứng viên tiềm năng tên Akiba. Quá dài dòng khiến Toja phát cáu, nó muốn đánh nhanh thắng nhanh liền nhảy tới cào hai phát rồi giật lùi né đòn sau đó phóng điện. Hắn cười nhe răng hóa giải lôi điện một cách dễ dàng vì sấm sét gặp kim tinh không khác gì con gặp bố. Toja biết nguyên do liền đổi sang dùng hỏa thuật nhưng đã quá trễ. Akiba nhảy lên né sau đó ấn đầu kẻ địch xuống đất, rút một cây kim ra găm thẳng vào tay phải của Toja. Hắn khuyên Toja đừng cố gắng dãy dụa nữa vì kết giới này hao mòn sức mạnh yêu quái cực mạnh. Toja tất nhiên không cam chịu bị trói nên mới dùng tay còn lại cố cào thêm nhát nữa khiến Akiba tức giận giam nốt hai chân với một tay còn lại. Tứ chi của đối thủ đã bị khóa chặt khiến hắn ta tự mãn, nhưng rất tiếc là hắn gặp phải đại yêu 2000 tuổi chứ không phải mấy con quái lát nhát. Toja hy sinh luôn tứ chi để thoát ra và tấn công bằng đống tóc trên đầu nó. Trong lúc bất cẩn, Akiba đã bị một chiêu đánh bại, thế nhưng Toja không hề giết hắn mà bay vội đến chỗ Ushio vì nó ngửi thấy có mùi yêu quái, cơ mà đã quá trễ rồi. Quái thương rung lên liên hồi báo hiệu yêu quái đã đến, Ushio chạy lên chỗ bác tài thấy bác đang bị tấn công liền dùng thương tiêu diệt hết bọn quái xung quanh. Chúng nó điều khiển xe ấn thật mạnh vào bàn đạp tăng tốc khiến xe chạy như bay. Còn Toja lúc bấy giờ đang tính đuổi theo Ushio thì lại thấy Akiba ở ngay đằng sau. Anh ấy kêu vụ này không thể ngồi nhìn được rồi vặn ga phóng đuổi theo xe buýt. Ushio lực bất tòng tâm chẳng biết phải làm cái gì với tình huống hiện tại. Yêu quái thì liên tục cho xe tông các xe khác giết người như ngoé. Đúng lúc này Akiba hét lớn tiếng gọi Ushio ngó đầu ra. Toja bay ngay phía sau kêu cậu nhảy ra ngoài nó đỡ cho. Ushio lập tức từ chối vì vẫn còn rất nhiều hành khách trên xe, thà chết chứ nhất quyết không chạy. Akiba liền nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo liền quay sang nói với Toja. Nghe cũng hợp lý nên đại yêu bay lên phía trước kêu Ushio dồn hết người ngay chỗ cửa xuống xe rồi để đó nó lo. Ushio làm y chang như những gì Toja nói và ngay sau đó bọn yêu ma lũ lượt kéo tới cuốn chặt vào người đè cậu xuống sàn. Akiba phía bên ngoài đã chém bay đít xe tiếp theo đó là tới đầu xe, cuối cùng đến lượt đại yêu. Toja hít một hơi thật sâu rồi thổi ra làn khí hắc ám đưa toàn bộ hành khách ra khỏi xe. Akiba chốt hạ bằng cái kết giới cứu sống hành khách thành công. Cơ mà Ushio vẫn đang còn bị mắc kẹt trên xe không nhúc nhích được, bọn yêu ma đang muốn đâm thẳng vào một đống hành khách ở trước mặt. Akiba định nhảy lên giúp nhưng lại bị Toja ngăn cản, đại yêu tin tưởng hết mực vào Ushio nên nói cứ ngồi yên vị trí mà xem thôi. Đúng như đại yêu nói, Ushio biến hình chém một nhát bay nửa thân xe sau đó đâm thẳng cây thương xuống đất xuyên qua cơ thể yêu quái khiến nó gào thét rồi biến mất trong không khí. Còn chiếc xe buýt giờ chỉ còn mỗi một cái bánh xe. Vừa mới tiêu diệt yêu ma nhưng trong lòng Ushio không hề cảm thấy vui một chút nào. Cậu tự trách bản thân đã lên xe nên chuyện này mới xảy ra và rồi chạy đi mất.
Mặt cậu buồn rười rượi trông sắp khóc đến nơi, nhưng Akiba lại cất tiếng gọi từ đằng sau nên chưa khóc được. Anh kêu Ushio lên xe đi, anh chở một quốc miễn phí từ đây đến nơi cậu cần đến. Lên vội chứ miễn phí tội gì từ chối, cơ mà được nửa đường ảnh lại dừng xe ngay chỗ một nhóm người mặc đồ đen kín mít. Nghe anh giới thiệu thì đây là các ứng viên dự bị chưa đủ khả năng để lên chính thức. Trong số đó có em gái của anh Satoru, ứng viên mạnh nhất hiện tại, ảnh giỏi cả võ thuật lẫn phép thuật nên nổi trội hơn Akiba nhiều. Cơ mà hiện Satoru lại không có mặt ở đây, theo như em gái ảnh Chun nói thì từ lúc nghe chủ sở hữu quái thương đến anh hai đã khác rất nhiều. 2 tuần rồi không thể liên lạc được với ảnh khiến cô rất lo lắng. Nói đến đây tất cả bỗng im lặng bởi ai cũng cảm thấy rõ khí tức của Satoru đang đến rất gần. Đến Toza cũng phải thừa nhận rằng tên này khá mạnh, ngoài ra Toza còn cảm nhận được có một tức thần đi chung với hắn. Đột nhiên Ushio bị yêu quái tấn công buộc cậu phải vào dạng biến hình để chống đỡ. Satoru bước ngay phía sau ra lệnh thức thần tiến lên giết chết Ushio, nó bứt tốc lao đến khiến cậu không xử lý kịp liền bị nó bắt lại hút lấy hút để chẳng biết hút cái gì trong đó. Akiba cầm gậy chạy tới tấn công Satoru yêu cầu hắn ta dừng lại ngay, thế nhưng về cơ bản anh hoàn toàn yếu hơn hắn nên bị phản đòn một cách dễ dàng. Nguyên hội dự bị đồng thời dâng lên muốn làm gì đó đột biến, nhưng chỉ một đòn của thức thần là đã đánh cho nằm hết cả đám. Toza thấy Ushio sắp chết đến nơi rồi nên mới giúp một tay giải thoát cho cậu. Ushio lập tức biến thân đâm một thương giết chết thức thần, sau đó qua tính sổ với Satoru. Chun chạy ra che chắn khuyên anh đừng làm thế nữa nhưng hắn lại giáng một cái bạt tai vào mặt cô. Đột nhiên hắn ôm đầu tỏ vẻ rất đau đớn, hắn kêu lần sau sẽ lấy mạng Ushio rồi cứ thế mà biến mất. Toza nhìn phát biết luôn thằng đó đã bị bọn đệ của Bạch Diện giả ám. Đúng như Toza nói, Satoru chạy tới nơi vắng người gào thét đau khổ vì bị bọn tiểu yêu quấy rối trong cơ thể. Một lúc sau nguyên một hội kéo nhau đến nhà Akiba nghỉ ngơi để Ushio gọi lão Ungai trong gương hiện lên giúp đỡ. Thấy chủ nhân quái thương gọi đến, lão mất bình tĩnh hốt hoảng không chịu nghe Ushio nói. Toza nhắc nhẹ một câu rằng chủ quái thương đang bực mình liệu hồn mà nghe cho rõ, nếu không bị đập cho thì khổ. Ungai dạ vâng, mau chóng nối máy với thống lĩnh yêu quái hỏi xem cách tách tiểu yêu ra khỏi cơ thể người bị ám. Ông rất tiếc phải nói rằng không có cách để đuổi chúng nó ra, nhưng nếu Ushio biến thành yêu quái chui vô bên trong cơ thể người bị ám thì lại khác. Và để biến thành yêu quái cậu cần đánh liều hợp thể 100% với quái thương, nhưng cần suy nghĩ thật kỹ vì rất khó để trở lại thành người sau khi hóa yêu. Một lúc sau cả đám tụ tập ở sâu trong rừng đốt lửa trại ngồi suy nghĩ cách xử lý hợp tình hợp lý nhất. Cơ mà còn chưa kịp nghĩ tí gì Satoru đã mở cổng dịch chuyển đến chiến đấu thế này. Hắn dùng 2 sợi xích trói Toza với quái thương lại, tiếp đến ra lệnh cho 2 con rết bên cạnh đánh thẳng về phía Ushio. Chun một lần nữa chạy đến ôm anh trai cầu xin anh liên tục. Nhờ có Chun câu giờ mà quái thương với Toza mới có khoảng trống để thoát trói. Ushio lập tức biến hình giết chết 2 con rết rồi ném thương đánh bay cây dao trên tay Satoru. Nhìn 2 hàng nước mắt tuôn tào của Chun khiến hắn lấy lại bình tĩnh trong giây lát, đủ để hắn tự gieo mình xuống vực để chuộc tội đã gây ra. Ushio lập tức phóng thương cắm vào tay áo giữ Satoru lại, sau đó đưa anh ta lên. Chun ngồi nhìn anh trai nằm đó mà nước mắt không ngừng rơi khiến Ushio tự hỏi, liệu đàn ông một đời có thể giúp bao cô gái ngưng khóc nhỉ? Cậu dám hỏi câu đó là đồng nghĩa với việc đã quyết định sẽ vào trong cơ thể Satoru tiêu diệt yêu quái. Biết là làm thế bản thân sẽ vĩnh viễn biến thành yêu quái, thế nhưng Chun đang khóc. Nhìn nước mắt của cô ấy khiến tim của cậu như quặn thắt lại, Akiba quyết không để Ushio làm điều liều lĩnh như vậy nên định sẽ đánh cậu ngất đi. Cơ mà suy nghĩ kỹ lại thì đó là quyết định của cậu cơ mà, anh mặc kệ cậu muốn làm gì làm, còn anh sẽ chỉ đứng ngoài hóng chuyện. Akiba vừa mới đi một cái là Ungai hiện hồn ra liền, ông có đem đến cho Ushio bạn đồng hành hỗ trợ trong việc nhập vào xác con người. Nó là một con sóc xanh tên Izuna, tự tin flex rằng bản thân có kinh nghiệm 100 năm trong nghề vô trong cơ thể con người. Nghe oai phết nên Toza cũng muốn hỏi thăm xem nó có nhận đồ đệ hay không, trông bé tí mà nói chuyện láo quá, gặp đại yêu phát là run như cầy sấy liền. Dọa Izuna một trận xong, Toza quay qua hỏi Ushio lần cuối cùng, biến thành yêu luôn đó nghĩ kỹ chưa? Ushio không muốn nói cùng một câu đến 2 lần, ý cậu đã quyết đừng hỏi nhiều. Toza hiểu nên sẽ theo Ushio vào trong đó coi thử, coi như đi du lịch trải nghiệm. Ushio cũng chẳng ý kiến gì nên cứ thế mà triển, cậu chạy đến chỗ Satoru nhờ Chun tí nữa nếu anh ta có co giật thì giữ lại dùm, sau đó chui thẳng vào bên trong. Trước mắt Ushio chỉ toàn một màu tối đen cho đến khi được Izuna gọi dậy, nhìn quang cảnh xung quanh tôi cứ ngỡ như Ushio mượn chiếc đèn pin thu nhỏ của Dojemon để chui vào không đấy. Bọn yêu quái rất nhanh đã xông đến chỗ Ushio đứng, cơ mà toàn bọn gà mờ chỉ được mỗi cái số lượng nên chẳng làm khó được cậu. Cả 3 cứ một đường thẳng mà chạy không cần sợ sệt, và cái kết Izuna bị các mạch máu trói chặt lại, Ushio với Toza ngay sau đó cũng bị y chang. Đúng lúc này, cơ thể Satoru bỗng co giật cực mạnh y như lời Ushio đã nói, đội chống co giật nhanh chóng được thành lập đè anh ta nằm yên dưới đất. Chun trách móc Ushio đang làm cái quái gì trong cơ thể anh trai mà khiến anh phải chịu cực khổ như vậy. Akiba tức giận liền trách cô lúc nào cũng chỉ biết đến anh trai.
Cô đã bao giờ suy nghĩ một thằng nhóc sơ trung nghĩ như nào khi được quái thương chọn để đánh yêu quái? Đáng lẽ nó phải gạt hết sang một bên vô lo vô nghĩ mà sống, thế mà Ushio lại lựa chọn liều mạng để chiến đấu bảo vệ người thân bạn bè. Nó muốn cứu Satoru cho dù có mất linh hồn đi chăng nữa, cô có biết không hả? Trở lại bên trong Satoru, Toza phóng lôi điện mà không suy nghĩ đến việc sẽ đánh vỡ mạch máu khiến mọi chuyện càng thêm tệ hơn. Quái thương có vẻ ngứa mắt lắm rồi nên mới tự điều khiển bay cái vèo đâm xuyên đầu yêu quái. Ngay sau đó Ushio chạy đến nắm thương đẩy hết lực cho nó chết hẳn. Đòn vừa rồi đã khiến cánh tay phải của cậu biến dạng dữ dội như thể sắp biến thành yêu quái tới nơi rồi. Toza nảy ra ý định muốn ăn thịt Ushio trước khi cậu biến thành yêu để bảo toàn độ ngon miệng. Thế nhưng đó cũng chỉ là ý định nhất thời vì trong thâm tâm đại yêu không hề muốn một chút nào. Rất may Ushio đã lấy lại tỉnh táo kêu cả hai có chạy theo nhanh lên không thì bảo. Izuna nhìn cái mặt mừng rỡ của Toza liền trêu chọc vui lắm chớ gì, bày đặt ăn thịt các thứ đầu. Cả ba tiến thẳng lên trên não bộ diệt con đầu đàn, tuy nhiên trước đó cần phải xử hết đám lắt nhắt bu kín đường đi này cái đã. Satoru lúc bấy giờ đã bật dậy do yêu quái điều khiển não bộ, hắn yêu cầu tất cả đứng yên đấy để ăn thịt xong Ushio cái rồi tính. Chun không đồng ý, nhất quyết ôm chặt lấy anh trai, đột nhiên một luồng sức mạnh ùa vào bên trong tiếp thêm sức mạnh cho Ushio vùng vẫy một hơi đuổi sạch đám lắt nhắt ra khỏi cơ thể Satoru. Cánh tay còn lại của Ushio cũng theo đó mà đi nốt. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến Ushio chùn bước, thế cho nên con đầu đàn mới phi xuống giới thiệu sương sương tên Chibaka, chỉ huy của lũ tiểu yêu điều khiển cơ thể này. Ushio cảm ơn hắn ta đã tự xuất đầu lộ diện đỡ phải đi kiếm, tiếp theo đó cậu phóng lên trên trao đổi chiêu thức chém qua chém lại với tốc độ cực nhanh. Cả hai không ai bị thương tích gì cả, chứng tỏ đây là một trận ngang trình. Chibaka đổi chiến thuật gọi ngài Bạch Diện Giả ra cho Ushio chiêm ngưỡng biết sợ mà tự lui. Áp lực Bạch Diện Giả phát ra đúng thật là cực kỳ đáng sợ, ngay cả khi Ushio đang trong trạng thái chiến đấu cũng không thể trụ nổi quá 3 giây. Chibaka chớp lấy thời cơ liền lao đến đâm kiếm xuyên qua người Ushio, cơ mà lưỡi kiếm lại xuyên qua người Izuna chứ không phải Ushio mới hay. Đến tận bây giờ Izuna mới tiết lộ sự thật rằng nó muốn gặp cậu từ rất lâu rồi. Tại nó không hiểu lý do mà thống lĩnh lại thích Ushio đến nỗi đồng ý giảng hòa như vậy. Giờ thì Izuna đã hiểu ra rồi, nó biết cậu vì muốn ngăn không cho Chun khóc nữa nên mới liều mạng như này. Đang tình cảm sướt mướt thì Chibaka lại nhào vô phá đám. Ushio tức giận lao lên combat tiếp, Toza giờ mới thoát khỏi được đống mạch máu để giúp cậu một tay. Đại yêu gọi Chun ở bên ngoài và nhờ cô dùng hết pháp lực bắn thẳng vào mắt Satoru. Tiếp đến nó bay qua chỗ Ushio kêu cậu dụ hắn ta đến chỗ hốc mắt ngay bây giờ. Cả hai bật chế độ diễn xuất giả vờ lép vế dẫn Chibaka vào cái bẫy đã dựng sẵn. Hắn ta sợ hãi nhanh chóng tìm đường trốn nhưng lại bị Izuna tóm chặt lấy. Nó hình như đang định chết chung với Chibaka nên Ushio nhất quyết đòi chạy ra ngăn cản mặc cho Toza cố gắng giữ cậu lại. Ushio sử dụng tất cả sức mạnh của quái thương lao như một quả tên lửa đâm chết Chibaka rồi kéo Izuna lại. Cơ mà giờ đâu có kịp để chạy đi trốn, Toza nhìn chỉ biết thở dài lấy thân ra che chắn cho cả hai. Phía bên ngoài Satoru thật sự đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, nghe những việc Ushio đã và đang làm vì mình khiến anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhờ vậy mà cả ba mới chui được ra bên ngoài, nếu không mắc kẹt cả đời rồi. Tuy nhiên ra ngoài không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Ushio gào thét trong đau đớn và dần dần hóa thành yêu quái. Cùng lúc đó tại trụ sở chính của tổ chức Pháp Tăng, khi mọi người đang họp bàn về các vấn đề liên quan đến Ushio thì bỗng có một luồng sáng xuất hiện. Đức Phật biết là đệ nhất đến liền trấn an mọi người bình tĩnh lại. Đệ nhất tới để báo tin chủ quái thương đã hóa thành yêu quái còn phía bên kia. Toza đang rất chật vật né những pha tấn công chí mạng của Ushio, đại yêu thực sự hoảng loạn gào thét kêu bố mày đây mà sao mày đánh bố. Trở lại với đệ nhất, bà nói rằng cách duy nhất để đem Ushio trở lại thành người là dùng cây lực Ushio luôn mang theo người. Giờ đệ nhất sẽ đi tập hợp tất cả các cô gái có liên quan đến cuộc sống của Ushio rồi nhờ họ chải tóc cho cậu ấy là cứu được ngay. Nói xong bà liền dịch chuyển đi mất và ngay sau đó, Shiguze không cần gọi cũng đã có mặt sẵn sàng tham chiến cứu lấy con trai. Đệ nhất như đã nói bắt đầu hiện lên với từng người một lần lượt là Hizama, Saza, Zeka và cuối cùng là Inoue với Asako. Tất cả bà đều nói cùng một nội dung chính là cứu lấy Ushio đã biến thành yêu quái bằng cách chải tóc cho cậu ấy. Trở lại bên phía Toza, Akiba đã cố gắng hết sức trói chân Ushio lại nhưng cậu ấy chỉ cần dùng quái thương gõ cái nhẹ là xử lý xong rồi chạy thẳng vào trong rừng. Tất cả nhanh chóng lên xe di chuyển đuổi theo sau, theo như Akiba đoán thì Ushio rất có thể sẽ đến nhà ông nội ở ngay gần đây. Bên cạnh đó, tại sân bay Hokkaido, Hizama hấp tấp chạy xuống mặc dù đây là thang cuốn đã vô ý đụng phải Saza tí nữa thì ngã. Hizama liền xin lỗi và giải thích tại đang gấp quá, đúng lúc này gió lốc thổi vù vù kèm tiếng nói của ông Shigaji vang lên. Vừa hay bộ ba Asako, Inoue và Zeiko cũng đã tới nên trước tiên, ông tự giới thiệu bản thân là bố của Ushio, sau là muốn cầu xin các cháu hãy cứu lấy thằng bé rồi kết câu bằng lời cảm ơn. Cùng lúc đó Hino đang đứng ở ngay đền nhà ông nội Ushio đợi vì cô biết thể nào mọi người cũng chạy về đây.
Cô rất tiếc phải nói rằng Ushio không hề quay về đây mà đúng phải là chỗ hang động mà chủ quái thương bắt buộc phải vào. Ushio lúc bấy giờ đang cố gắng vùng vẫy bên trong chính cơ thể mình vì quái thương cứ gặp thứ gì là giết ngay thứ đó. Giết yêu quái vô tội đã sai lắm rồi đây nó lại còn nhắm đến hai mẹ con đang đi dạo bên đường. Ushio bằng mọi giá cũng không được cho nó thực hiện ý đồ nó. Quyết tâm của cậu đã khiến nó mất quyền điều khiển một giây thành công cứu mạng hai mẹ con. Bạch diện giả lúc bấy giờ đã bắt đầu cho toàn bộ tiểu đệ nó đang có xuất phát đi tiêu diệt quái thương và chủ nhân Ushio. Rất nhanh trên bầu trời thành phố xuất hiện mưa quái vật khiến người dân kêu la thất thanh. Còn trong khi đó Ushio bỗng nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ cùng với tiếng đập leng keng vang lên nhịp nhàng. Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông máu me từ trên xuống dưới, mồm khè ra lửa và tay đập quái thương. Ông ta nói rất nhiều kẻ trước cậu cũng bị cây thương nuốt chửng rồi trở thành công cụ diệt bạch diện giả. Nghe là biết ông có mối thâm thù đại hận với bạch diện giả nên mới rèn đúc nên quái thương như thế. Màn đêm buông xuống cũng là khi chiến dịch giải cứu Ushio được bắt đầu, Shiguza Akiba Satoru cùng các pháp tăng khác sẽ phụ trách dựng kết giới bao quanh núi ngăn bọn tiểu yêu ùa vào. Nhiệm vụ còn lại dành hết cho năm cô gái của chúng ta và trước khi xuất phát, Shiguze muốn cúi đầu cầu xin ngũ đại cô nương cứu lấy con trai ông một lần nữa. Nghe hai chữ ok ông mới có thể an tâm mà rời đi, rồi bây giờ là lúc các quý cô làm quen với nhau. Trong lúc đó, Toza với Izuna đang bay lượn trên bầu trời tìm vị trí của Ushio để lấy lại cây lược. Thấy một cái là Izuna bất chấp tính mạng phi tới liền, mặc dù bị Ushio trói lại bằng tóc nhưng nó vẫn xoay sở thoát ra được rồi xin nhẹ cây lược. Tiếp tục với hội chị em bạn gì, Asako có lỡ mồm trách móc Ushio đi không nói lời nào nên có ra sao cũng mặc kệ. Những lời đó khiến Hizama cực kỳ khó chịu yêu cầu Asako rút lại ngay lập tức. Dĩ nhiên Asako không chấp nhận mình dưới kèo mà cố gông cổ lên cãi tay đôi mới chịu, cãi một hồi nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Nhưng đừng vì thế mà chửi Asako, sự có mặt của cô ở đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô không hề ghét Ushio. Đúng lúc này từ bốn phía xung quanh khu rừng, màn kết giới siêu to khổng lồ được dựng lên chắn hoàn toàn đường đi của hàng trăm ngàn lũ tiểu yêu. Chỉ là không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu mà thôi. Đâu đó bỗng có tiếng của Toza vang lên, Ushio đến kìa bọn con gái. Hội chị em tạm bỏ qua mấy lời nói xúc phạm của đại yêu mà tập trung vào chuyện chính. Izuna mồm gặm cây lược đang chạy đua với Ushio cực kỳ căng não. Zeko mở lời kêu hãy để cô lên trước rồi nhảy lên chụp cây lược từ phía Izuna sau đó chạy thẳng lên. Nhận một cú đấm của Ushio có hơi thốn thật nhưng không sao cả, Zeko vẫn chảy được một phát lên tóc cậu ấy. Cơ mà Ushio trông có vẻ chẳng hề hấn gì thậm chí còn tăng tốc độ về phía hội chị em. Saza sơ ý vấp ngã đúng cái lúc quan trọng liền bị Ushio nhắm đến, Asako dứt khoát chạy tới đẩy cậu ấy ra chấp nhận bị đấm một nhát lăn lông lốc dưới đất. Toza căn thời điểm cực kỳ chuẩn bay đằng sau Ushio giật tóc cậu lại cho hội chị em chải đầu. Nhưng có vẻ đại yêu quên mất quái thương vẫn còn nằm trên tay Ushio hậu quả là ăn một thương xuyên ngực. Chưa hết, Toza ngã xuống thì có Hino thay thế, cô đứng đợi sẵn ở bên kia cầu chờ Ushio đến là nhốt vô kết giới liền. Saza nhận thấy cơ hội đã đến, tộc tóc trắng có thể đi xuyên qua kết giới nên cô sẽ là người tiếp theo trải. Saza cầm lược chạy hết sức lại gần chỗ Ushio sau đó đâm thẳng vào kết giới trải một phát khiến quái thương đau đớn. Hino đến đây cũng đã sức cùng lực kiệt không thể duy trì kết giới thêm nữa, quái thương tạm thời đổi mục tiêu sang phá hủy cây lược đang trong tay của Inoue. Đột nhiên một tia sét đánh thẳng xuống nhìn phát biết ngay là do Toza phóng, nó bay xuống đem hội chị em đi đồng thời Chun cũng chạy tới phụ giúp Hino tạo kết giới khống chế Ushio. Tiếp đến là tới Hizama biểu diễn, cô từng là vận động viên điền kinh nên chạy ác lắm. Cô đi bộ đến đầu cầu sau đó vào tư thế chuẩn bị chạy, tự mình ra hiệu Chi Chu Wan Go đứng dậy bứt tốc chạy xé gió phối hợp với việc gỡ bỏ kết giới kịp thời thành công chải được một phát. Một nửa mặt yêu thoáng chốc đã trở lại thành người nhưng rất nhanh đâu lại trở về đó. Quái thương cảm nhận rõ nếu cứ ở đây kiểu gì cũng bị chải thêm mấy phát nữa nên đã trốn vào rừng ngay lập tức. Chỉ còn Inoue với Asako là chưa chải cơ mà thử nhìn xuống dưới đi, Inoue đang cố gắng làm cái trò mạo hiểm gì kia. Định qua bờ bên kia mà không cần cầu ư, Toza tức giận nắm đầu cô kéo lên cầu chửi cho một trận. Tiện đây Asako cũng muốn cảm ơn Toza về vụ lần trước nó đã cứu cô một mạng. Inoue khá bất ngờ vì Toza không chỉ cứu mình mà còn cả Asako nữa, cô khen lấy khen để gài đại yêu giúp thêm lần này nữa. Ai biểu Toza tốt bụng quá làm chi, chắc chắn sẽ không từ chối đâu ha. Đúng nghĩa đen bị gài rồi nhưng quan trọng hơn là hiện tại kết giới chặn bọn tiểu yêu đã biến mất. Sức người có hạn nên kéo theo thời gian tồn tại của kết giới cũng rất ít. Tuy nhiên Satoru vẫn chưa muốn bỏ cuộc, anh triệu hồi thức thần ra câu thêm tí thời gian nữa. Cùng lúc đó đệ nhất vừa mới hiện ra chỗ hội chị em để soi đường dẫn lối đến hang động Ushio đang hướng tới. Vì Toza thắc mắc lý do lại là cái hang động đó nên bà mới giải thích rằng cơ thể của bạch diện giả đang ở trong đó mà quái thương sinh ra chỉ để tiêu diệt nó nên điều này là hoàn toàn bình thường. Lúc đến nơi Inoue lấy cây lược rồi chạy đi kiếm Ushio đang ở đâu đó quanh đây.
Toza lúc bấy giờ thấy có gì đó sai sai liền ngẫm nghĩ một lúc, nếu con bé Inoue bị thằng Ushio giết thì không ăn được đứa nào. Còn nếu ăn con bé trước thì ít ra cũng được một đứa. Đến đứa con nít cũng biết nên chọn ăn hay không ăn, huống chi là đại yêu 2000 tuổi. Cơ mà lúc nhìn thấy mặt Ushio nó lại thay đổi suy nghĩ, thôi đợi ăn cả hai cho sướng. Quái thương cảm nhận thấy rõ bạch diện giả đang ở trong hang liền bất chấp lao lên đánh bật tia sét của Toza lại về phía nó. Sau đó nhắm đến Inoue đâm một thương cực mạnh, Inoue kịp thời đưa cây lực lên đỡ nên chỉ bị đánh văng xuống vách núi chứ còn sống tốt. Biết thể nào Inoue cũng không đủ sức bám được lâu, Toza liền bay xuống đỡ cô lên trời, tiếp đến khiêu khích quái thương lực ở trên đây nè, có giỏi đến mà lấy. Cùng thời điểm này bên phía nhóm tạo kết giới, câu thời gian nãy giờ đã là quá sức rồi nên buộc phải thu phép rồi quay đầu chạy thật nhanh vào trong rừng. Trở lại với Toza, nó cố tình để Ushio đâm một thương vào người để giữ cậu lại cho Inoue chảy một phát. Khuôn mặt của Ushio đã xuất hiện nhiều hơn trước, chứng tỏ chỉ cần Asako làm nốt phát cuối thì cậu ấy sẽ trở lại làm người. Cơ mà khoan đã, nhóm tạo kết giới đã dẫn đống tiểu yêu bay tới đây thì đúng thật hơi khó rồi. Đúng lúc này 12 lá bùa từ bốn phía được kích hoạt và Phiêu xuất hiện. Lâu lắm rồi không gặp anh, pháp tăng mạnh nhất Trung Hoa góp sức vào thì tỷ lệ thành công nó lại gần bằng 100% rồi. Phía bên trong quái thương lúc này đây, đệ nhất đã hiện lên cầu xin anh trai đừng lôi kéo linh hồn của người khác vào nữa. Thì ra người chế tạo ra quái thương lại là anh trai của đệ nhất. Trong lúc Ushio đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để giành quyền điều khiển cơ thể, Asako đã bước tới gần, rơi nước mắt và thổ lộ rằng mình thích Ushio ngốc nghếch buộc chộp lanh chanh cơ. Thế cho nên sau phát trải tóc này cậu buộc phải quay về đấy. Đúng như tôi dự đoán, quái thương vẫn còn chiếm quyền kiểm soát mà hướng đến chỗ bạch diện giả. Asako vô thức đã đẩy cậu xuống vách đá sâu thăm thẳm, có chết thì cũng chết chung, không phải làm ma cô đơn. Trong phút chốc toàn bộ ký ức vui buồn cùng nhau hiện lên trong đầu Ushio. Thời điểm bùa chú hết hiệu lực cũng là lúc Ushio tái xuất giang hồ với một thương chém bay hơn nửa quân số địch. Phần còn lại cậu với Toza sẽ cùng nhau tung hoành giết nhanh diệt gọn, đảm bảo không lọt một con nào hết. Toza khè lửa sau đó giật sét vào quái thương đúng như Ushio yêu cầu. Đòn kết hợp nhát chém tia chớp được hình thành quét sạch toàn bộ lũ tiểu yêu xung quanh. Đánh xong, Ushio như mất trí nhớ, tạm thời tưởng nãy giờ gặp các bạn là đang ở trong mơ. Cậu nói rằng bản thân thật hạnh phúc khi có họ ở cạnh bên. Tiếp theo đó Ushio định sẽ xông thẳng vào hang theo ý nguyện của quái thương. Hội chị em quyết định về mở tiệc chứ không giống khứa Toza đòi đi theo cho bằng được. Sâu bên trong hang động có một ngôi đền bằng gỗ không biết được xây từ bao giờ. Càng đến gần nó, quái thương lại càng phản ứng dữ dội, đoán chắc cơ thể bạch diện chỉ đâu đó quanh đây thôi. Ushio mở cửa bước vào thấy xung quanh có hàng trăm cây nến đang cháy rực và trước mặt là một phần cơ thể đã bị phơi khô của bạch diện. Tưởng chừng như hắn chết rồi nhưng hắn vẫn cố chui ra đánh Ushio cho bằng được. Dĩ nhiên có quái thương ở đây hắn đừng hòng động đến dù chỉ là một cọng tóc của cậu. Ushio bám ngay vào người Toza sợ hãi chỉ kêu nó chưa chết kìa, nói cái điều hiển nhiên thế cũng nói được, hắn chết rồi sao chúng ta phải khổ như vậy. Đột nhiên Toza khè lửa tới chỗ góc tường và thấy lửa bị dập một cách dễ dàng. Linh cảm của đại yêu đã đúng, góc đó có sự hiện diện của một con yêu quái cũng thuộc hàng khủng khiếp không thua kém gì Toza. Nó có hình dạng kỳ quái với cái đầu hình cái khiên và cơ thể màu xám bạc, tự xưng tên là Toki. Toki có thể du hành thời gian giống cỗ máy trong ngăn kéo của Nobita nên giờ nó sẽ giải thích kỹ càng tất cả mọi thứ cho Ushio hiểu. Tầm khoảng 850 năm trước, Bạch Diện bị toàn bộ yêu quái trên khắp Nhật Bản hội đồng đến ná thở phải tìm đường tháo chạy. Hắn phân thân ra làm nhiều mảnh bay tứ phía giải mỗi nơi một ít. Hội yêu quái rất nhanh đã tiêu diệt hết sạch, cái xác ở ngôi đền này là phần lớn nhất họ tiêu diệt được, còn bản thể thì đã chạy mất dạng. Tại sao lại đặt ở đây? Cái gì cũng có nguyên do của nó. Lúc đó cả người lẫn yêu quái đều nhận ra rằng không thể nào đủ sức để tiêu diệt bạch diện hoàn toàn mà không có quái thương được. Mặc dù đã đi tìm khắp nơi nhưng quái thương vẫn bật vô âm tín, thế nên pháp sư mạnh nhất thời đó, đồng thời là kiếp chuyển sinh tiếp theo của Khiết Mai, em gái thợ rèn quái thương, Yuki đã niêm phong phần cơ thể đó vào trong đây để dụ quái thương tự mò đến giết. Ushio chợt nhận ra khung cảnh lúc trước thấy được bên trong quái thương là hai anh em nhà họ, tới đây đầu cậu như sắp nổ tung ra vì quá nhiều thông tin cùng một lúc. Toki thấy tội quá liền đưa cậu về quá khứ lúc quái thương được đúc ra cho cậu thêm một nùi thông tin nữa để ngấm từ từ. Do lúc này quái thương chưa ra đời nên Toki xin phép tịch thu nó một khoảng thời gian. Nói xong nó đột ngột biến mất, làm bộ đôi người quái rơi cái rầm xuống đất. Nhanh đến nỗi Toza còn chưa kịp bay là đủ hiểu rồi, cơ mà bỏ qua tiểu tiết đó đi. Tự dưng có một người rất giống Inoue xuất hiện trước mắt cả hai. Thấy cả hai cãi nhau như chó với mèo, chắc chắn không phải yêu quái, cô mới thở phào nhẹ nhõm cúi xuống viết tên Khiết Mai giới thiệu với Ushio. Toza thoáng chốc đã ngửi thấy mùi ám khí nồng nặc ở gần đây liền quay qua cảnh báo Ushio cẩn thận. Vừa mới dứt câu, nguyên một đám yêu ma chui lên lao đến tấn công cậu với Khiết Mai. Toza lập tức bay tới đấm chết một con, sau đó phối hợp với Ushio làm gỏi nốt con còn lại. Khiết Mai không nhìn thấy Toza nên cứ nghĩ Ushio một mình tiêu diệt hết yêu ma.
Cô vội kéo cậu về ra mắt với gia đình, cha mẹ Khiết Mai nghe kể xong cũng rất biết ơn Ushio vì đã cứu con gái họ một mạng. Tình cờ trong lúc nói chuyện cậu biết được tin Bạch Diện Giả xâm nhập vào giấc mơ của nhà vua hù cho ông khiếp sợ. Trong giấc mơ vua mơ thấy hắn giả gái nên ngay sau đó 80 nô tỳ đã bị giết mặc dù không hề phạm tội gì. Qua ngày hôm sau vua lại đưa ra thánh chỉ ai đúc được thần kiếm diệt Bạch Diện sẽ được ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Cha của Khiết Mai cũng tham gia vào thử thách lần này, vừa hay ông mới hoàn thành xong công việc hôm nay nên mới vào ăn bữa cơm tối cùng với cả nhà. Nói chuyện được một lúc thì người anh Nghĩa Long cũng đã trở về sau chuyến du ngoạn ra nước ngoài học tập. Câu đầu tiên anh nói không phải là câu chào mà là báo tin một năm trước có một ngôi sao chín đuôi bay về nơi đây. Người bố sợ hãi liền cùng con đẩy nhanh tiến độ đúc vũ khí từ đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau. Ushio ngủ được một giấc rồi mà cả hai vẫn còn gõ leng keng trong phòng chế tạo. Khiết Mai đi lấy củi về thấy Ushio đang đứng ngoài ngó về phía lò rèn liền bước đến kể cho cậu một vài câu chuyện giết thời gian. Một lúc sau người bố ra ngoài quỳ xuống tự trách bản thân vô dụng rèn mãi mà thần kiếm vẫn cứ đứt đoạn. Nghĩa Long rửa mặt phát cho tỉnh táo rồi kêu cha còn một cách anh biết được khi đi du học. Người mẹ nghe thấy vậy liền thẳng tay cắt đứt bộ tóc của mình để đưa cho chồng vào đúc. Câu trả lời chính là tóc phụ nữ, bỏ nó vào rèn chung chắc chắn thần kiếm sẽ ra đời. Đúng thật sau một ngày cật lực đúc kiếm, hai bố con đã rèn ra một thanh kiếm hoàn hảo. Đợi đến ngày trong cung tổ chức kiểm tra chất lượng kiếm, ông cùng cả nhà đến tham dự với mong muốn giúp ích cho đất nước. Bạch Diện Giả giả gái đứng gần đó xem cảm thấy rất tức giận vì tên vua dám tìm cách giết mình. Hắn hiến tế 9 mạng người ở xung quanh để thu hồi 9 cái đuôi của mình, sau đó biến trở lại dạng yêu quái tàn sát hết toàn bộ người có mặt trong khán phòng này. Ngay cả thần kiếm mà bố của Khiết Mai tự hào cũng vỡ nát, mạng của ông rồi cả mạng của người vợ rất nhanh đã bị Bạch Diện cướp lấy. Ushio gào thét cầm đại cây thương quèn lao lên như thiêu thân lao vào trong đống lửa. Bạch Diện tỏa ra ám khí ngút trời dọa cho cậu đứng im thin thít không dám làm gì rồi phun lửa xanh ra. Tô gia cũng phun lửa nhưng sức mạnh không bằng liền bị đẩy văng ra chỗ khác. Bạch Diện bay lên trời bắt đầu phun lửa hủy diệt vương quốc rồi cứ thế rời đi trong sự bất lực của Ushio. Một lúc sau tại nhà của Khiết Mai, Ushio ngồi sầu đời tự hỏi bản thân vô dụng đến thế sao, rời xa quái thương một cái là yếu như sen chẳng làm gì được. Bỗng Khiết Mai gọi tên cậu và hỏi ba mẹ đâu, giờ biết phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lý. Mà thôi cũng chả cần phải trả lời vì cô hỏi cho có lệ thôi chứ biết hết cả rồi. Ushio quá đau lòng không thể ở bên trong được nữa, nhưng khi vừa mới ra ngoài cậu lại nghe tiếng Nghĩa Long đang tự hủy đấm liên tục vào cục sắt. Cậu vội vàng chạy tới ngăn anh lại nhưng lại bị hất ra, cậu tiếp tục đưa bàn tay kê vào cục sắt chặn anh ấy lại rồi nói rằng tay anh sẽ rèn kiếm giết Bạch Diện nên không được bỏ cuộc. Nghĩa Long bình tĩnh lại ngồi úp mặt xuống vì đúng thật còn một cách nữa anh chưa thử. Rèn kiếm bằng tà đạo, cái cách ghê tởm nhất trần đời mà một người thợ rèn thực hiện. Nó bắt đầu xuất hiện vào khoảng 100 năm trước, vua nước nọ có đặt đúc một chiếc chuông nên người thợ liền phô ra toàn bộ tài năng tích góp cả đời của mình. Thế nhưng hết lần này sang lần khác kết quả đều thất bại, cuối cùng người thợ hiến tế chính con gái mình cho thần linh vào đống lửa. Và đúng thật lần kế tiếp đã cho ra một chiếc chuông tỏa sáng 7 màu lấp lánh. Nãy giờ Khiết Mai đứng bên trên lò nung nghe không sót một tí gì nên chắc các ông cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặc cho Nghĩa Long van xin cô đừng làm điều dại dột, mặc cho Ushio gào thét lao đến kéo cô lại. Khiết Mai vẫn lựa chọn gieo mình vào đống lửa tạo tiền đề cho quái thương xuất thế. Nghĩa Long ngồi đơ người đúng một tiếng đồng hồ sau đó đứng dậy chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu rèn kiếm. Anh hận chính bản thân mình vì sâu thẳm bên trong anh lại muốn sự việc xảy ra theo chiều hướng này. Anh tự nhận mình chính là quỷ dữ, là một con ác ma đội lốt người dùng mọi thủ đoạn để rèn ra vũ khí diệt Bạch Diện. Thấy Ushio định làm gì đó, Tô Gia lập tức ngăn lại vì mọi chuyện buộc phải trở nên như vậy. Nghĩa Long tay không nắm sắt nóng mấy ngàn độ C nhưng không một tiếng kêu gào. Anh vừa đúc vừa nói với Ushio rằng tôi sẽ là con quỷ trú ngụ trong cây thương khát máu Bạch Diện Giả, thù hận mọi yêu quái. Chắc chắn sẽ có ngày tôi chiến đấu bên cạnh cậu. Nói xong anh tan biến vào trong cây thương khác lên hai chữ quái thương rồi bay vút đi kiếm Bạch Diện trả thù. Đúng lúc này đệ nhất hiện ra cùng với con quái Toki đưa Ushio du hành thời gian để giải thích kỹ hơn. Khiết Mai kể rằng quái thương đã đi kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm ra Bạch Diện. Nó tức giận chút hết lên yêu quái vô tội khắp dọc đường. Đến nỗi toàn bộ yêu quái Trung Hoa phải hợp sức phong ấn nó trong một ngọn núi cực ít người qua lại. Khiết Mai khi hay tin Bạch Diện đến Nhật Bản liền đầu thai chuyển kiếp thành Pháp Sư Zuki. Vào năm 1160 khi yêu quái Nhật Bản tổng tấn công Bạch Diện khiến nó phải tháo chạy. Thế nhưng cô không ngờ nó chơi cái trò hòa làm một với gốc rễ của Nhật Bản ở sâu dưới đáy đại dương. Một khi nó vùng vẫy phá hủy gốc rễ thì cả nước Nhật sẽ chìm trong biển nước. Cũng chính vì thế mà Zuki mới chọn cách đặt siêu kết giới giam giữ nó ở đây. Đến khi cơ thể Zuki đến giới hạn, Khiết Mai lại ra đi tìm truyền nhân khác. Rất nhanh đệ nhị là Mikado họ hàng với Zuki đã xuất hiện. Kéo được khoảng 300 năm nữa Mikado cũng sức cùng lực kiệt, Khiết Mai lại xuất phát tìm đệ tam chính là mẹ Ushio lúc bấy giờ. Vậy là mọi bí ẩn đều đã được giải đáp, trở lại hiện tại cũng là lúc quái thương xuất hiện.
Ushio quyết định sẽ cùng Nghĩa Long và Khiết Mai tiêu diệt Bạch Diện Giả một lần và mãi mãi. Sáng hôm sau, Ushio quay trở lại trường sau cả tháng cúp học. Cả lớp ai cũng mừng rỡ bu quanh người cậu, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, đặc biệt là Asako. Cô bịa ra chuyện Ushio bị bệnh hiểm nghèo, mồm dính đầy phân để chọc cười mọi người. Thế mà cậu vẫn đứng cười khành khạch được mới tài. Lúc ra về, Ushio than phiền về việc mới đi học lại một ngày mà đã bắt thi giữa kỳ, mặc dù bình thường cậu cũng đâu có học hành đàng hoàng. Đi đến chỗ công viên, Ushio phát hiện có chiếc xe tải đang lao điên lao khùng đến chỗ cô gái tóc vàng. Cậu liền bứt tốc kéo cô ấy ra rồi hỏi thăm thử xem có sao không. Nhưng nhận lại không phải lời cảm ơn mà là câu hỏi anh là Ushio đúng chứ. Cậu cũng gật đầu ậm ừ đại, rồi về nhà mới nghĩ kỹ lại. Sao con bé biết tên mình trong khi mới gặp lần đầu tiên? Toza không biết, tuy nhiên nó chắc chắn một điều, trong cặp nó có mùi giống như cây thương. Nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo đến liền. Toza nhắc nhẹ cho Ushio biết con nhỏ đó tới rồi. Ngay sau đó một đống gai nhọn đâm lên ngay chỗ Ushio rồi lại hạ xuống như kiểu muốn chọc tức cậu. Ushio chạy ngay ra ngoài xem thử ai mà to gan đến thế. Đúng như lời Toza nói, nó là con nhóc hồi nãy Ushio cứu. Cô ta tự giới thiệu bản thân là một ứng viên quái thương tên Kijio. Vài tiếng sau, tại trụ sở chính của tổ chức, Đức Phật hay còn gọi với cái tên đệ nhị nói với Shiguze rằng muốn gặp Ushio ngay bây giờ. Không khí đột nhiên xuất hiện mùi ám khí nồng nặc, báo hiệu có biến xảy ra. Toàn bộ pháp tăng có mặt tại trụ sở đều chạy ra bên ngoài cảnh giác với con yêu quái tự xưng là sứ giả của Bạch Diện Giả. Trở lại với Ushio, Kijio cũng có một con yêu quái đi kè kè bên cạnh. Nó tự tin dám thách thức Toza đấu một trận xanh chín. Toza tất nhiên rất hoan nghênh kẻ địch đến khiêu chiến. Đại yêu nhảy tới phóng lôi điện vào người Queen, con quái đi sát bên cạnh Kijio. Thế nhưng lại không thể xuyên qua nổi bộ giáp dày cộm của nó. Toza cố gắng đấm thêm phát nữa cũng bị phản đòn lại, và đúng lúc này, có trực thăng từ trên trời đáp xuống. Shiguze mở cửa bước ra với tình trạng tơi tả, kêu thằng con qua chỗ trụ sở để cứu nguy. Kijio cũng đòi đi theo nên Queen xin phép rời kèo solo với Toza qua ngày khác. Chủ trì nơi chiến tuyến đã ra lệnh triển khai đội hình bán nguyệt khống chế yêu quái lại. Rất nhanh sau đó, hơn chục cái kết giới găm thẳng vào cơ thể yêu quái khiến nó bất động tạm thời. Shiguze lúc bấy giờ cũng đã đưa con trai tới giúp một tay, thế nhưng chủ trì lại bảo ông dẫn Ushio đến gặp đệ nhị. Quân lệnh như sơn, ông chỉ đành nghe và làm theo mà thôi. Dẫn thằng con đến trước cửa, Shiguze liền sút thẳng nó vào bên trong để trò chuyện với đệ nhị. Lần đầu gặp chủ nhân thực sự của quái thương khiến bà không kiềm được mà cười trong vui sướng. Hai người nói chuyện không khác gì hai bà cháu ruột, bà thật sự đã mãn nguyện rồi. Giờ có rời khỏi trần thế cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Ở phía bên ngoài, sứ giả Bạch Diện bắt đầu vùng vẫy phá hủy từng cái kết giới một khiến mọi người gần như đã cạn sức. Kijio đứng ngay trên nóc nhà cẩm nhận thấy Toza ở gần đó liền kêu Queen bay qua tiếp khách cho tốt vào. Cơ mà Toza hiện đang không có hứng đánh nhau nên kêu nó lượn ra chỗ khác chơi. Thế mà nó vẫn lì ép đại yêu đánh cho bằng được mới thôi. Ushio ở phía dưới cầm quái thương biến thân nhảy lên đâm vào cơ thể sứ giả và bị phản lại 100%. Cậu quyết tâm không bỏ cuộc, tiếp tục lao lên đâm thành một đường thẳng lên trên cơ thể của nó và cái kết bị đánh cho tơi tả. Sứ giả phản công phóng toàn bộ kết giới trên người trả về hết. Từ người tạo kết giới, giờ các pháp tăng trở thành người bị kết giới giam giữ. Hắn ta định giết chết chủ nhân quái thương trước nhưng đệ nhị không cho phép. Bà đứng ra tạo kết giới đỡ đòn giúp Ushio rồi phóng thích toàn bộ pháp lực còn sót lại hóa đá kẻ địch trong chớp mắt. Kijio đứng đợi điều này xảy ra nãy giờ để test đam cây lưỡi hái mà cô luôn tự hào. Chỉ với một chém duy nhất, cơ thể bị hóa đá của sứ giả nổ tung thành từng mảnh. Toza bên kia đang rất tức giận lao tới tung cú đấm trời giáng vào mặt Queen. Nó bắt đầu cảm thấy thốn liền quay đầu chạy và lại hẹn hôm khác đánh. Ushio lúc bấy giờ đã thật sự rơi nước mắt vì đệ nhị sắp ra đi sau đòn toàn lực vừa rồi. Trước khi nhắm mắt, bà muốn chúc cho Ushio luôn vững vàng trước mọi hiểm cảnh, còn mấy đứa loi choi xung quanh bà dặn dò nhớ phải đoàn kết với nhau. Dứt câu, bà nhắm mắt xuôi tay, tạm biệt cơ thể trần gian để đồng hành cùng đệ nhất từ giờ cho đến mãi về sau. Trong không khí đau buồn đến cùng cực, Kijio bước ra nói bỏ quái thương đi, để cháu dùng lưỡi hái hạ Bạch Diện thay cho. Tối hôm đó, Kijio ngồi ôm đùi kể hết cho mẹ nghe chiến tích mà cô vừa mới đạt được. Bà ta nghe xong liền khuyên con gái nên làm mạnh hơn nữa, đừng chỉ nói mà hãy phá hủy quái thương luôn và ngay. Sáng hôm sau, Ushio mặt mày bơ phờ không khác gì người trên mây, tự trách bản thân vô dụng khiến Toza cực kỳ phẫn nộ. Nó lôi cậu ra ngoài đập cho một trận để nhắc cho nhớ rằng cậu cực kỳ yếu đuối, động tí là khóc. Cơ mà nãy giờ Ushio vẫn chưa biến thân nên chắc chắn đánh không lại, giờ chơi thật biến hình đàng hoàng lao tới với quái thương trên tay. Toza đổi chiến thuật phun lửa cấu rỉa, chỉ đánh từ xa chứ không cận chiến nữa. Ushio không cam tâm thất bại như thế liền mặc kệ bản thân, cứ thế tiến tới đâm Toza một nhát. Đại yêu khôn lỏi lấy tay đỡ thương rồi dùng răng cắn chặt giữ không cho Ushio rút cây thương ra. Cậu chơi liều bỏ tay ra để đấm hết lực vào mặt Toza một phát. Cú vừa rồi lại càng làm đại yêu khó chịu hơn nữa vì nó yếu đến đáng thương. Nó hậm hực bỏ đi, khi nào Ushio mạnh hơn thì mới mò về.
Chiều hôm đó, Ushio đang đứng ngẫm nghĩ cách để mạnh hơn thì bỗng bị kết giới trói chặt lại. Do mải suy nghĩ nên cậu không nhận ra Kizuo nó kéo bè kéo phái đến nãy giờ. Đương nhiên mục đích của cô ta là lấy quái thương nên mới tập hợp những ứng viên dự bị đến giúp. Họ đều có chung cùng mục đích nên rất dễ dàng trong việc thao túng tâm lý. Ushio không chấp nhận quái thương bị người khác lấy đi liền chém đứt kết giới, sau đó múa thương một mình áp đảo cả chục ứng viên dự bị. Kizuo lấy ra một sợi dây đỏ kỳ quái tự động quấn chặt lấy quái thương. Nghe đâu loại vải này là thứ dùng để phong ấn quái thương ở ngọn núi lúc trước. Ushio cũng bị kết giới khóa chặt lại bất lực chẳng thể làm được gì hơn. Tối hôm đó, Toza bay tà tà theo dòng sông lớn ở trong rừng để giết thời gian thì đột nhiên Akiba phi xe tới chào đại yêu một câu. Anh đang tính chạy qua chỗ Ushio báo cho cậu biết rằng Kizuo sắp hành động, cơ mà hình như anh nắm bắt thông tin hơi trễ nên chưa biết quái thương đã bị đánh cắp. Trở lại với Ushio, cậu bị trói từ chiều đến giờ vẫn chưa thể thoát được. May sao Hino đến phá kết giới giúp, nếu không chắc ở đây đến giả. Lúc Akiba với Toza đến nơi thì Ushio đã đi với Hino rồi. Nhưng thấy khắp nơi toàn là gậy của Pháp Tăng là cả hai tự hiểu rằng Kizuo nhanh hơn chúng ta một bước. Ushio lúc bấy giờ đã chạy tới trụ sở chính kêu la ầm ĩ cầu xin chủ trì giúp một tay. Hino lập tức phi đến cốc một cái vào đầu cái tội ồn ào, nhưng giờ đang gấp lắm rồi không ổn không được. Chủ trì trước hết muốn cậu nghe về tiểu sử của Kizuo, câu chuyện bắt đầu từ 16 năm trước. Có một vị Pháp Tăng tên Inasa với biệt tài chế tác thần khí, hắn ta tự tin khẳng định thần khí có thể thay thế quái thương nhưng cuối cùng hắn lại sa ngã. Cứ đòi thần khí phải mạnh hơn nữa, mạnh tới mức đánh bại quái thương. Hắn bắt đầu làm nhiều thí nghiệm xấu xa nên lập tức bị trục xuất khỏi trụ sở. Cho đến 2 năm trước hắn bỗng nhiên quay lại mang theo một đứa bé cùng một cây thương kỳ lạ. Kizuo rất mạnh nên tất cả thống nhất cho phép thằng bé trở thành ứng viên dùng quái thương. Cùng lúc đó Toza với Akiba đã đặt chân đến nơi Kizuo được sinh ra để tìm kiếm manh mối. Mới bước vào chưa gì hết đã có 5-6 con yêu ma đến chào hỏi. Toza đang bực bội trong người nên vừa hay có cái để xả giận. Đại yêu đi một đường gặp con nào đấm chết ngay con đó. Akiba thấy khá vui nên cũng tham gia tàn sát yêu ma cơ mà khoan đã, cả hai phát hiện một căn phòng khả nghi. Ngay bây giờ ở trên đầu cả hai, Ushio theo chân Hino đáp xuống cũng cùng chung mục đích là tìm kiếm manh mối. Tiếp tục với căn phòng khả nghi, hóa ra đây là phòng kho để một đống lưỡi hái phế phẩm mà Inasa chế tạo ra. Akiba tiếp tục nhìn thấy cái lỗ gì đó trên tường liền gọi Toza quay mặt lại trao nụ hôn lên môi khiến nó nổi điên phá tường tạo lối đi dùng. Đập vào mắt cả hai là xác chết của Inasa cùng thứ gì đó trông rất nguy hiểm. Quay qua chỗ Hino, cô phải tự mình dọn sạch quái trên đường đi vì Ushio hiện giờ đang rất yếu. Bỗng Hino phát hiện một cuốn nhật ký nằm ngay cửa phòng, cô nhặt lên đọc thử mới biết được quá trình chế tạo ra lưỡi hái cùng con quái Queen như thế nào. Hóa ra còn có sự hỗ trợ của một cô gái tên Togako và nếu tôi không lầm thì đây là mẹ của Kizuo. Khi đã chế tạo thành công hàng loạt lưỡi hái mạnh ngang ngửa với quái thương, Togako bắt đầu thao túng tâm lý Inasa rằng phải phá hủy quái thương. Có một loại vải phong ấn được quái thương, chỉ cần dùng nó quấn lấy cây thương và ném nó vào dung dịch thủy ngân ngay lập tức quái thương sẽ chỉ còn là một cái tên. Đang đọc đến đoạn gay cấn thì bị Toza với Akiba tới phá đám. Cả hai bị con lính canh bên cạnh xác chết Inasa đánh cho sách dép lên chạy, muốn tiêu diệt con này bắt buộc phải biết được điểm yếu của nó. Mà muốn biết thì phải đọc tiếp nhật ký nên mọi người sẽ câu giờ cho Ushio đọc. Một ngày nọ, Togako mang một đứa trẻ sơ sinh mà cô ta bắt cóc từ bệnh viện về để làm vật thí nghiệm chế tạo ra người điều khiển thần khí. Một năm sau đó Kizuo bước ra từ ống nghiệm và trở thành con người như hiện tại. Sau khi đã hiểu rõ tường tận câu chuyện, Akiba kêu Ushio chạy đi giành lại quái thương về ở đây để anh lo, dù gì chân của cả anh và Hino cũng bị phế hết rồi. Nhắc đến quái thương thì hiện nó đang bị treo lơ lửng bằng hai miếng vải phong ấn, bên dưới có nguyên một hồ thủy ngân rớt xuống một cái là không còn tí gì. Bộ đôi người quái lúc bấy giờ đã xuất phát đi đòi lại quái thương, đang chạy băng băng trên đường đột nhiên Ushio bị táng cho một phát lăn lông lốc. Ngó lên phía trước thì ra Kiun nó chặn đường không cho cả hai bước qua. Toza lập tức khè lửa về phía Kiun thế nhưng nó cũng biết kẻ nên chẳng làm gì được. Kiun chửi đại yêu đi theo tên gà mà Ushio là một lựa chọn sai lầm, sau đó kích hoạt bẫy xiên tầm chục lỗ trên cơ thể Toza. Ushio dù bị thương rất nặng nhưng vẫn cố lết tới cầm hòn đá đập mấy cây đinh trong vô vọng. Mặc cho Toza gào mồm lên chửi Ushio làm điều vô ích, cậu vẫn cứ đập cho đến khi hết sức mới thôi. Kiun mất kiên nhẫn ra tay tấn công về phía Ushio, Toza hóa cứng lông đỡ hết toàn bộ sau đó tự tay đập nát mấy cây đinh thoát ra ngoài. Tiếp theo đó đại yêu tung liên hoàn đấm kèm lời khẳng định lựa chọn theo thằng Ushio là hoàn toàn đúng. Thêm nữa lúc nãy Kuin có nói đại yêu quá yếu nên giờ nó trả cho bằng hết. Yếu mà bẻ được cánh tay với đập nát phần đầu được à, cứ thích chọc cho Toza điên lên mới chịu. Chưa dừng lại ở đó, Toza nhảy lên đấm tiếp hiệp hai đồng thời kêu Ushio chạy vào trong làm việc của mình đi. Theo lời Toza cậu chạy thẳng vào trong, trước mắt là cảnh quái thương sắp bị thả xuống khiến Ushio điên cuồng lao lên và ăn ngay một chưởng từ Kizuo. Đột nhiên từ đâu đó có tiếng đàn cất lên những giai điệu bi thương.
Đang không xác định được vị trí người kéo đàn thì ánh đèn sáng lên và Togako xuất hiện. Ả ta vừa mới đánh một khúc tiễn biệt quái thương về với hư vô. Tiếp theo đây, ả sẽ niệm phép cắt đứt hai tấm vải khiến quái thương rơi thẳng xuống phía dưới. Ushio dãy dụa chạy thật nhanh đến nhưng không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, Shigezo xuất hiện nhắc nhẹ cho bọn pháp tăng tin tưởng Kijio rằng tất cả đều bị bạch diện giả lừa hết, bao gồm cả Inasa. Nói xong, ông ném nguyên tố luân vào mồm ả ta và nhận lại một đống đinh xuyên người. Nhìn thôi cũng đủ hiểu Shigezo là người thiệt hơn, nhưng ít nhất ông đã khiến phân thân của bạch diện giả hiện nguyên hình. Giờ này mới nhận ra thì đã quá muộn rồi, bạch diện bung lụa bắt đầu càn quét hết những người có mặt ở đây. Kijio vẫn đang hoang mang chưa dám tin vào mắt mình nên mới hỏi một câu hết sức ngu muội, người không lừa con đâu đúng không? Dĩ nhiên là không rồi con, ả ta nói thẳng tất cả những thứ ta làm cho người cuối cùng cũng là để ngươi phá hủy quái thương mà thôi. Kijio sốc tột độ cộng thêm một cú táng từ ả ta khiến cô không còn muốn đứng dậy nữa. Tiếp đến là tới Ushio, bạch diện cũng cho cậu một phát bay lên tới trên hồ thủy ngân. Mới đây thôi mà nguyên cái hồ đã đông cứng lại hết, khiến Ushio liên tục tự trách bản thân vô dụng. Bỗng có thứ gì đó đo đỏ nổi lên tạo thành hình khuôn mặt của Nghĩa Long. Anh chỉ muốn hỏi cậu một câu duy nhất là cậu làm chiến hữu của tôi cho dù phần hồn có bị biến mất chứ? Câu trả lời hiển nhiên sẽ là có, Ushio khẳng định em muốn sát cánh cùng anh. Ngay sau đó sức mạnh của quái thương dâng trào khiến Ushio biến thân, nhưng bạch diện lại xiên một phát qua ngực kéo cậu lại làm lỡ mất một nhịp gọi quái thương về. Cơ mà chẳng sao cả, Ushio đứng dưới vẫn gọi được như thường. Quái thương đâm xuyên lớp thủy ngân dày đặc bay tới chỗ Ushio như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu biến hình tốc biến tới đâm một nhát xuyên ngực bạch diện giả khiến ả ta gào thét dữ dội. Biết đánh không lại nên ả lập tức gọi con rối chạy đến. Akiba với Hino đang bị nó giam giữ nên Ushio không thể manh động được. Akiba cố gắng nói lớn tiếng kêu Ushio loại bỏ chữ E trên trán con rối đi là có thể giết được nó. Dứt câu, cả anh và Hino bắt đầu niệm thần chú tự nổ muốn đồng quy vô tận với kẻ địch. Ushio cực kỳ bình tĩnh đứng yên không làm gì cả, quái thương bỗng rung lên như thể biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Bạch diện thiếu kiên nhẫn liền điều khiển con rối phóng tia laser tiêu diệt Ushio. Đúng như ý muốn, Ushio vào thế thủ chắn hết đòn tấn công đó rồi lập tức nhảy lên đập đuôi thương vào chữ E phá hủy con rối. Ả ta lâm vào tình cảnh khó khăn liền thay đổi hẳn thái độ cầu xin Kijio hãy cứu lấy mẹ. Nghe mẹ cầu cứu một cái, cô liền cầm lưỡi hái chém liên tục về phía Ushio cái tội làm hại mẹ mình. Ả ta cười cười lặng lẽ bay ra ngoài, nhưng đâu có dễ như thế. Shiguze và các pháp tăng đã dựng sẵn kết giới ngay lối ra rồi, có mà chạy đàng trời. Bạch diện tức giận tạo ra một vòng tròn lửa bao quanh đám pháp tăng định sẽ thiêu chúng thành cho bụi. Kijio nãy giờ có nhìn thấy chứ không phải mù, cô dứt khoát đâm lưỡi hái xuyên tim ả ta, cuối cùng dùng lửa thiêu hủy cái xác. Ngay sau đó Kijio trở nên điên cuồng đòi chém hết tất cả người ở đây, Ushio đứng ra cản lại và táng một cái thật mạnh cho nhóc đó bình tĩnh lại. Tiếp theo đó cậu nói với Kijio rằng tôi cần cô giúp sức tiêu diệt bạch diện giả nên không thể để cô chết ở đây được. Vậy là đã giải quyết xong chuyện của Kijio nên bộ đôi người quái lên đường trở về nhà ngủ nghỉ chuẩn bị đón kiếp nạn tiếp theo tới. Sáng hôm sau, Ushio ôm bụng kêu la ầm ĩ chạy cái vèo vào nhà vệ sinh vì ăn một đống đồ linh tinh chẳng biết còn hay đã hết hạn. Toza chán chẳng buồn nói mà bay thẳng ra ngoài kiếm Inoue đòi cái hamburger cua bữa cô hứa mua cho. Inoue lúc bấy giờ đang cảm ơn Asako vì đống đồ chơi được cô tặng. Đùng cái Asako rủ Inoue qua nhà Ushio chơi, nghe đâu là để nấu ăn cho cậu ấy. Tin tức mê nhà ta tới thắng đến tai Asako nhanh thật chứ. Inoue vội từ chối vì không muốn làm bóng đèn xem hai người tâm sự tâm tình. Asako cũng chẳng biết nói gì hơn nên thôi đi một mình luôn cho nhanh. Vừa mới chào tạm biệt nhau xong là Toza xuất hiện đòi quà liền. Inoue đang mải đọc thư nên cho đại yêu ăn bơ ngập mồm rồi chạy thẳng vào nhà sửa soạn quần áo. Tại cô vừa mới đọc được lá thư mời đến một nhà hàng ăn miễn phí do chúng thưởng cái quần què gì đó. Toza nghe cái mùi là biết chắc do bọn yêu quái dở trò nên cố gắng ngăn Inoue lại. Nhưng một khi cô đã quyết thì trời cũng phải bó tay chứ nói chi là Toza. Cô chạy xuống nhà lấy cái bánh hamburger trong tủ đưa cho Toza ăn và thế là đánh lạc hướng thành công. Lúc đại yêu nhận ra đã bị hamburger đánh lừa thì cũng đã quá muộn. Nó quyết định biến hình thành Inoue thứ hai để làm gì tôi cũng chưa rõ. Cơ mà trông xúc phạm chính chủ quá không thể chấp nhận được. Một lúc sau Inoue bước vào một trung tâm mua sắm nào đó, theo tờ hướng dẫn đi thang máy lên tít tầng trên cùng. Tới nơi là có người đứng ở cửa đón cô vào có vẻ rất chuyên nghiệp. Còn khứa tô ra phía bên này thì đang cầm bức thư mời hỏi người đi đường xem chính xác tòa nhà đó nằm ở đâu. Đen đủi thay nó gặp phải ba thanh niên lông côm thích thể hiện mời đi chơi các kiểu. Tô ra nóng máu nhe hàm răng sắc nhọn ra hù cho sợ từ giờ đến giả. Khỏi cần hỏi ai nữa vì tô ra đã thấy tòa nhà giống như trong mô tả rồi. Nó bay thẳng đến đó thấy Inoue đang bị hai con yêu quái hỏi này hỏi nọ rồi đám vệ sĩ xuất hiện cả đường. Chúng nó hỏi Inoue một câu hỏi nhưng cô ngập ngừng nửa muốn trả lời nửa không khiến bọn chúng tưởng cô không biết. Như một thói quen tên già lè cái lưỡi kinh tởm ra đòi hút não của cô.
Ngay lập tức Tô Gia Phá Trần nhảy xuống hứng chọn combo của chúng nó đến mức hiện nguyên hình. Đại yêu cảnh cáo con này là của ta, cấm chỉ chúng bay động vào. Đối phương không để tâm đến lời đe dọa đó mà kể cho Tô Gia nghe một câu chuyện. Cả trăm năm nay, chúng sống quanh quẩn ở một nơi được gọi là nhà tù. Tại đó kẻ thì tham sống, kẻ thì thù hận ganh ghét nhau, nhưng cũng có kẻ cười tươi như kiểu đã hoàn thành mục đích nên chết không hối hận. Chúng tự hỏi sao con người chết lắm kiểu thế, thậm chí biến thành người luôn rồi mà chúng vẫn không hiểu tại sao. Tô Gia không muốn nghe hai tên đó làm nhảm nữa, liền phóng điện đi kèm với một nhát cào mất xác xuyên qua ba lớp tường. Xong việc, Tô Gia từ từ đưa Inoue xuống phía dưới, phát hiện bàn tay cô bị chảy xước, chảy ra vài giọt máu khiến nó không kiềm được mà lè lưỡi một phát. Đúng thật là loại máu thượng hạng thơm ngon khó cưỡng. Inoue cảm thấy gặp được Tô Gia là điều may mắn nhất cả đời, cứ có Tô Gia là cô không sợ cái gì hết. Đại yêu lần đầu gặp trường hợp này nên chẳng biết làm gì ngoài việc ôm đầu rên rỉ. Vừa hay bên dưới này có sẵn một bộ đồ cô dâu siêu xinh, không nói nhiều Inoue nhanh chóng mặc nó lên, sau đó kéo Tô Gia lại nhờ nó làm chú rể cho mình. Đại yêu không chấp nhận, hỏi cô không muốn cưới Ushio à, nó biết tổng cô định nhường lại thằng đó cho Asako nên chửi Inoue ngu ngốc này nọ. Cô lập tức đáp trả lại bằng câu dính bùn có xá gì, nhớ lại hồi còn nhỏ. Trong lúc chạy nhảy, Inoue vô tình làm rơi cái mũ xuống ao. Ngay sau đó Ushio xuất hiện chấp nhận bị bẩn để lấy nón về cho cô. Lúc hỏi tại sao thì cậu ấy lại nói dính bùn có xá gì. Cho ai chưa hiểu thì câu này có nghĩa để bảo vệ thứ quan trọng của bản thân, con người ta sẽ không ngại khổ cực. Văn vở vậy đủ rồi, Inoue muốn kết hôn ngay bây giờ bất kể Tô Gia có đồng ý hay không. Cô tự biên tự diễn vừa làm cha xứ vừa làm cô dâu, nhưng đến ngay cái khúc quan trọng thì hai con quái lại xuất hiện phá đám. Lần này chúng có sự chuẩn bị từ trước nên áp đảo hoàn toàn đại yêu, buộc nó phải tìm đường tháo chạy. Trong lúc trốn, Inoue có nảy ra một sáng kiến và ngay sau đó, Tô Gia phóng điện đẩy hai con quái ra xa rồi cả hai mỗi người một nẻo. Có đến hai Inoue nên buộc chúng nó phải tách nhau ra đuổi. Tên tóc trắng rất nhanh đã đuổi kịp Inoue, hắn ép cô trả lời câu hỏi lúc trước bằng không sẽ thẳng tay hạ sát. Cơ mà đây có phải hàng thật đâu mà hỏi, rất tiếc bạn đã quay vào ô bị Tô Gia đấm. Inoue phía bên này đang bị tên còn lại dồn vào góc chết, đúng lúc này đồng bọn của hắn bị đại yêu đập bay xuống phía dưới lên tiếng cầu cứu. Tuy nhiên hắn lại kêu đang bận rồi tỏ ý không muốn dính dáng đến. Tô Gia bay xuống thẳng tay giật điện nổ banh xác tên tóc trắng, dư chấn của vụ nổ đưa một người đàn ông đến bờ vực của cái chết. Inoue lập tức chạy tới hợp sức với mọi người xung quanh cứu chú ấy lên. Hành động này của Inoue càng khiến con quái muốn bắt cô hơn và lần này Tô Gia khó lòng mà ra tay cứu được. Phóng xét bừa có khi giật chết cô luôn không chừng. Inoue cũng biết điều đó nên đã lựa chọn nhảy thẳng xuống dưới đồng quy vu tận với hắn ta. Đại yêu nhanh chóng bay xuống bóp nát đầu kẻ địch rồi đỡ Inoue tiếp đất an toàn. Cuối cùng đưa cô về trước cửa nhà Ushio giao cho cậu tự xử. Trước khi bay đi chỗ khác chơi, Tô Gia có nói sẽ giữ lời thề lúc kết hôn chơi hồi nãy. Nếu tôi nhớ không nhầm là sẽ đời đời chọn kiếp yêu thương Inoue. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường, bộ đôi người quái phải đánh nhau chí chóe đến sức đầu mẻ chán mới cảm thấy hả hê. Thế nhưng hôm nay đen đủi là Asako có mặt tại đây để dạy kèm Ushio nên Ushio bị đập cho không trượt phát nào. Đến cả Tô Gia cũng bị dính đạn, Asako giật tóc yêu cầu đại yêu dừng ngay mấy cái trò vô bổ này lại. Tô Gia bay lẹ ra ngoài trốn, quay đầu lại kêu hôm nay tạm tha rồi đâm cái rầm vào mái nhà. Một lúc sau cả hai ra ngoài cùng nhau đến trường, đâu đó phía đằng xa xa mà Ushio không hề hay biết. Có hàng chục cái camera đang phân tích từ trên xuống dưới từ mọi ngóc ngách trên cơ thể của cả cậu và Asako. Đặc biệt chú ý đến quái thương Ushio đang vác trên vai, bộ ba nhà khoa học thuộc tổ chức nào đó đang lăm le muốn lấy thương về để nghiên cứu. Rất nhanh sau đó có hai chiếc xe tải phi như bay đến chặn hai đầu rồi từ trong đó rất nhiều người mặc áo đen chạy ra khống chế hai người lại. Ushio tức giận dùng thương một mình cân luôn 7 người để Asako chạy đi báo cho ông Shiguze đến cứu. Nhận ra dùng vũ lực không thể bắt cặp đôi này được nên bọn họ đổi hẳn sang chơi súng gây mê bắn liên tục vào người Ushio. Asako cũng chỉ chạy được vài bước là bị bắt lại, vừa hay đại yêu đang ở gần đó nên bọn áo đen này bị quẳng phát một. Trở lại với Ushio, cậu tỉnh dậy với cơ thể bị trói chặt, trước mặt có ba người nào đó tự xưng nhà khoa học của tổ chức Hammer. Tổ chức này có sứ mệnh nghiên cứu quái vật bằng khoa học rồi từ đó chế tạo vũ khí tiêu diệt bạch diện giả. Họ đoán Ushio đã từng chiến đấu với bạch diện giả nên mới bắt cậu đến để lấy mẫu vật còn sót lại trên lưỡi thương. Tô Gia sau khi nghe Asako kể hết mọi chuyện đang định đi chơi để Ushio tự thân vận động. Thì ba chiếc xe tải đồng thời chạy đến đậu đúng ba góc sau đó mở thân xe ra bắn súng tĩnh điện khiến cơ thể quái vật bị bất động. Bộ ba nhà khoa học rất tự hào về thành quả mình đạt được sau nhiều năm nghiên cứu vũ khí. Khoảng 10 phút sau đó, Tô Gia cùng với Asako bị bắt đến trung tâm nghiên cứu của tổ chức. Tô Gia mặc dù đang bị súng khống chế nhưng vẫn có thể phóng một cọng lông phát nổ ở ngay cửa đánh lạc hướng. Tiếp theo nó dùng một chùm lông thả Asako xuống dưới gầm xe y như kế hoạch đã bàn khi đang trên đường đến trụ sở.
Asako có nhiệm vụ chạy đi kiếm Ushio, tìm được một cái là phải kéo căng sợi lông Toza đưa cho để nó biết vị trí mà bay đến. Trong phòng phân tích dữ liệu lúc bấy giờ, Ushio sắp mất bình tĩnh khi thấy cảnh bọn họ dùng hàng tá máy móc để lấy mẫu vật từ cây thương, lại còn đứng phân tích nguồn gốc chất liệu này nọ. Họ đâu có biết Nghĩa Long với Khiết Mai đã phải bỏ mạng để quái thương được xuất thế. Ushio gào thét ra lệnh cho bọn họ bỏ cây thương ra rồi cút hết đi. Nhưng gào mùng lên chỉ khiến bản thân bị tiêm một mũi thuốc an thần vào thôi chứ chẳng có tác dụng gì nhiều. Còn Asako bên này thì vừa mới bước vào căn phòng nào đó mà xung quanh toàn yêu quái bị gắn một đống dây dợ. Chợt nhìn thấy một cậu bé tóc xanh dương cũng phải chịu chung cảnh ngộ với quái vật, Asako liền đến gần dùng sô-cô-la trấn an đứa bé ấy. Cô tiện thể giới thiệu bản thân và được biết em ấy là yêu quái châu Âu tên Baudander. Thêm nữa, theo lời Bao nói, xung quanh toàn là quái vật bị đem ra làm vật thí nghiệm. Asako nghe mà ứa hết cả gan, cô tháo ngay đống dây trên người Bao rồi kêu chạy trốn với chị. Trở lại với Ushio, cậu được cho phép cầm quái thương thế nhưng phải chịu cỗ máy test sức mạnh đập cho một trận. Đúng lúc này mẫu vật của bạch diện giả mà họ nuôi cấy đã biến thành một con quái vật thực thụ. Tôi tạm gọi đây là Bạch Pha Ke. Thời khắc Bao nhìn thấy Bạch Pha Ke là em ấy biết đây chính là bạch diện giả. Bao hy sinh bản thân bị Bạch Pha Ke hấp thụ để câu giờ cho Asako chạy trốn. Dọc đường đi Bạch Pha Ke gặp con quái nào là y như rằng hút hết chúng vào cơ thể. Asako chạy thật nhanh tới phòng kiểm tra sức mạnh báo tin cho Ushio hay. Nhưng còn chưa kịp nói gì Bạch Pha Ke đã phá tường xông vào tấn công bộ ba nhà khoa học đầu tiên. Ushio không muốn cứu họ cho lắm nhưng cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn được. Cậu biến thân bắt đầu combat một trận với Bạch Pha Ke. Nó hứng chịu một chém của Ushio rồi lập tức phóng lửa đáp trả. Ushio kịp thời nhảy lên né sau đó nhắm thẳng đến chỗ Bao định tung cú kết liễu thì lại bị Asako ngăn cản. Cô nói em ấy là yêu quái tốt nhưng giờ biết làm sao được, rất cần một cách nào đó để tách em ấy ra khỏi Bạch Pha Ke. Tuy nhiên ba nhà khoa học đều chung một ý kiến là không thể mặc cho Asako đang cố gắng gào thét. Ushio cũng thất thủ bị đánh bay vào tường nằm bất động tại chỗ. Asako bỗng nhớ đến cái lông của Toza liền nhờ bà cô trước mặt giúp kéo căng nó ra tại cô đang bị một đống đá đè lên người. Nhận được tín hiệu vị trí, đại yêu phóng như bay phá tường xông vào. Nó nắm chặt phần đuôi của Bạch Pha Ke gồng sức ném bay ra chỗ khác sau đó phóng lôi điện giật cho ngất ngay tại chỗ. Tiếp theo là đến phần cứu người cơ mà Toza hiện đang húng chó nên phần đó để sau cùng. Đại yêu phóng Haki thổi bay mọi thứ xung quanh rồi phi tới đấm thẳng mặt Bạch Pha Ke. Asako bỗng nhiên hét lớn tiếng nói Toza khoan hãng đánh vì Bao vẫn còn ở trong con quái vật. Ba nhà khoa học lúc bấy giờ thấy khí Aji, một loại khí cực độc đang bị rò rỉ do tác động của trận chiến. Họ biết nếu nán lại lâu thêm tí nữa là đi cả đám nên lập tức thu dọn tài liệu quan trọng kéo nhau đi trốn. Ushio không hiểu họ đang nghĩ cái gì, còn những đồng nghiệp đang mắc kẹt ở dưới này thì sao? Họ lạnh lùng đáp lại bằng ba chữ hết cách rồi sau đó tiếp tục di chuyển. Asako tức giận khẳng định bản thân sẽ không bao giờ dương mắt thấy chết mà không cứu. Và cô muốn biết ví dụ nếu trong trường hợp là người thân, gia đình, bạn bè thì ba nhà khoa học tài ba đây có chọn cách từ bỏ không? Đây đang cãi nhau bằng mồm nhưng Toza combat bằng cả mạng sống, đánh cận chiến cảm thấy lép vế so với Bạch Pha Ke nên Toza lùi một bước phóng lôi điện liên tục đánh tan nát cơ thể của nó. Tưởng chừng như thắng rồi thì Bạch Pha Ke lại mọc ra một đống chân hấp thụ được của mấy con quái vật lúc nãy. Dĩ nhiên là có cả chân của Bao nên Ushio quyết định sẽ cứu em ấy cho bằng được. Cậu cầm thương nhảy lên thật cao đồng thời kêu Toza đá nó lên trên dồn đam tiêu diệt thật nhanh. Bên cạnh đó, nhà khoa học Helena tự dưng đổi ý nói với Asako rằng còn một cách để ngăn nó lại. Đơn giản chỉ cần sử dụng thiết bị tĩnh điện lên cơ thể Bạch Pha Ke là có thể khiến nó bất động. Tuy nhiên tầng hầm này sắp bị khí độc bao phủ, đồng nghĩa với việc bất cứ ai chạy lên trên phòng máy vận hành thiết bị rất có thể sẽ chôn xác ở đó. Asako chỉ cần nghe vế trước là đủ rồi vì có nguy hiểm hay không thì cô vẫn sẽ làm. Điều bất ngờ ở đây là bà Helena sẽ dẫn đường cô lên trên phòng máy trong khi có thể chạy thoát thân. Ở bên ngoài lúc bấy giờ, Shiguze đang cùng lực lượng phòng vệ Nhật Bản bay trực thăng hướng tới phòng thí nghiệm của tổ chức Hammer. Trở lại với bộ đôi người quái, Ushio nãy giờ tấn công đủ mọi hướng rồi mà Bạch Pha Ke liên tục dùng Bao làm lá chắn thịt khiến cậu không thể ra tay được. Còn Asako lúc này đã lên tới phòng máy và Helena bắt đầu mở vali ra kết nối với máy chủ. Bên dưới Toza tích tụ lôi điện lên tới đỉnh điểm dùng toàn lực phóng hết ra xem Bạch Pha Ke đối phó như thế nào. Thật không thể tin được, nó hấp thụ sạch sẽ đống sét để tăng cường sức mạnh sau đó tấn công đủ mọi hướng. Helena đứng trong phòng máy chẳng động gì đến nó cũng bị dính đạn lạc nằm ngay tại chỗ. Tuy vậy nhưng bà vẫn không bỏ cuộc mà hướng dẫn Asako chỉnh thiết bị xoay về phía Bạch Pha Ke. Đợi cho súng được nạp đầy điện rồi lập tức gạt cần. Đúng thật Bạch Pha Ke chịu ảnh hưởng rất lớn do hấp thụ những con quái đã được tiêm chất tương tác với súng tĩnh điện. Còn Toza mới vào đây nên vẫn còn thoải mái hoạt động. Tận dụng cơ hội Ushio dùng quái thương khoét một lỗ trên cơ thể nó cứu Bao ra ngoài. Cứu xong cũng là lúc súng ngưng bắn do hết năng lượng, Bạch Pha Ke trở lại với đường đua.
Đúng lúc này Toja hạ từ trên cao xuống giáng một đấm cực mạnh đập vỡ cơ thể nó ra làm đôi. Ushio hỗ trợ theo sau ngăn nó phản công, sau đó là song kiếm hợp bích tung đòn kết liễu tiêu diệt Bạch Pha Ke. Khoan đã, đừng ăn mừng vội, các mảnh vụn của cơ thể nó đang dần dần liên kết lại, cứ đà này Bạch Pha Ke sẽ sớm tái sinh và mạnh hơn gấp đôi so với hiện tại. Helena biết điều đó liền kết nối với đồng nghiệp yêu cầu kích hoạt hệ thống tự hủy ngay bây giờ. 10 phút đếm ngược trước khi bom nổ, Asako muốn đỡ Helena đứng dậy đi trốn, thế nhưng nhìn sau lưng bà ấy, tôi rất tiếc phải nói rằng đã hết hy vọng rồi. Hơn ai hết, bà là người hiểu rõ tình trạng cơ thể mình nhất nên nói cô cứ chạy thoát một mình. Ta sống đến tận bây giờ tất cả là vì khoa học, nên hãy để ta được chết trong vinh dự. Asako đau khổ chạy đến chỗ Ushio rồi sau đó ngất đi vì khí độc. Ushio cũng đến giới hạn mà ngất ngay sau đó. Toja lại phải một mình gánh mấy cục tạ này chạy trốn. Bằng tốc độ nhanh nhất, đại yêu xông pha đúng một đường thẳng, gặp chướng ngại nào phá hủy chướng ngại đó. Thời gian đã hết, toàn bộ khu thí nghiệm nổ tan tành. Ushio mở mắt tỉnh dậy thấy Asako đang bị thiêu trong đống lửa, liền sống chết đòi chạy vào. May mà Toja giữ cậu lại, không thì chết toi, đấy chỉ là búp bê được tạo từ lông của đại yêu mà thôi. Người thật đứng sau đang đỏ mặt nãy giờ kìa, khiếp thôi, bao giờ cưới nhớ gửi thiệp cho tôi đấy. Một lúc sau, Shiguze cùng hai nhà khoa học còn lại tới để gửi lời chăn trối cuối cùng của bà Helena cho Asako. Gặp được cô là phước lành của tôi, xin lỗi cô. Khép lại sự việc đau thương tại đây và bắt đầu một ngày mới với màn combat tập thể dục buổi sáng của bộ đôi người quái thôi. Đến đây cũng đã kết thúc nửa còn lại của season 1, còn season 2 tôi sẽ làm ngay bây giờ đây, anh em chờ tôi nhé. Mới sáng ra mà hội chị em đã tụng lại với nhau bàn chuyện rời hơi đất hỡi có liên quan mật thiết đến Ushio. Chuyện là do cậu ấy luôn làm mất đồ nên Asako muốn tặng một cái túi có in tên Ushio trên đó. Zeko nghe phát biết ngay chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích nên khuyên Asako cứ thế mà triển khiến cô vui phải biết. Chiều hôm ấy, Ushio ghé qua nhà Asako để lấy cái túi sách cô tặng. Do không thấy cô đâu nên cậu chào hai cô chú một tiếng rồi rời đi ngay. Một lúc sau, trên đường đi về nhà, Ushio với Asako vô tình gặp nhau. Sẽ chẳng có cuộc cãi vã nào nếu Ushio mồm không độc địa nói chữ thêu trên cái túi sách xấu với có mấy từ còn thêu sai nữa. Nói vậy đến tôi còn muốn tát cho phát vào mặt, nói chi Asako là người làm ra nó. Cả hai chửi nhau tới tấp rồi cứ thế mà bước qua đời nhau. Đột nhiên Ushio nghĩ tới cảnh năm sau sẽ không được gặp cô ấy nữa, liền quay đầu là bờ gọi cô ấy đứng lại. Cậu gãi đầu dặn mãi mới ra năm chữ để tớ đưa cậu về. Chẳng biết vì sao nhưng con tim Asako bỗng nhảy lên vì vui sướng. Cô nở nụ cười thật tươi kèm cái gật đầu đồng ý, trông có khác gì đang cầu hôn nhau không. Cả hai tung tăng tay trong tay dắt nhau về trên con đường dải đầy hoa. Thế nhưng ngay sau đó Asako tự dưng thốt lên những câu nói như xé nát tâm can. Cậu là ai, tôi có quen cậu à? Thấy không ổn, Ushio lập tức phi thẳng đến nhà của cô, mở cửa vào không nói không rằng liền bị cha mẹ Asako cản lại. Họ nói không hề biết cậu là ai nên không được vào nhà họ như trốn không người như vậy. Asako lại còn ra đuổi cậu về ngay thì thôi, ở lại làm chi nữa. May sao cha mẹ cô ấy hiểu chuyện, tưởng Ushio đang theo đuổi con gái mình nên mời cậu một bát ramen trước khi về. Cùng lúc đó, ở một nơi đầy rẫy yêu ma, hai thủ lĩnh phía Đông và phía Tây bắt tay hợp tác với nhau, đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cho thật chỉnh chu để phối hợp với Ushio tiêu diệt Bạch Diện Giả. Bên cạnh đó, yêu quái thời gian Toki vừa mới có một chuyến du hành cực kỳ kinh khủng ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả nhân loại. Thời điểm Toki quay về hiện tại cũng là lúc toàn bộ yêu quái bị mất hết ký ức do một thế lực nào đó can thiệp. Ushio phía bên này cũng vừa mới đến trụ sở Pháp Tăng để hỏi chuyện Asako mất trí nhớ thì đập vào mắt cậu là một đống pho tượng đá ngồi bất động. Quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong một ngày khiến Ushio như bị mất đi ý chí sống. Đúng lúc này, Toja xuất hiện khiến Ushio tự hỏi liệu nó có còn nhớ mình. Vâng, xin chúc mừng bạn đã quay vào ô trúng thưởng. Toja không quên bất kỳ một chi tiết nào hết. Ushio khóc lóc chạy đến ôm chầm lấy nó, cảm ơn ríu rít kèm câu tôi nhớ cậu nhiều lắm. Sau khi nghe Ushio kể hết mọi chuyện kỳ lạ mà cậu gặp phải, Toja liền đưa cậu đến gặp Inoue vì nó nghĩ rằng cô ấy có sức mạnh gì đó rất bí ẩn. Sáng hôm sau, Inoue bận rộn ở trong bếp nấu bữa sáng cho Kijio. Con bé được các pháp tăng thống nhất sẽ giao cho gia đình Inoue chăm sóc, vì thế nên mấy ngày nay Kijio luôn cảm thấy buồn bã vì sợ mình sẽ làm phiền đến họ. Thấy con bé buồn, Inoue liền đến an ủi rằng chị rất vui khi có một đứa em gái trong nhà. Ở bên ngoài cổng nhà Inoue lúc bấy giờ, Ushio đang có một trận cãi nhau với Asako vì hôm qua vừa mới đuổi cậu đi, nay lại gặp trước cửa nhà bạn thân mình nên Asako tỏ vẻ rất gay gắt. Đã thế Ushio còn tát cô ấy một cái vì nghĩ rằng cái tát đó sẽ khiến cô lấy lại trí nhớ. Asako tức giận trả lại y nguyên cái tát mình nhận rồi mở cửa bước vào gọi Inoue đi học cùng. Thế nhưng trước mắt cô lúc này lại là cảnh bạn thân mình bị một thứ gì đó kéo đi mất. Ushio cũng nhận ra liền nhảy lên nóc nhà chém Kijio một cái và hỏi còn nhận ra tôi là ai không. Đến cả Kijio cũng quên luôn thì chắc chắn đám yêu quái này cũng y vậy rồi.
Đột nhiên ở bên dưới phát ra một tiếng nổ lớn, ngay sau đó có một đám yêu ma bay lên kéo theo cả Inoue và Asako rời đi trước mắt Ushio. Đại yêu rất nhanh cũng đã có mặt nhưng đã chậm một bước, nó kêu Ushio bám lên người rồi lập tức dí theo sau bọn chúng. Thấy bộ đôi người quái sắp đuổi kịp, hai anh em nhà họ Chồn liền được cử đến chặn đường. Họ dùng kết giới trói Toza lại sau đó chém một phát rớt cả đôi. Một lúc sau, Ushio tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, thấy Saza đang ngồi chào cậu tỏ ra rất bất ngờ khi biết Saza vẫn còn nhớ đến mình. Hỏi ra mới biết lý do là vì xung quanh nhà có kết giới phong tỏa nên bọn quái vật không xuyên qua được. Đây là loại quái chuyện nuốt chửng ký ức con người nên nguyên do đã rõ, giờ chỉ còn tìm cách phá giải. Inoue và Asako phía bên này đang bị nhốt trong một căn phòng bốn bề đều là lửa yêu chuyên đối phó với con người. Inoue vẫn luôn mồm nói mình thích cậu ấy, thêm nữa cô còn tiết lộ rằng cả Asako cũng thích cậu ấy. Mà cậu ấy ở đây là ai thì lại chẳng ai nhớ. Asako nghe xong liền thay đổi thái độ, cô khẳng định tuyệt đối sẽ không bao giờ thích người Inoue thích. Nếu có đi chăng nữa thì cô sẽ thiết lập lại bộ não của mình xóa hết tất cả ký ức có liên quan đến cậu ta. Trở lại với Ushio, yêu quái thời gian Toki vừa mới xuất hiện để thông báo với bộ đôi người quái rằng nó đã nhìn thấy một tương lai nơi quái thương bị đập nát thành từng mảnh. Nó cũng đã nói với toàn bộ yêu quái điều đó và rồi thống lĩnh bỗng dưng đưa ra quyết định sẽ tạo thêm nhiều quái thương nữa. Thử nhớ lại xem quái thương được tạo ra như nào, cần một mạng người hiến tế vào lò rèn và một mạng người hy sinh mạng sống để đúc thương. Có nghĩa là Inoue, người giống với khiết mai nhất sẽ được chọn làm vật hiến tế. Ushio không cần phải suy nghĩ, lập tức biến hình bắt đầu xuất phát đi cứu hai người họ. Bên chỗ bọn yêu ma cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, chúng vào phòng kêu sẽ đưa Inoue đi còn Asako thì vẫn ở lại đây. Asako không chấp nhận liền lao lên tấn công và bị đánh bay đến đống lửa yêu. Inoue gào thét phóng ra thứ sức mạnh kỳ lạ cứu lấy Asako trong tích tắc. Ngay sau đó khiết mai xuất hiện ngăn cản bọn chúng không được động đến Inoue. Khiết mai tiết lộ rằng Inoue sẽ là người sẽ canh gác bạch diện giả đời tiếp theo thay cho mẹ của Ushio. Nhưng lũ yêu quái không để tâm đến lời bà nói mà trói cả bà với Inoue lại. Asako vẫn không can tâm một lần nữa nghịch dại chạm vào lửa yêu khiến cả hai cánh tay bị bỏng nặng. Ngay lúc này bộ đôi người quái đã bay đến địa bàn của yêu ma, Asako phía bên trong vẫn đang gào thét không ngừng cơ mà khoan đã. Em gái nhà họ Chồn gió bỗng nhiên bôi thuốc trị thương cho cô là có ý gì đây? Mà giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa, Asako đứng dậy yêu cầu được nói vài lời cuối với Inoue sau đó sẽ không phản kháng nữa. Thống lĩnh đồng ý nên sẽ không ai ngăn cản cô bước tới nữa. Lời đầu tiên Asako muốn hỏi khiết mai có nhất thiết phải cùng chung dòng máu với bà không? Câu trả lời là không, chỉ cần tự nguyện nhảy vào lò rèn là được. Tiếp theo đó Asako đề xuất sẽ thay Inoue nhảy vào trong đó. Nghĩ kỹ lại thì Inoue còn có vai trò làm người canh giữ phong ấn đời sau nên lựa chọn này là hợp lý nhất. Thống lĩnh quay qua hỏi ý kiến của khiết mai thì thấy cô im lặng, mà im lặng tức là đồng ý nên ông cũng chấp nhận. Mặc cho Inoue khóc lóc van xin khiết mai ra tay cản Asako lại nhưng rất tiếc bà cũng đồng tình với lựa chọn này. Inoue vẫn không cam tâm mà chạy lên giữ bạn thì lại bị em gái họ Chồn giữ lấy. Bộ đôi người quái phía bên ngoài vừa mới quét sạch hết đám yêu ma giữ cửa, bây giờ họ mới có thể thoải mái bứt tốc bay đến chỗ lò rèn. Asako vừa chậm chậm bước lên vừa tự nhủ với lòng rằng con xin lỗi ba mẹ, thêm nữa cô nhớ là rất thích cãi nhau với ai đó, một kẻ thô lỗ thích đánh nhau và không bình tĩnh được. Một người ghét sự dối trá hay khóc nhè nhưng là người chân thật nhất mà cô biết. Đột nhiên Asako nhận ra người mình đang nhớ là anh chàng đến nhà mình hôm qua. Tuy nhiên giờ hối hận cũng đã muộn màng vì Asako đã gieo mình vào đống lửa. À không, vẫn còn cứu được vì Ushio đã tới và cậu sẵn sàng nhảy vào đống lửa chỉ để cứu cô. Toza thật sự cạn lời với cái hành động ngu dốt này, nhưng nó vẫn phóng điện vào lò nung vì nó muốn ăn sống Ushio hơn là ăn nướng. Ushio như một anh hùng bước ra từ trong đống lửa thành công cứu mạng Asako. Thống lĩnh tức giận ra lệnh cho yêu quái lao lên tấn công, Toza lập tức xông pha đến cản hết chúng nó lại. Cơ mà quay ra sau lưng thấy Ushio đứng yên chịu trận khiến đại yêu đặt ra một tỷ dấu hỏi chấm. Ushio nói rằng bọn họ là bạn nên không thể giết họ, đại yêu nghe xong cũng bị ảnh hưởng nên không hề ra tay kết liễu bất cứ một con nào. Khiết mai đứng chứng kiến mà rơi nước mắt cầu xin tất cả hãy dừng lại. Inoue mặc dù không nhớ nổi bộ đôi này là ai nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô biết rằng không thể để bộ đôi đó chết nên lập tức tạo một lớp lá chắn đưa cả hai lên trên cao. Em gái họ Chồn cũng nhảy lên theo và hất cả xô nước thuốc vào người Ushio coi như quà tạm biệt. Đúng lúc này, một đàn yêu ma với hình thù kỳ lạ tự xưng đệ tử của bạch diện giả đồng loạt xuất hiện. Hai bên bắt đầu xảy ra chiến đấu hỗn loạn tạo cơ hội cho Ushio chạy trốn. Thế nhưng mới đi được có tí, Ushio lại nói Toza dừng lại vì cậu muốn giúp đỡ các yêu quái đằng sau. Trước khi đi, Ushio không ngừng xin lỗi Asako vì đã kéo cô vào mớ hỗn loạn này. Cậu khẳng định cho dù cậu quên tớ nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Nói xong Ushio giao Asako cho Inoue rồi nhờ Toza ném mình quay trở lại chỗ cũ. Toza lần này quyết định sẽ không đi theo nhưng lại bị khiết mai bắt nhẹ cái bài khẩu xà tâm Phật.
Bà biết chắc Toza sẽ không thể bỏ mặc Ushio bị giết như thế được. Nó cũng thừa nhận ta không thích ăn xác chết nên giờ sẽ đi cứu Ushio để ăn được thịt tươi. Rất nhanh sau đó Toza có mặt tại chiến trường. Ushio hiểu ý liền leo lên đầu nó ngồi song kiếm hợp bích càn quét mọi đối thủ. Mặc dù vừa đánh vừa chửi nhau nhưng cả hai vẫn chiến đấu ăn ý đến mức đáng sợ. Toza phóng xét còn Ushio đưa thương lên trời tạo thành chuỗi phản ứng giật banh xác yêu quái trong bán kính 500m. Sau khi xử lý xong cả hai liền bay đi chỗ khác còn lại để các yêu quái xử lý. Asako phía bên này tạm thời đã ổn định, cũng đã đến lúc Inoue phải đi với Khiết Mai nên cô muốn Saza hãy chuyển lời cho Ushio rằng hãy nhanh chóng đánh bại Bạch Diện Giả để cứu tớ nhé. Phải đến tờ mờ sáng hôm sau bộ đôi người quái mới quay về, nghe lời cuối cùng của Inoue, Ushio nở nụ cười và lập tức bay đi. Asako sau đó đã được đưa đến bệnh viện để các y bác sĩ chăm sóc. Kizio ở bên ngoài đòi một mình qua chỗ Bạch Diện Giả để cứu Inoue về. Bao nhiêu lời khuyên ngăn được đưa ra bởi Ushio, bởi Toza và bởi Kyun mới khiến Kizio bình tĩnh suy xét lại. Rất may thay em ấy đã lựa chọn tìm hiểu thêm thông tin về Bạch Diện Giả sau đó mới hành động. Chiều hôm đó, bộ đôi người quái trở về nhà để nghỉ ngơi thì gặp được Pháp Tăng Phiêu đứng đợi ở trước cửa từ chiều. Cơ mà còn chưa hỏi thăm được mấy câu thì quái thương đột nhiên rung lắc dữ dội báo hiệu có yêu quái tấn công. Đúng thật trước mặt cả ba nguyên một đám khoảng 5 con giống y chang Toza xuất hiện. Thấy đại yêu muốn lao lên tấn công chúng nó Phiêu liền ngăn cản lại vì quái thương đã ngừng rung, Ushio cũng chẳng thấy biến hình gì. Đồng nghĩa với việc bọn chúng không hề có địch ý, anh giải thích rằng chúng được gọi là Azafuse, lúc trước Phiêu có quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ cùng với yêu quái Toki. Anh phát hiện ra rằng một trong số đám Azafuse này chính là con đã cướp đi mạng sống của cả gia đình mình. Nói đến đây bỗng từ trên trời lao xuống con quái vật trong trận đại chiến lúc nãy, nhìn Phiêu cười khi thấy nó là tôi hiểu luôn vấn đề rồi. Nó thẳng tay giết chết chính đồng loại của mình rồi bước lên thông báo, tao là Guzen đến để quyết định số phận của bọn mày. Phiêu không hề vội vã mà từ tốn nhắc lại quá khứ 1.700 năm trước. Có một tên trộm không hề biết cảm thương là gì, tất cả những điều hắn quan tâm là sống sót và giết người. Cuối cùng hắn đã bị chính phủ truy sát đến tận một ngọn núi hẻo lánh. Tại đó hắn phát hiện ra một cây thương kỳ lạ, hắn định dùng nó đi săn bắt động vật ăn tạm qua ngày. Thế nhưng vừa mới rút cây thương ra là lập tức có yêu ma xuất hiện, trong vô thức tên cướp đã biến thân chọc cái nhẹ giết chết nó. Kể từ ngày đó hắn đã kiếm tiền lương thiện bằng cách đánh bại yêu quái. Nhưng dần dần linh hồn của hắn đã bị quái thương chiếm hữu và rồi trở thành Guzen như hiện tại. Từ đó có thể kết luận được tất cả những yêu quái có hình dạng giống Toza đều từng là chủ nhân của quái thương bị chiếm lấy linh hồn. Toza như thường lệ rất ghét nghe giải thích lòng vòng mà chỉ muốn vô đánh nhau thật nhanh. Đối thủ lần này của đại yêu cũng là một con đại yêu khác. Tuy nhiên nó nhận được thêm sức mạnh của Bạch Diện Giả nữa cho nên Toza hoàn toàn bị lép phế. Tại sao tôi lại nói có sự can thiệp của Bạch Diện Giả? Đầu tiên mọi Azafuse đều sẽ có một khoảng thời gian bị biến thành đá, dĩ nhiên Guzen không ngoại lệ. Trong lúc bất động phân thân của Bạch Diện Giả đã đến thao túng tâm lý của nó, Atakeo sẽ trao cho Guzen thứ sức mạnh hủy diệt để chiến đấu với các đối thủ mạnh hơn. À hứa rằng nếu về phe à thì có thể giết thỏa thích mà không cần lo nghĩ. Toàn trái ngon quả ngọt dâng đến tận mồm nên Guzen không cưỡng lại và sau đó các ông cũng biết rồi đó. Trở về hiện tại Toza ăn một nhát cào và một cú đạp từ Guzen nằm luôn tại chỗ. Giờ đến lượt Phiêu thể hiện, chính Guzen là con quái đã giết chết gia đình anh năm xưa nên giờ nó không xong với anh đâu. Ushio lập tức biến hình chặn Toza lại khi thấy nó định lao vô trả đũa Guzen. Cậu kêu Toza nhìn vào bàn tay của Phiêu, một bàn tay đầy sẹo sau bao lần suýt chết trên con đường tìm kiếm hung thủ giết cả nhà mình. Nếu chuyện đó không xảy ra thì anh ấy đã là một người cha tốt cho nên hay để Phiêu kết liễu Guzen. Dứt câu Phiêu tung phi tiêu lên phía trước rồi giật lùi né đòn giật xét của đối phương. Tiếp theo đó nhảy tới găm ba lá bùa vào phi tiêu tăng đam rồi đâm vào mặt nó một nhát tóe máu. Guzen sôi máu phóng lôi điện làm tê liệt Phiêu sau đó tốc biến lên dồn đam. Phiêu đáp trả bằng hơn chục cái phi tiêu găm vào cơ thể nó rồi giật thật mạnh. Thế nhưng Guzen lại quá mạnh so với sức lực nhỏ bé của Phiêu nên chẳng có gì xảy ra hết. Guzen kéo dài ba lưỡi dao trên mặt chém Phiêu một nhát chí tử, tiếp đó nó nhấc đầu anh lên và nói sẽ khắc thêm vài vết sẹo nữa. Phiêu không quan tâm mà cố gắng đâm một cái phi tiêu nữa vào người Guzen. Nó điên lên định giết anh nhưng lệnh triệu tập của Bạch Diện Giả xuất hiện rất đúng lúc cứu Phiêu một mạng. Guzen lập tức trở về cùng với đám yêu quái cùng với đó là đám Azafuse bị hóa đá trở lại. Trước khi hoàn toàn bị hóa đá chúng có nói, sức mạnh của Bạch Diện Giả đến từ nỗi sợ hãi không xác định. Đây là một manh mối quan trọng không thể bỏ qua. Tối hôm đó, Ushio lấy chai rượu ra cho Phiêu nhâm nhi vì sở thích của anh là uống rượu sau khi chiến đấu. Phiêu nói phi tiêu lúc nãy anh găm vào người Guzen như một cái định vị giúp anh nhận biết vị trí chính xác của nó. Tức là ngay bây giờ Phiêu sẽ xuất phát đến chỗ Guzen tiếp tục trận chiến còn đang dang dở. Cùng lúc đó tại văn phòng quản lý thiên tai đặc biệt, chỉ huy gặp được một con yêu quái tự xưng là Khiết Mai đến cầu cứu. Nó muốn anh dùng tên lửa phá vỡ trụ đá gần chỗ kết giới vì Bạch Diện Giả đã tích trữ lượng lớn sức mạnh ở trong đó.
Sáng hôm sau, Ushio đang luyện thương bên cạnh bức tượng đá của đám Azafuse thì bỗng có một đội đặc nhiệm đến. Họ yêu cầu cậu với Toza đi theo đến gặp một người nhưng không nói rõ đó là ai. Ushio cũng đi theo mà không phản kháng gì. Thế nhưng giữa đường đi, chiếc xe bị Akiba phi tới chém làm đôi, chọc Toza nổi điên lao vô tấn công anh liên tục. Kết quả cũng dễ đoán, bởi Toza đã từng thắng Akiba một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai. Ushio mặt cười hớn hở chạy đến chào hỏi Akiba, cơ mà cậu muốn hỏi sao anh lại tấn công chiếc xe. Akiba nói thẳng, ta đã là người của Bạch Diện Giả. Ushio nghe như sét đánh ngang tai, hỏi cho bằng được lý do anh lại thay đổi như vậy. Đúng lúc này, trực thăng của tổ chức Hammer bay đến buộc Akiba phải rời đi trước. Rất nhanh sau đó, Ushio và Toza được đưa đến khu thí nghiệm mới để gặp hai nhà khoa học trong vụ việc lúc trước. Vừa mới tới thấy đám yêu quái ở trên đầu họ, Ushio lập tức biến hình một thương tiêu diệt sạch. Có đám yêu quái ở trên đầu tức là họ vẫn còn nhớ cậu. Nghe họ giải thích mới biết nhờ vòng rào chắn đặc biệt nên họ mới thoát khỏi kiếp nạn bị xóa ký ức. Nhưng bù lại họ sẽ không thể cử động được nên mới gọi Ushio đến giúp một tay. Ngoài ra họ muốn giải thích cho Ushio hiểu về hiện tượng hóa đá của các pháp tăng bên trong trụ sở cũng như của đám Azafuse. Chung quy lại cũng đều do bọn yêu quái mà ra hết, dĩ nhiên có cách để cứu họ khiến Ushio cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên cần phải ngăn không cho Bạch Diện Giả thức tỉnh quá sớm, vì sớm thôi, văn phòng quản lý thiên tai đã huy động lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắn tên lửa vào kết giới nhốt Bạch Diện Giả. Nguyên nhân cũng là bởi có một yêu quái tên Khiết Mai đã thao túng tâm lý của chỉ huy, cho nên ta cần phản ứng ngay. Hai nhà khoa học dẫn Ushio đến chiêm ngưỡng khẩu súng thần công bắn siêu tĩnh điện sẽ giúp ích rất lớn cho đại chiến với Bạch Diện Giả. Cùng lúc đó, ở ngay giữa trung tâm thành phố, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Asako có thể xuất hiện tại đây với cơ thể băng bó đầy mình. Cô muốn tìm kiếm chàng trai đã cứu mình ra khỏi đống lửa bằng mọi giá. Trở lại với Ushio, cậu vừa được chiêm ngưỡng thêm bộ giáp của Thạch Khẩu hồi đầu season 1 cho anh em nào quên. Với bộ giáp đầy năng lượng yêu ma này chắc chắn sẽ giúp ích cho Ushio rất nhiều. Thôi thì họ đã có lòng rồi thì Ushio cũng có dạ xin bộ giáp mang về, nhưng mà cậu vẫn cay vụ họ bắt mình lúc trước nên sau khi xong chuyện sẽ có một màn solo boxing diễn ra ngay tại đây. Chiều hôm đó, rất nhiều tàu ngầm đã được lực lượng phòng vệ Nhật Bản cử đến kết giới của Bạch Diện Giả. Ushio cũng đang hướng thẳng tới đó nhưng trước hết cậu nhờ Toza ghé về nhà một xíu. Vừa mới bước vào nhà một cái là đống tượng đá của đám Azafuse bị phá hủy và ngay sau đó là bọn yêu quái xuất hiện tấn công Toza. Ushio nhanh chóng biến hình chạy ra xiên từng đứa một, thế nhưng bọn này khác hẳn với bọn yếu ớt mà cậu thường đối đầu. Ngay cả Toza cũng bị chúng dùng sừng đâm xuyên bụng. Căn nhà chớp mắt cái đã bị phá thành đống đổ nát, Ushio nóng máu mặc bộ giáp Thạch Khẩu lên chiến với chúng nó một trận ra trò. Có giáp xịn vào chiến lực tăng gấp 3 gấp 4, Ushio tung hoành tiêu diệt hai con trong phút chốc. Toza đứng cười khanh khạch chế giễu kẻ địch và cái kết cái sừng biến thành rễ cây cắm chặt cơ thể đại yêu xuống đất. Ushio rất nhanh cũng bị 5-6 cái sừng ghì chặt xuống, chúng quay qua đấm liên tục vào mồm Toza trả đũa vụ dám cười chế giễu. Máu của đại yêu văng tung tóe khắp nơi, vô tình dính vào những mảnh vụn của đám Azafuse giúp bọn chúng tỉnh giấc. Mặc dù chỉ còn mỗi cái đầu nhưng vẫn có thể góp sức bằng cách dính lên người Toza tạo thành một bộ giáp đặc biệt. Toza không thích mượn sức mạnh của người khác lắm đâu, nhưng có thì dùng tạm cũng được. Chúng nó chán sống lao lên một cách vô tội vạ, lập tức ăn lôi điện giật cho bốc hơi. Bộ giáp Azafuse sau đó tự động tách ra trở thành một cái vòng đá cho đại yêu tiện di chuyển. Một lúc sau, Ushio vơ vét hết những thứ đồ kỷ niệm vào một cái túi rồi đi vòng vòng kiếm Toza tại nó biến đâu mất rồi. Đi qua cái nhà kho, Ushio hoài niệm bước xuống tầng hầm nơi lần đầu gặp Toza. Trùng hợp thay, nó cũng đang ở dưới đó đứng đúng vị trí năm xưa và nói những câu y chang lúc đó. Ushio hiểu nên cũng phối hợp diễn lại cảnh hồi đó từ cách giao tiếp đến hành động đạp thương liên tục. Cuối cùng là rút quái thương giải thoát đại yêu rồi cùng nhau cười điên cười khùng. Thôi hoài niệm vậy đủ rồi, lên đường tiêu diệt Bạch Diện Giả thôi. Trở lại với Asako, đang lang thang ngoài đường bỗng cô thấy một chiếc xe quân đội có đề chữ Hammer. Mặc dù không có ký ức về vụ phòng thí nghiệm nhưng cô vẫn le lói chút hy vọng mà chạy đến xin gặp người có tên Ushio. Lúc bấy giờ phía bên cảng biển, bộ đôi người quái bay với tốc độ xé gió thấy mục tiêu một cái là nhả số phóng ga, Akiba đứng ngay trước mặt tung kết giới ra nhằm ngăn chặn cả hai lại. Toza tức giận phóng xét tới nhưng lại bị cây trượng của anh ta phản đam lại. Đại yêu không nhịn nổi muốn trả đũa cho bằng được, cơ mà Ushio lại xách thương chạy tới đứng chắn trước mặt Akiba đẩy Toza lùi lại. Cậu không tin Akiba luôn giúp chúng ta trong lúc khó khăn lại lựa chọn phản bội. Tin đúng người rồi đó, Akiba đập cây trượng một phát hết lực xuống đầu cậu, sau đó đá liên tục vào bụng coi như phần thưởng cho việc tin tưởng anh. Tiếp theo đó, Akiba vừa cười như thằng khùng vừa gào lên cho Ushio biết nguyện vọng bấy lâu nay của anh. Ta muốn thấy toàn bộ Nhật Bản bị Bạch Diện hủy diệt. Lúc bấy giờ, tàu ngầm phóng tên lửa đã đến nơi nên tình không còn thời gian để chần chừ nữa. Ushio lập tức cảnh báo Toza nếu dám giết Akiba thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Ngay sau đó, Ushio chạy xuống phòng chỉ huy ở ngay bên dưới để cố khuyên ngăn ông ta rằng ông đang bị Bạch Diện giả lừa.
Thế mà bọn họ lại phán Ushio làm gián điệp của Bạch Diện, rồi đuổi đánh buộc cậu phải chọn đại một căn phòng để trốn tạm. Thật tình cờ bên trong có hai người phụ trách điều khiển tàu ngầm loại đặc biệt. Nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Ushio, trong lòng họ bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác gì đó khó tả. Rất nhanh sau đó hai người họ theo Ushio lên trên tàu với tư cách là con tin. Ông chú bên trái tên Gojo còn thanh niên bên phải tên Akaba. Sau khi nhìn thấy đôi mắt của Ushio, Gojo biết chắc phải giúp cậu nhóc này cho bằng được nên mới tình nguyện làm con tin dẫn Ushio vào trong tàu ngầm. Chuẩn bị vào trong tàu rồi thì đột nhiên, trực thăng của tổ chức Hammer hạ cánh xuống sau đó mở cửa ra cho Asako nhảy vào lòng Ushio. Cô khóc bù lu bù loa và nói không cho phép cậu đi. Asako đã nghe từ miệng giáo sư nói rằng nếu Ushio sử dụng sức mạnh của quái thương thêm một lần nữa thì sẽ bị biến thành quái vật hoàn toàn. Ushio cũng thừa nhận cơ thể tớ đã có những dấu hiệu rõ rệt cho sự biến đổi. Thế nhưng cậu vẫn quyết định rứt áo ra đi khiến Asako bất lực. Cô chỉ còn cách ủng hộ rồi đưa thiết bị tĩnh điện cỡ nhỏ có thể điều khiển từ xa cho Ushio để cậu có thêm một tí tỷ lệ chiến thắng. Đợi Ushio xuống tới bên dưới, Asako liền chạy qua chỗ cửa kính nói liên tục mặc dù bên trong không nghe thấy được. Ushio thấy hai hàng lệ của cô tuôn rơi cũng chỉ biết nhắm mắt lại nói ra ba chữ tớ yêu cậu. Phía bên trên lúc bấy giờ tôi còn chưa hiểu chuyện gì nhưng Akiba đang bị đập không khác gì bố đập con. Thế nhưng anh ta lại mỉm cười một cách đáng sợ và ngay sau đó, cơ bắp của anh ta to lên không khác gì người khổng lồ xanh húc phiên bản pha kè. Thế trận bị lật lại hoàn toàn, Toza ăn đấm ăn đá lia lịa lại còn bị kết giới xuyên qua tứ chi. Akiba bắt đầu luyên thuyên khi thấy mình ăn chắc ván này rồi, anh ta kêu ngay từ lúc còn nhỏ anh luôn là người chiến thắng dù gặp tình huống khó khăn đến cách mấy. Cũng vì thế mà anh không còn cảm thấy sự thất vọng hay hạnh phúc bởi vì bản thân có thể làm được mọi thứ. Cuộc sống quá mức nhàm chán khiến anh ta định sống nốt quãng đời còn lại với tư cách một tu sĩ lang thang. Thế nhưng vào buổi tối hôm đó, phân thân của Bạch Diện giả chặn đầu xe Akiba ngỏ ý muốn mời anh về đội. Bạch Diện nhìn thấu được thứ Akiba thực sự muốn chính là tái đấu với Toza. Mặc dù Akiba đồng ý theo phe hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đến đáng thương của Ushio, anh lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Toza nghe mà không nhịn được cười, nói thẳng ra là đang run sợ trước Ushio luôn đi còn bày đặt. Akiba bị đại yêu chọc điên liền đập liên tục vào đầu nó để chút giận thế nhưng lại chẳng có tí sát thương nào. Đổi qua dùng kết giới thế mà cũng chẳng ăn thua, cuối cùng Akiba bị Toza tóm được ăn ngay một tảng đá vào mặt nằm la liệt dưới đất. Tuy vẫn cố gắng gượng dậy phản công lại nhưng lại bị bộ lông hóa cứng của Toza đâm thủng đùi. Toza vừa chơi sát thương vật lý vừa luôn mồm sỉ nhục gây sát thương tinh thần khiến Akiba cay càng thêm cay. Anh dùng tay không đập gãy lông sau đó tung chưởng về phía đại yêu. Toza chấp nhận hứng chọn chiêu đó để đổi lấy đòn kết liễu đánh Akiba ngã sấp mặt. Tưởng xong rồi vậy mà Akiba lại đứng dậy đâm lén Toza một nhát. Nó liền quay lại đập một phát ngay đầu cơ mà chưa hết. Akiba đầu trâu mặt ngựa đánh mãi không ngất một lần nữa đứng dậy vận sức tung ra đòn mạnh nhất anh có. Toza hy sinh hai cánh tay để đỡ rồi mượn nhờ trái cao su của mũ rơm kéo dài phần đầu tới cắn rách cổ Akiba. Đến lúc này thì thật sự anh ta đã sức cùng lực kiệt mà ngồi yên một chỗ và bắt đầu chăn chối. Anh muốn nhờ Toza chuyển lời đến Ushio rằng anh đã bất chấp tính mạng để chiến đấu và rồi chết trong đau khổ. Toza nghe rõ từng chữ một cho đến khi Akiba nhắm mắt xuôi tay thì nó mới rời đi chỗ khác. Cùng lúc đó, con tàu mà Ushio đi đã tiếp cận đến khu vực ranh giới sức mạnh của Bạch Diện giả. Áp lực nơi đây vô cùng lớn khiến tàu rung lắc cực mạnh và nếu cứ như vậy, e rằng con tàu sẽ bị phá nát chỉ trong nháy mắt. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta đã tiếp cận tới rất gần trụ đá phong ấn được nhắc đến trong lời đồn. Đằng sau cái trụ là hình dáng thật sự của Bạch Diện giả, nhìn mà xem hắn ta to lớn đến nhường nào. Akaba bị dọa cho phát khiếp cầu xin Gojo hãy quay trở lại ngay bây giờ. Ushio quyết không để họ dính vào chuyện này nên đang dự định làm chuyện dại dột. Đúng lúc này, ông Gojo lên tiếng muốn hỏi cậu một câu rằng đã chuẩn bị nói gì khi gặp lại mẹ chưa. Ushio suy nghĩ một lúc rồi đáp lại rằng cậu sẽ kể với bà về quãng thời gian cô đơn của mình. Sau đó sẽ xin bà nấu một chén súp miso cho cậu ăn thử. Tới cái chỗ súp miso là Gojo biết mình phải làm gì rồi. Ông lập tức gạt cần tăng tốc lên tối đa, sau đó quay qua nhờ Akaba hãy giúp ông vụ này. Lần đầu tiên được Gojo nhờ vả nên ảnh hăng máu lắm. Ảnh gạt bỏ hết nỗi sợ mà bật hết động cơ tăng tốc lên. Khi con tàu đã tới sát trụ đá thì nhìn lên phía trên ta sẽ thấy có một luồng sáng. Cả hai nhanh chóng điều khiển con tàu hướng tới khu vực đó theo như Ushio hướng dẫn. Đúng thật vào tầm ảnh hưởng của luồng sáng là áp lực tự biến mất cùng với đó là một lối vào xuất hiện. Đây chắc hẳn là kết giới nơi mẹ Ushio đang trấn giữ. Ushio cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu chào cả hai rồi chạy ra bên ngoài tàu. Vừa tiến vào kết giới cậu vừa nghĩ mình sẽ nói gì với mẹ bây giờ ta, có nên phàn nàn trách móc bà ấy không? Mãi suy nghĩ Ushio không để ý rằng mình đã vào tới bên trong hang, con mắt ác quỷ của Bạch Diện giả đang nhìn thẳng về hướng cậu. Nhưng quan trọng hơn hết là người phụ nữ ngồi im ở dưới thềm đá với mái tóc phủ đầy bụi bặm.
Ucio đau xót lại gần tự nhủ với lòng thật không công bằng, mẹ ở đây một mình suốt bấy lâu nay sao? Giờ gặp được bà rồi cậu lại không biết phải làm gì nói gì, nước mắt cứ thế chảy xuống một cách không kiểm soát được. Bỗng nhiên bà ấy cất lên tiếng gọi Ucio khiến cậu vội vã chạy tới. Thế nhưng bà lại cúi gằm mặt xuống như thể đang quỳ lạy con trai sau đó mới ngước mắt lên. Ôi một người phụ nữ thật xinh đẹp, nếu chị em Thúy Kiều được miêu tả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì bà còn hơn như thế nữa. Ucio đứng hình trước cái nhan sắc này, chân cậu mất cảm giác mà khuỵu xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng chẳng biết phải làm gì nữa. Đột nhiên bà ấy sờ vào vết sẹo trên tán cậu và xin lỗi vì đã kéo con trai vào vụ việc rắc rối này. Ucio lập tức bật dậy cởi áo ra chỉ lần lượt toàn bộ vết sẹo do chơi bời hoặc do bất cẩn mà ra. Chỉ để bà thấy rằng chút sẹo trên trán chẳng có gì đáng lo hết, cái cần lo ở đây là việc bà ở dưới đáy đại dương này một mình. Ucio vừa lẩm bẩm đau xót vừa phủi bụi dính trên tóc của mẹ. Thấy con trai đã mở lòng hơn bà liền nhờ con hãy cho mẹ chạm vào đầu. Ngay lúc này ở bên trên mặt biển, Toza đang bay đi tìm Ucio thì bỗng nhiên bắt gặp cảnh hai con yêu quái khổng lồ đánh nhau. Sự xuất hiện của chúng làm bộ quốc phòng sợ hãi lập tức ra lệnh phóng tên lửa. Hai con yêu quái khổng lồ đó thực chất là sự kết hợp của vô số yêu quái phía đông và phía tây. Thống lĩnh phía tây muốn tự mình tiêu diệt bạch diện giả mà không cần quái thương còn phía đông thì ngược lại. Thế cho nên mới xảy ra cãi vã không ai chịu nhường ai. Đánh nhau cho lắm vô rồi không để ý đến tên lửa đã được phóng đi báo hại cho Ucio còn chưa được mẹ xoa đầu. Trụ đá bị phá hủy, nước từ bên ngoài xông vào phá vỡ kết giới trong lúc mẹ Ucio đã sức cùng lực kiệt. Siêu kết giới được duy trì 700 năm qua thật sự đã bị phá vỡ. Bạch diện giả được thả tự do, nỗi ác mộng của toàn nhân loại đã tái xuất. Nó trồi lên mặt nước với tốc độ siêu thanh hất tung toàn bộ tàu ngầm của loài người và đâm xuyên đám yêu quái phía tây. Đến cả Toza cũng phải ngơ ngác không tin vào mắt mình trước sự xuất hiện của bạch diện giả. Yêu quái phía đông lập tức phun lửa về phía bạch diện muốn làm điều gì đó, thế nhưng lại bị nó hóa thành yêu quái khác dập tắt rồi bị chém làm ba làm bốn. Bọn phía tây thì cũng không khá hơn là bao khi bị bạch diện hóa một đuôi thành con thủy quái khổng lồ siết chặt đến chết. Phía bên dưới mẹ Ucio đang hấp hối sắp không trụ nổi nữa. Bà nói Nhật Bản sẽ dần chìm xuống vì di mạch trụ đã bị bạch diện phá vỡ. Cùng lúc đó bên đài truyền hình Nhật Bản đã và đang đưa tin tức trực tiếp tình hình hiện giờ ở ngoài biển xa. Tuy nhiên cứ đến cái trực thăng nào là bị phân thân của bạch diện giả phá nát cái đó, e rằng sẽ khiến người dân rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Càng hoảng sợ thì bạch diện sẽ càng mạnh lên đến độ không ai có thể tiêu diệt nổi. Nó muốn tìm kiếm thêm sự tuyệt vọng của loài người bằng cách phá hủy một hòn đảo có người sống chỉ trong một chiêu thức. Nó lại còn nở nụ cười của một con ác quỷ sau khi làm điều kinh khủng đó thì đúng thật rất cần một điều kỳ diệu nào đó xuất hiện. Trở lại với Ucio, mẹ cậu gắng gượng để nói với con trai rằng con phải lên đó để đánh bại bạch diện giả. Ucio gào thét không muốn làm điều đó vì rất có thể mẹ sẽ chết. Nếu giờ con đấu với bạch diện giả con sẽ chết và mẹ cũng thế. Vậy ai sẽ là người chống lại hắn ta đây thưa mẹ? Không để cậu nói xong bà lập tức giáng một cái tát vào mặt và nói. Mẹ của con trước đây đã không còn nữa nên mong con hãy quên mẹ đi. Tôi tự hỏi tại sao bà có thể nói ra những điều đó cơ chứ? Đầu tiên là Asako quên Ucio, sau là tới mọi người, giờ đến cả mẹ cậu cũng kêu hãy quên bà đi. Ai cũng muốn Ucio phải liều mạng chiến đấu với bạch diện giả. Cứ như đó là nghĩa vụ buộc cậu phải thực hiện, những điều đó đã biến từ một Ucio hiền lành thành một con quái vật bị thù hận xâm chiếm lấy cơ thể. Cậu hận bạch diện giả đã lấy hết mọi thứ của mình, cậu lao thẳng lên trên với lòng hận thù dâng trào dùng quái thương chém một đường vào cơ thể bạch diện giả. Vừa đánh Ucio vừa gào thét trả lại gia đình cho ta, trả lại mọi thứ cho ta. Đập vào mắt cậu ngay sau đó là con quái đã cướp đi mạng sống của đệ nhị, tiếp theo đó đến con suýt thì giết chết Asako, rồi lại đến Togako đã lừa Kizio từ nhỏ đến lớn. Hận thù hóa thành phẫn nộ đưa Ucio đến bờ vực của cái chết, nhưng Toza đã bay tới kéo cậu ra rồi giải thích cho cậu hiểu chúng nó chỉ là mấy cái đuôi của bạch diện giả thôi. Cơ mà con yêu ma danh mãnh đó đâu có để Ucio yên thân một phút một giây nào. Nó nhắc đến cái vụ Akiba làm tay sai để khích cho Ucio hỏi Toza về kết quả của trận đấu vừa rồi. Đại yêu cũng chẳng thèm nói dối mà kêu Akiba đã chết rồi. Ucio rơi nước mắt gào thét chửi rủa Toza là thứ ngu dốt, thứ đần độn. Bạch diện nhìn cảnh đó mà chìm trong sự vui sướng, nó đề xuất cho Ucio phương án giết Toza để trả thù để thoát khỏi mớ đau khổ này. Ucio hỏi đại yêu một lần cuối, ngươi giết anh ấy rồi phải không? Đã bảo Toza không thèm nói dối rồi mà, câu trả lời vẫn như cũ, ta đã giết hắn một cách tàn nhẫn. Ucio tuyệt vọng nói lời tạm biệt với con quái vật rồi nhảy xuống chỗ của mẹ. Ngay lúc này cách nơi đây khoảng 50 cây số, tất cả các pháp tăng có mặt tại Nhật Bản đã tụ họp đầy đủ bắt đầu tạo kết giới tối hậu trói buộc bạch diện giả một lần nữa. Dĩ nhiên nó cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, nó lại còn chỉ cho Ucio chỗ mà Asako và cha cậu đang đứng và lập tức phóng tia sáng chết chóc về phía đó. Ucio đã cố gắng làm mọi thứ trong khả năng nhưng rất tiếc là không có tác dụng. Đúng lúc này Inoue cùng đệ nhất xuất hiện để chuẩn bị tạo phong ấn lần hai.
Ushio nằm phía dưới bị quái thương, hay nói đúng hơn là bị Nghĩa Long dẫn dắt vào con đường hận thù. Với chấp niệm tất cả do bạch diện giả, Ushio nhảy thẳng lên trời hạ thương đâm xuống đầu nó một nhát. Ngay sau đó cây thương vỡ nát ra thành từng mảnh vì thù hận không thể giết chết một con quái sinh ra từ thù hận được. Ushio bị bạch diện quật đuôi đánh thẳng xuống đáy đại dương. Kizio phía bên này cũng vừa mới kể xong những gì mà mình thấy được. Cô rất đau xót cho số phận các chủ nhân của quái thương. Họ gây nên tội tình gì mà phải biến thành yêu quái vĩnh viễn không có đường quay đầu lại. Khiết Mai cũng không kìm nổi nước mắt vì chính anh trai cô đã dùng thù hận tạo ra quái thương chứ chẳng ai xa lạ. Inoue lập tức ôm lấy Kizio kêu em ấy dừng lại, tạm thời đừng nhắc đến nó nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là không để ai khác chịu đựng nỗi thống khổ bị biến thành quái vật nữa. Vừa mới nói xong là hàng ngàn mảnh vỡ quái thương xuất hiện trên bầu trời đợi chờ chủ nhân ra lệnh. Ushio lúc bấy giờ đã không còn một chút thù hận nào trong người. Điều duy nhất cậu muốn bây giờ là sẽ không ai phải chết vì bạch diện nữa. Ngay sau các mảnh vỡ phân tán ra khắp mọi nơi bắt đầu thực hiện nguyện vọng của Ushio. Tàu ngầm cũng vừa mới ngoi lên đón cậu vào bên trong bắt đầu thực hiện chiến dịch tổng tấn công bạch diện. Mẹ của Ushio phía bên trên thấy con trai lấy lại động lực liền quay sang kêu Inoue hợp sức tạo ra kết giới đủ mạnh để trói buộc bạch diện. Kizio cũng có quyết định của riêng mình, cô biết phải làm gì để giúp ích cho trận chiến này nên nhanh chóng xuất phát cùng Kyun. Trong khi đó, Bạch Diện đang tàn phá thành phố Tokyo với tốc độ kinh hoàng cùng vẻ mặt thỏa mãn khi nếm được nỗi sợ hãi của con người. Hiện tại có hơn 62% người dân ở Tokyo đã đến nơi lánh nạn. Thế nhưng một cơn bão lớn lại kéo đến ngoài biển đúng ngay vào cái lúc quan trọng này. Các con tàu không thể rời cảng trong điều kiện thời tiết xấu như thế, dường như Chúa đang không muốn con người tồn tại nữa là suy nghĩ của phần lớn sĩ quan cấp cao lúc này. Bên cạnh đó, Saza cùng Omi đang đứng ở một nơi nào đó cực kỳ an toàn. Dù biết điều sắp làm tới đây rất nguy hiểm nhưng Saza vẫn chọn làm, còn điều gì thì từ từ ta sẽ rõ. Asako lúc bấy giờ đang ở một khu lánh nạn tạm thời bên trong Tokyo, rất may mắn cha mẹ cô cũng có mặt ở đây. Thấy con gái một cái là chạy đến ôm thật chặt. Mọi người xung quanh bỗng dưng bị kích động lao lên đòi ra ngoài cho bằng được, vô tình đã đẩy ngã Asako. Thật kỳ lạ, đột nhiên cô lại có thể nhìn xuyên trần nhà thấy mưa sao băng đang bay qua trước mắt. Một mảnh vỡ tìm thấy Asako lập tức đổi hướng bay xuyên thẳng qua đầu tiêu diệt yêu quái đánh cắp ký ức. Đến tận bây giờ Asako mới nhớ lại được Ushio, bao nhiêu ký ức quý giá thật sự đã quay trở lại tâm trí cô. Cùng lúc đó tất cả yêu quái cũng được mảnh vỡ giúp tìm lại ký ức đã mất. Tiếp tục với hành trình hủy diệt Nhật Bản của Bạch Diện, nó vừa mới phá xong một thành phố nữa và đang trên đường đến thành phố tiếp theo. Toza bắn tốc độ từ đằng sau bay vút thẳng tới đấm vào mồm Bạch Diện một cái cực mạnh để nhắc nó nhớ lại ai là kẻ đã đập nó tới tấp ở trận đại chiến 800 năm trước. Bạch Diện nhận ra Toza chính là kẻ đã nuôi dưỡng nó chứ không quan tâm 800 năm trước có cái gì. Trở lại với Asako, từ loa phát thanh bỗng vang lên câu nói quái vật sẽ bị đánh bại. Asako chẳng biết lấy đâu ra cái MICZO để nói rằng một người cầm thương với mái tóc dài sẽ xử đẹp yêu ma cứu lấy tất cả. Dĩ nhiên sẽ không có ai tin lời Asako nên đô vật chuyên nghiệp eBay đã ra mặt nói đỡ cho cô. Lúc trước anh từng được bộ đôi người quái cứu mạng khi đang ở trên máy bay nên anh biết rất rõ sự lợi hại của họ. Nhờ lời eBay nói mà không khí bắt đầu bình ổn hơn rất nhiều. Trở lại với Ushio, cậu mặc chiến giáp chuẩn bị sẵn sàng chiến một trận với Bạch Diện, sau đó nhờ Gozo với Akaba đưa cậu lên phía trên gặp lại toàn bộ yêu quái hai hướng Đông Tây. Xin lỗi gì đó để sau đi, thời gian có hạn nên cần đuổi theo Bạch Diện ngay bây giờ. Nhắc đến Bạch Diện thì nó vừa mới phá hủy thêm một thành phố nữa mặc cho Toza cố gắng ngăn cản. Đại yêu đã cố gắng hết sức rồi nhưng chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Thứ duy nhất giúp nó vực dậy sau những đòn tấn công của Bạch Diện là hình bóng của Ushio. Bạch Diện thật sự đã hết kiên nhẫn liền há mồm ra cắn nát cơ thể Toza cho khỏi bay nhảy. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng đại yêu của chúng ta đã chính thức bỏ cuộc. Giờ chỉ có nước nằm im trong miệng Bạch Diện đợi Ushio kéo quân đến cứu. Yên tâm sẽ nhanh thôi vì cậu ấy đã sắp tới rồi. Đại chiến cuối cùng chuẩn bị nổ ra khi Bạch Diện quyết định dồn toàn lực để giết chết Ushio. Bên cạnh đó các mảnh vỡ quái thương đã làm suy yếu cơn bão bên ngoài biển. Giờ thì các thiết bị phóng tĩnh điện khổng lồ có thể thoải mái mà xả đạn. Cùng với đó là kết giới của Inoue và mẹ Ushio đã sẵn sàng nhốt Bạch Diện vào lồng. Có vẻ như chúng ta đã quên mất Pháp Tăng Phiêu, anh hiện đã tìm thấy Guzen và đang có màn giao chiến sống chết với nó ở một nơi nào đó tại Nhật Bản. Trở lại với thứ nguy hiểm mà Saza đang làm, tộc tóc trắng của cô có khả năng mở ra cánh cửa liên kết với thế giới bên kia để nhờ sự trợ giúp của các linh hồn. Thế nhưng theo như mẹ cô nói, điều kiện để mở cánh cửa đó là mạng sống của người thi triển. Saza quyết tâm cho dù có phải đánh đổi mạng sống mình cũng phải tiêu diệt được Bạch Diện giả. Cùng lúc đó, Ushio và yêu quái Đông Tây đã cảm nhận được các mảnh vỡ của quái thương đang quay trở lại. Đúng lúc này, Bạch Diện xuất hiện ngay giữa lòng địch lấy cơ thể che chắn đường đi của quái thương vì nó biết hiện tại mình mạnh hơn quái thương rất nhiều. Đến tận bây giờ, Ushio mới nhận ra Toza đang nằm gọn trong miệng của Bạch Diện.
Ngay khi nó phóng tia sáng chết chóc với ý định phá hủy các mảnh vỡ quái thương, đệ nhị đã xuất hiện thi triển kết giới nhốt nó lại, một vài giây sau đó liền biến mất. Trong lúc Bạch Diện giãy giụa, Toza vô tình được thả ra ngoài khiến Ushio không thể trơ mắt nhìn. Cậu đỡ lấy đại yêu xin lỗi đã không ở bên lúc nó cần. Tiếp theo đó Ushio đưa tay ra hét lớn tiếng gọi quái thương quay trở về. Các mảnh vỡ ồ ạt bay tới đi thẳng vào cơ thể Toza và sau đó quái thương trở lại hình dạng ban đầu hiện ra từ miệng của đại yêu. Tuy nhiên Toza vẫn nằm bất động nổi lên trên mặt nước không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Về phần Ushio, cậu chắc chắn sẽ chiến đấu với Bạch Diện, nhưng trước đó cậu muốn Toza uống chút máu của mình thay lời muốn nói. Tiếp đến Ushio biến hình hướng thẳng đến chỗ Bạch Diện chiến một trận. Nó nhanh chóng phóng ra làn sương mù chuyên đối phó với quái thương. Cơ mà hiện tại Ushio mạnh hơn ít nhất là 10 lần lúc trước nên tí xương sao này chẳng nhằm nhò gì đâu. Cậu tiếp tục lao lên chém chết con yêu quái đã giết đệ nhị. Tận dụng lợi thế Ushio phi tới đập một thương vào đầu Bạch Diện khiến nó đau điếng người. Ngay lúc này thiết bị tĩnh điện cùng kết giới do Inoue cùng mẹ Ushio phóng ra đồng thời xuất hiện. Chưa hết, 20.000 yêu quái kết giới phía Tây đã tới yểm trợ. Thấy nó vẫn còn cựa quậy được các pháp tăng liền chung sức bồi thêm một cái kết giới nữa vào. Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Diện liền gọi Guzen quay lại yểm trợ. Nhắc đến Guzen là phải quay qua chỗ Phiêu xem thử. Anh lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy thôi, thấy mình đang ở trong sân vườn nhà ai đó liền tính quay đầu rời đi. Bỗng dưng có tiếng nói của con nít cất lên khiến anh đứng khựng lại, người mẹ hình như không để tâm cho lắm đến đứa con gái của mình. Tất cả là người bố đã bỏ mạng lúc đang công tác trên hòn đảo bị Bạch Diện thổi bay để bà lại một thân một mình. Kể xong câu chuyện cũng là lúc Guzen chui ra đòi mạng. Nó mỉm cười khi thấy có hai con mồi ngon dâng tận miệng thế nhưng Guzen đâu có để ý rằng Phiêu sắp sửa giết nó đâu. Anh lập tức tạo lá chắn lửa khi thấy Guzen định giết cả hai mẹ con. Ngay sau đó anh nhảy tới quăng flash rồi dán bùa chú gây suy yếu, cơ mà Phiêu vẫn bị đấm như thường chẳng có chút tác dụng gì. Dĩ nhiên như đây sao có thể khiến anh bỏ cuộc được. Phiêu đứng dậy phóng phi tiêu phát nổ về phía Guzen sau đó điểm vài cái xuyên người cuối cùng là đấm đá các kiểu. Guzen tức giận dùng lưỡi dao chém Phiêu một nhát chí tử. Tuy đang hấp hối nhưng Phiêu vẫn cố đứng dậy bảo vệ cho hai mẹ con được toàn mạng, sẵn tiện hút hết đống xét Guzen phóng ra rồi nhảy lên thật cao. Dùng tay móc con mắt tiên tri ra đấm thẳng vào mồm yêu quái để khiến nó chủ quan. Thực chất Phiêu đã nhồi một đống bùa nổ vào bên trong cánh tay cho nên tạm biệt Guzen, tạm biệt cơn ác mộng kéo dài hàng chục năm nay mà ông gặp phải. Xong trận Phiêu uống tạm ngụm rượu ở ngay bên cạnh, sau đó đưa đầu của một con vịt đồ chơi mà anh đã từng mua cho con gái nhưng không kịp tặng. Cuối cùng anh ra đi trước sự thương tiếc của bao người trong đó có cả tôi. Đó cũng là lý do tại sao Guzen không xuất hiện khi được gọi. Giờ chỉ cần đẩy được nó tới phạm vi kết giới của Inoue và mẹ Ushio là có thể thoải mái combat không sợ nó chạy. Dĩ nhiên Bạch Diện sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy như thế. Nó đóng băng nước để giảm tốc độ di chuyển cùng với đó là liên tục quật đuôi đẩy Ushio ra chỗ khác. Hơn ai hết mẹ Ushio biết chắc chỉ với quái thương sẽ không thể đưa chúng ta đến chiến thắng. Cho nên bà mới kêu Inoue tách linh hồn bay đi đánh thức nhân tố bí ẩn đem đến chiến thắng. Nghe thôi cũng đủ biết chỉ có thể là đại yêu, Toza lúc này đã chìm sâu vào vực sâu tăm tối. Nó đã không còn sức lực cũng như ý chí để vực dậy chiến đấu một lần nữa. Tuy nhiên vào lúc định buông bỏ tất cả thì Inoue lại xuất hiện một lần nữa thắp sáng hy vọng. Cô dùng cái lược đã từng cứu Ushio trải lông giúp Toza với mong muốn đưa đại yêu trở về hình dáng con người. Vừa trải Inoue vừa nói nhăng nói cuội cái gì mà sẽ cùng Toza hẹn hò, sẽ mua cho nó rất nhiều hamburger, sẽ cùng xem anime với nhau, sẽ làm đủ thứ trên đời miễn là Toza muốn. Thế nhưng những thứ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, Inoue biết rõ điều đó nên chỉ dám ước. Trước khi rời đi cô muốn hỏi Toza một câu, ngay cả khi 100 hay thậm chí 200 năm trôi qua cậu vẫn sẽ bảo vệ tôi phải không? Toza từ chối thẳng thừng vì tại sao phải canh chừng Bạch Diện từng ấy năm mà không phải giết nó ngay tại đây. Inoue mỉm cười chào mừng Toza của chúng ta đã quay trở lại. Bằng một phép thần kỳ nào đó ba lỗ to tổ chảng trên bụng đại yêu đã biến mất. Đúng lúc này các Azafuse bay đến dính lên người Toza sẵn sàng tiêu diệt Bạch Diện ngay bây giờ. Quay qua chiến trường hỗn loạn, Bạch Diện vừa mới thả gần 100 con tiểu yêu ra tiêu diệt những kẻ đang thi triển kết giới. Bên ta mặc kệ mà áp dụng chiến thuật hy sinh tất cả để đẩy Bạch Diện đến phạm vi kết giới. Bên cạnh đó, tại trụ sở chỉ huy quân đội, các viên sĩ quan đang lần lượt nằm xuống dưới móng vuốt của đám tiểu đệ Bạch Diện. Đến cả đội trưởng cũng biết giờ chạy cũng đã muộn màng nên đã sẵn sàng một sống chết với lũ chúng nó. Cơ mà đâu cần ông phải làm đến thế vì anh em nhà họ Trồn đã đến cứu viện, đồng thời mời mọi người hợp tác cùng với yêu quái tiêu diệt Bạch Diện. Lẽ đương nhiên họ sẽ ngập ngừng suy nghĩ, thống lĩnh phía đông chính là người nhờ hai anh em đi tìm kiếm sự giúp đỡ của con người. Ông biết nếu đấu đá nhau lúc này thì mối liên kết giữa con người và yêu quái sẽ kết thúc. Và rất may thay đội trưởng đã chọn cách tin tưởng hợp tác với yêu quái. Tiếp tục với chiến trường hỗn loạn, chỉ còn chưa đến một cây số nữa thôi là tới phạm vi kết giới. Thế nhưng với cái đà dãy dụ của Bạch Diện như vậy thì rất có thể sẽ thất bại. Ushio thoáng chốc đã ước gì có mặt Toza ở đây để song kiếm hợp bích.
Chiều theo ước muốn của cậu, Toza bay đến ngay trước mặt chửi một tràng vào mặt khiến Ushio vui hơn bao giờ hết. Điều kiện chiến thắng đã hội tụ đủ, giờ chỉ còn xem màn biểu diễn của bộ đôi người quái nữa mà thôi. Toza xử lý Togako, Ushio lo phần thủy quái khổng lồ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Đúng lúc này từ hư không một con thủy quái dạng linh hồn lao ra tấn công thủy quái do Bạch Diện biến thành. Đồng thời hàng loạt linh hồn bay ra đẩy Bạch Diện đến kết giới với tốc độ chóng mặt. Cùng thời điểm này, hai nhà bác học đang cặm cụi điều chỉnh máy móc giúp ích lần cuối cho trận đại chiến trước khi nơi này sập xuống. Cả hai cũng đã ra đi rất anh dũng không khác gì bà Helena lúc trước, cộng một dịt bét. Nhờ nỗ lực của họ mà kết giới lúc trước Asako đưa cho Ushio đã được kích hoạt. Tất cả mọi thứ kết hợp với nhau thành công đẩy Bạch Diện vào kết giới siêu cường. Giờ là lúc tổng tấn công đánh nó đến chết thì thôi, Chui Chu One Go Go Go. Không chỉ yêu quái mà loài người cũng phi chiến cơ đến bắn tên lửa phụ đam làm mềm Bạch Diện. Về phần dàn xe tăng phía bên dưới thì đã có các ma nữ đồng hành chống đỡ qua làn sóng tấn công của Bạch Diện. Các yêu quái bắt đầu xông lên cùng với thống lĩnh phía đông áp sát vào người Ushio để thừa nhận rằng giờ ông đã hiểu tại sao quái thương và Toza lại chấp nhận đồng hành với cậu suốt một chặng đường dài như thế. Đơn giản mà nói là vì quái thương không tự hạ Bạch Diện được, nhờ có Ushio đã trải qua biết bao trận chiến, kết được bao nhiêu người bạn giúp sức trong giờ phút trọng đài này. Chuyến du hành của cậu không hề vô nghĩa một chút nào. Không chỉ tiền tuyến mới sục sôi ý chí chiến đấu mà tại trung tâm Tokyo nơi đáng lẽ con người phải lánh nạn đi hết rồi. Thế nhưng vẫn còn gia đình Asako đang bận rộn nấu nướng trong bếp để phục vụ những người quyết định ở lại chiến đấu tới cùng. Giờ họ không còn cảm thấy sợ hãi Bạch Diện giả nữa, thay vào đó là tinh thần bất khuất giặc đến ta đánh, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Dường như thứ ý chí kiên cường đó đã lan rộng ra toàn bộ Nhật Bản, dẫn đến việc nỗi sợ Bạch Diện giả đang dần dần biến mất. Sức mạnh của nó cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều, mà nguyên nhân cốt lõi làm nên điều kỳ diệu này là bộ đôi người quái. Thế nên mục tiêu duy nhất của Bạch Diện bây giờ đương nhiên là tiêu diệt họ. Cơ thể Bạch Diện bỗng vỡ vụn ra, kèm theo đó là tiếng hét cảnh báo tất cả mau chạy ra khỏi kết giới của Inoue. Vừa nói xong, cơ thể bị vỡ nát của Bạch Diện giả phun ra làn khí độc khổng lồ bao quanh kết giới trong chớp mắt. Yêu quái và con người đã hành động rất nhanh lui đến nơi an toàn ngoại trừ bộ đôi người quái. Có thể là do quái thương hoặc bộ giáp cả hai đang mặc mà chẳng ai bị chất độc ảnh hưởng nên cứ thế mà ở lại đánh thôi. Bạch Diện sau khi phân rã một phần cơ thể đã bị thu nhỏ gấp 3 lần lúc trước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ yếu hơn gấp 3 lần mà trái ngược lại. Hình dạng này giúp nó đạt được tốc độ tối đa kết hợp với 9 cái đuôi quật liên tục vào người bộ đôi người quái. Sấm sét của Toza chẳng thể làm sức nó nổi, và dĩ nhiên bộ giáp nhỏ bé của Ushio cũng thế. Trong lúc cả hai đang bị bón hành tới tấp thì ở bên phía kết giới, bọn tiểu yêu bất ngờ xuất hiện tấn công Inoue và mẹ Ushio với mục đích giải thoát cho chủ nhân. Từ phía dưới đại dương lúc bấy giờ có một yêu quái tên Umiza lao lên bảo hộ cho hai cô gái, ngay sau đó Kizio cũng nhảy lên khỏi mặt nước quyết tâm tử thủ ở đây. Shiguze lúc bấy giờ đã lên trực thăng bay đến để hỗ trợ cho vợ. Cùng lúc đó, Toza bị Bạch Diện đánh cho không kịp ngáp, nhưng nó lại không tung đòn kết liễu mà lại lải nhải liên tục về sự yếu đuối của quái thương. Đặc biệt nó chế giễu Ushio chẳng thể làm việc gì nên hồn mặc dù sở hữu quái thương. Ushio từ dưới đống đổ nát leo lên thừa nhận việc bản thân rất yếu đuối. Vừa mới nói dứt câu, đột nhiên quái thương giở trứng đòi biến Ushio thành quái vật. Trông có ca, Toza gấp rút muốn làm gì đó cứu lấy Ushio nên lập tức ra lệnh cho đám Uzafuse làm ta mạnh thêm chút nữa. Cơ mà Toza hiện giờ đã thuộc dạng quái khủng nhất rồi. Còn nếu muốn mạnh hơn nữa thì buộc phải dùng đến sự thù hận với Bạch Diện và hóa thành nó. Ngay từ ban đầu khi Uzafuse bị hóa đá là chúng biết sớm muộn gì mình cũng trở thành Bạch Diện giả tiếp theo rồi. Chưa xác định được việc bộ giáp hóa thành hình Bạch Diện có giúp Toza mạnh lên hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ bổ sung tầm đánh của đại yêu lên tới đỉnh điểm. Bằng chứng là chúng tự tách khỏi cơ thể Toza bay xuyên qua một cái đuôi của Bạch Diện rồi nát thành mảnh vụn. Ngay sau đó bộ đôi người quái một cào một thương gây ra vết thương chí tử cho Bạch Diện. Tiếp theo đó đến hàng loạt pha combo liên tục đẩy lượng máu của nó về không nhanh nhất có thể. Cùng lúc đó bên chỗ Saza đang đứng, Zeko cùng Hajama đã chạy đến hỏi thăm, tiện thể kể cho cô nghe về tình hình chiến trận hiện tại. Đúng lúc này, bọn tiểu yêu lũ lượt bay đến muốn phá hủy cánh cửa kết nối tới thế giới bên kia. Cơ mà còn chưa bay tới đã bị bàn tay quỷ của bố Zeko táng phát đi hết sạch. Lại thêm quả máy bay do chính bố của Hajama lái quét tan thêm một đợt nữa, vậy là sẽ không có mạng người nào nằm xuống tại đây. Trở lại với bộ đôi người quá, Toza đã tung ra chiêu thức tối thượng của nó. Sẽ chẳng ai ngờ được đâu vì chiêu thức ấy tên võ mồm thần trưởng. Toza liên tục nhấn mạnh chuyện Bạch Diện sợ quái thương và đặc biệt là nó rất ganh tị với Ushio. Bạch Diện cáu gắt thừa nhận điều đại yêu nói là sự thật rồi quật đuôi với tốc độ siêu thanh, đánh cả hai không khác gì đang đánh bóng bàn. Trong lúc đập hai trái bóng, Bạch Diện có chia sẻ rằng sâu thẳm trong tim, nó không hề muốn mình sinh ra là một thứ dơ bẩn đến như vậy. Bao lần nó tự hỏi tại sao tôi không được sinh ra với tư cách là con người, lâu dần câu hỏi đó dẫn đến nỗi hận thù to lớn không bao giờ vơi.
Toza nghe hiểu và lập tức giải đáp thắc mắc giúp Bạch Diện, nó ví Bạch Diện y như tên Akiba. Cả hai đều không thể nhìn thấy mặt tốt của con người và rồi thù ghét bọn họ. Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Akiba và Pháp Tăng Phiêu cùng xuất hiện dưới dạng linh hồn giáng một đòn vào cơ thể Bạch Diện rồi sau đó biến mất. Sự xuất hiện của hai người họ như một nguồn động lực to lớn thúc đẩy Ushio tiếp tục tiến lên tiêu diệt Bạch Diện giả. Bộ đôi người quái phối hợp nhịp nhàng kẻ tung người hướng lần lượt phá hủy từng cái đuôi của Bạch Diện. Bên chỗ kết giới lúc bấy giờ, Kizio cùng yêu quái vẫn đang kiên trì bảo vệ Inoue và mẹ Ushio bằng cả tính mạng. Shigure cũng đã tới yểm trợ khi cả hai bị đạn lạc bắn trúng. Nhìn tóc người mình yêu bạc trắng mặc dù còn khá trẻ khiến mẹ Ushio đau lòng không thôi. Thế nhưng Shigure lại mỉm cười động viên bà nhanh đứng dậy kết thúc nhanh chuyện này để còn về nhà đánh tan mọi suy nghĩ đau buồn. Trở lại với trận chiến kinh khủng nhất, bộ đôi người quái lúc này đã bị đánh cho thở oxy. Cơ mà Bạch Diện giả cũng không khá hơn là bao khi bị ép đến bước đường cùng. Nó tự suy diễn cái gì mà vì đôi mắt này mà cả hai mới biết nó đang run sợ trước quái thương. Nói xong Bạch Diện móc luôn cả đôi sau đó lao điên lao khùng với tốc độ chóng mặt tấn công bộ đôi người quái. Mặc dù đuôi mù nhưng nhờ sự hiện diện của quái thương mà nó vẫn có thể xác định được vị trí Ushio. Toza biết cái mánh khóe đó liền cầm thương đâm vào sau lưng cho Bạch Diện hoàn toàn mất phương hướng. Ushio không chấp nhận cái cách cực đoan này, tuy nhiên đây lại là cách duy nhất lúc này. Cậu đau khổ gào thét, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để tiêu diệt con quái đó, rồi cùng với Toza lao tới đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Cậu đâm quái thương xuyên thủng qua người Toza, sau đó là tới Bạch Diện giả. Cuối cùng Toza dùng lôi điện giật toàn bộ cơ thể nó nổ tan thành cho bụi. Kẻ thù lớn nhất và đáng sợ nhất đã xử lý xong, giờ cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với đại yêu do vết thương quái thương gây ra là quá lớn. Ushio cũng chỉ biết khóc lóc nhìn Toza tan biến trong bất lực, ngay sau đó cậu cũng bị quái thương phản phệ mà biến thành yêu quái. Đúng lúc này từ trong cây thương, linh hồn của Khiết Mai và Nghĩa Long hiện ra phá hủy nó. Tiếp theo đó, họ nhập vào người Ushio dùng linh hồn để gột rửa linh hồn cậu ngăn cản quá trình yêu hóa. Ushio trở lại làm người ngay lập tức và rơi tự do từ trên cao xuống phía bên dưới. Cùng lúc đó, Saza phía bên này chuẩn bị dùng chính mạng sống mình để đóng cánh cửa lại thì Oma lại nói sẽ thay cô làm điều đó. Mặc kệ Saza có đồng ý hay không, Oma vẫn bước qua bên kia cánh cửa đóng nó lại và vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Ushio cũng đã được bố cậu đỡ lấy và cuối cùng, phần lớn yêu quái phía đông tay đồng loạt tiến tới chỗ trụ đá, lấy thân mình tái tạo lại nó để ngăn không cho Nhật Bản bị nhấn chìm. 3 tháng sau vào ngày tốt nghiệp cấp 3, Ushio ngồi ăn cho bằng hết đồ ăn mẹ nấu rồi mới chịu. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến và cách comment và đừng quên bấm theo dõi Chiếu Phim Anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.